Vai thả lỏng cơ thể từ đầu, từ bờ vai, cánh tay, đôi bàn tay, phía đằng trước, phía đằng sau, mắt đùi, cẳng chân và đôi bàn chân. Đã hết thật lòng rồi, ok. Bây giờ thì em sẽ mở video cho cả nhà chúng ta nghe nhé. Em 34 Vâng, tuổi thì cảm ơn. năm ngoái là em có phát hiện là em bị ung thư đại tràng. Thì lúc đó thì cũng chưa có biết đến phương pháp chữa lành tự nhiên gì hết. Thì em có đi mổ và hóa trị. Thì sau khi cuối cái đợt hóa trị thì em phát hiện thêm một cái nữa là bác sĩ nói là nghi ngờ bị ung thư tuyến giáp. Là trước đó, trước khi mà em hóa trị là tuyến giáp của em bình thường, tức là nó cũng có nhân nhưng mà lành tính và kích thước nhỏ. Và sau khi hóa trị thì nó chuyển thành là nghi ngờ là ung thư tuyến giáp thể nhú. Thì lúc đó bác sĩ mới nói là sau khi hóa trị xong, bác sĩ nói là nhập viện để mổ liền. Thì lúc đó thực ra là em có tìm hiểu qua các cái hội nhóm chữa lành rồi có biết về thầy thuật. Thì lúc đó em quyết định là em không mổ luôn và em đi về. Thì em có tham gia khóa thanh lọc 7 ngày, là 3 ngày ở Hồ Tràm và 3 ngày ở ở ngoài Nha Trang. Thì sau khóa thanh lọc 7 ngày đó thì em về, và lâu rồi là do dịch Covid thì em cũng không có đi khám lại. Thì mới ngày hôm qua em đi khám thì siêu âm thì tuyến giáp của em là lành tính bình thường rồi. Một bên tuyến giáp là không có nhân nữa. Thì em nghĩ là cái kết quả này nó cũng đến từ cái khóa thanh lọc 7 ngày từ đợt tháng 5, mà do em không có đi khám lại nên là bây giờ em mới biết. Thì đó cũng là một điều kỳ diệu. Không không những em mà rất là nhiều người trong cái chuyến thanh lọc đó là kết quả đều rất là vi diệu, kể cả những cô chú mà trên 70 tuổi và bây giờ là thầy thuật rất là nổi tiếng trong các hội nhóm chữa lành, chỗ nào cũng nhịn khô theo phương pháp rừng gọi hết á. Và trong trong mấy cái nhóm chữa lành thông thường là người ta có thể không tham gia được theo rừng gọi, theo cái rừng gọi, nhưng mà người ta có tham gia một tuần nhịn khô là 1 2 ngày. Thì cái đó, cái lan tỏa rất là tuyệt vời. Thì em rất là biết ơn thầy, biết ơn chị Ngọc và biết ơn ban tổ chức của rừng gọi. Rồi, anh tuyệt vời, Thì chúc em mừng em. Còn chúc mừng nhắn em mọi Thương. người. Còn còn những cái bệnh khác thì sao em, những cái bệnh khác hay là những cái chỗ mà ung thư đại tràng thì sao? Cái chỗ ung thư tại đại tràng thì hiện tại nó cũng không có gì bất thường cả, nhưng mà do em là một người đã hóa trị, trải qua mổ rồi hóa xạ trị nên là cái độc tố trong người em rất là nhiều, thì cũng không có thể nói trước được cái gì cả. Em nghĩ là cái thời gian chữa lành nó phải mất rất là nhiều thời gian luôn. Còn những người mà nếu mà không có mổ, không hóa xạ trị thì người ta sẽ mất ít thời gian hơn là em. Thì bây giờ đó là từng bước, hy vọng là em sẽ chuyển hóa được cái tinh thần của mình, cái tâm của mình. Thì bây giờ là em cứ nương vào rừng gọi đi, cứ mỗi buổi sáng em vào 4 rưỡi cho đến 6 rưỡi đó. Nếu mà bận nữa thì vào 5 giờ đến 6 giờ để cho cộng hưởng cái năng lượng cùng với mọi người. Nha, em giữ cái tinh thần như vậy nó sẽ tốt. Rất là nhiều ráng lời Thương. Thương thấy tuyệt vời chưa? Đó là bây giờ là đúng cái tinh thần là không có nói ra, nhưng mà đó như em Dung chia sẻ, cũng như là nhiều người Thương này, Thúy Hằng rồi Bác Chính rồi cô Kim Hứa, những người mà đã từng mà đi nhiều bệnh viện mà không có chữa lành được thì đến với rừng gọi, mà offline cũng như online, thì vô hình chung là rừng gọi là coi như là một cái bệnh viện offline với online, là không có tốn tiền, không có không đồng, nhưng mà rất là tuyệt vời. Đó đó là một cái liệu pháp tự nhiên tuyệt vời. Cái phước đức rất là lớn cho những ai biết đến phương pháp này và lan tỏa cái điều này cho mọi người. Dạ rồi. Bác Mít đã vào chưa ta? Để em nhường sân lại cho bác Mít rồi. Bác Mít bắt đầu từ 7 giờ rưỡi nhé. Rồi, bác đã vào, bác đã vào rồi em Thương à. Dạ. Dạ. Thầy share cái quyền cho bác đi ạ. Rồi. Bác bác mới ơi, bác Thầy sẽ quyền co hót cho bác. Thầy gõ chữ. Ok.
Rồi, Alo. đó cả. Rồi Dạ. à. Kính chào thầy, tớ Dung và Rồng gọi ạ. Xin hân hoan được kính mời cả nhà chúng ta đã chuẩn bị để lắng nghe từ thầy Vách Văn Mít. Thầy là đại tá, thầy thuốc nhân dân, bác sĩ chuyên khoa 2, và trước đây là thầy là nguyên viện trưởng viện y học hàng không ạ. Và thầy có xuất bản rất là nhiều sách, đặc biệt là cái cuốn Phương pháp thực dưỡng Osawa đã tái bản lần thứ 33. Và thầy cũng có phát tâm gửi tặng cho người thương rừng gọi, những người thương hậu duyên đã thành lập với rừng gọi là 340 mà 3 thùng 360 cuốn là phương pháp mà thực dưỡng Osawa, và 2 thùng là cái cuốn sách mà chữa bệnh ung thư bằng cách nào, là 240 cuốn. Thì chúng ta gia đình rừng gọi được bác tặng 600 cuốn như vậy, rất là hạnh phúc và biết ơn bác. Kính mời bác có đôi lời chia sẻ cùng với chúng con về chủ đề là thoát bệnh ung thư và những cái bệnh hiểm nghèo bằng những năng thực dưỡng phương pháp tự nhiên như thế nào ạ? Vâng, xin kính chào toàn thể người thương trong rừng gọi Thanh Lộc. Hôm nay lại đến hẹn lại lên, chúng ta lại gặp nhau theo thường kỳ như vậy là vào mùa trăng non. Như vậy là chúng ta hôm nay là ngày thứ tư nhỉ, đang rồi đúng không nhỉ? Dạ, thưa thầy, ngày thứ năm rồi ạ thầy. Ngày thứ năm dạ, bước sang ngày thứ năm. Xin chúc mừng, có thể nói là trong thời gian qua có rất nhiều các cái khóa thanh lọc bằng nhịn ăn. Mà qua thực chứng thì rất nhiều các bạn đã chia sẻ, tôi thấy đây là một cái bằng chứng sống. Những chia sẻ thực chứng đó để giúp cho mọi người, người ta thấy được, hiểu được, khi người ta bước vào một cái cuộc gọi là thay đổi lại cái nhận thức, thay đổi lại cái cách sống, thay đổi lại cái cách ăn uống và cái lối sống để cho phù hợp với lại quay về với mẹ thiên nhiên, mà rất là lợi lạc. Trong chương trình hôm nay thì trước hết cũng cảm ơn Dừng Gọi đã tạo điều cơ duyên để chúng tôi lại có dịp được gặp các bạn trên Zoom, cũng như là những người đủ duyên mà được vào để tiếp cận, cũng được được nghe những chương trình này. Đấy, thì lời đầu tiên xin gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, như vậy là trong cái chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ có một cái chia sẻ về vấn đề gọi là bằng cách nhịn ăn và ăn thực dưỡng để thoát khỏi cái bệnh hiểm nghèo, các cái bệnh mãn tính, mà đặc biệt chủ yếu nói về lại bệnh ung thư. Hay có thể nói đây là một cái phương pháp gọi là chữa bệnh không dùng thuốc. Đây là cái nội dung chính. Tiếp nếu nó còn thời gian thì chúng tôi sẽ nói thêm về mấy cái nội dung chính trong cái cuốn sách tái bản lần thứ 33 và phương pháp thực dưỡng này, để quý vị cũng tiếp cận để biết. Sau đó chúng ta có chương trình thảo luận. Còn nếu mà còn thời gian nữa, mà nếu mà sức khỏe cho phép thì còn thời gian thì có thể tặng đến quý vị một cái ca khúc Một Quãng Đi Về của Trịnh Công Sơn. Nếu còn thời gian, mà nếu hết thì thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhỉ. Bây giờ về phần giới thiệu thì thôi, như vậy là vừa rồi là anh Thuật đã có giới thiệu sơ bộ rồi, thì chúng ta đã quen nhau nhiều rồi. Chỉ có một số các bạn thì mới vào thì chưa biết thôi, nhưng rồi dần dần chúng ta cũng sẽ hiểu nhau, chúng ta biết nhau. Đấy, thì hôm nay cái chủ đề mà muốn để chia sẻ chính với quý vị là vấn đề như vậy là bằng cái phương pháp nhịn ăn cũng như là ăn thực dưỡng để thoát khỏi cái bệnh hiểm nghèo, mà có thể đây là một cái rất là nóng hổi, một cái vấn đề đang là một thách thức lớn đối với nền y tế của nước nhà cũng như là của cộng đồng toàn thế giới. Trước hết cũng phải có đôi lời về vấn đề để chúng ta hiểu nhau thế nào, sức khỏe là gì. Thì theo như Tổ chức Y tế Thế giới thì người ta cho rằng sức khỏe là sự hoàn toàn thoải mái về thể chất, tinh thần lẫn xã hội, chứ không chỉ là không có bệnh tật. Đó là một cái định nghĩa rất là hoàn thiện. Mà có nghĩa, tôi nghĩ rằng cái định nghĩa này cũng trên cơ sở mà những người mà người ta có được cái định nghĩa là có cái tham khảo những cái về cái quan điểm của Đức Phật trong vấn đề đối với sức khỏe con người. Và thưa quý vị, sức khỏe tốt và trí tuệ minh mẫn là hai điều hạnh phúc nhất của cuộc đời.
và sức khỏe không phải là thứ mà chúng ta có thể dễ dàng mua được. Và không thể có một trí tuệ sáng suốt trên một cái thân thể bệnh tật cho dù người đó là bất kỳ ai. Bởi vì sao? Bởi vì thân có khỏe thì tâm mới an. Một thân thể khỏe mạnh, một tâm hồn trong sáng, đó là chân hạnh phúc. Người mà có sức khỏe thì có đến 100 ước muốn, nhưng mà người mà đã không có sức khỏe thì ước muốn duy nhất là thoát khỏi cái giường gọi là giường đắt nhất thế giới, chính là cái giường bệnh. Và xin thưa các quý vị, hầu hết các căn bệnh, nhất là bệnh mãn tính, không đột ngột ập đến tấn công ta. Bệnh tật cứ thầm lặng đến từ nhiều năm trời, do ăn uống mất quân bình, do sự phóng túng không điều độ, sự lao lực quá mức và những xung đột nội tâm về đạo đức cứ chậm chậm xói mòn sinh lực của chúng ta. Tại sao chúng ta bị bệnh? Thực ra con người ta cứ chìm đắm trong danh lợi, lo nghĩ quẩn quanh tích chữ làm giàu mà quên đi cái sự vô thường ở đời, không chịu tu tâm sửa tánh, không chịu ăn đúng tu đúng, tâm trí thì đảo điên, thần trí thì bất nhất, tử sắc thì quá độ, hỉ nộ thì bất thường, dinh dưỡng lại mất quân bình, chỉ thích khoái khẩu, lại sống nghịch với thiên nhiên, và bệnh tật từ đó mà sinh ra. Và khi bệnh còn nhẹ thì lại chủ quan xem thường, đến khi bệnh nặng đe dọa trực tiếp đến đời sống thì bây giờ lại hốt hoảng, tin tưởng tuyệt đối vào thuốc men và các phương tiện chữa trị hiện của y học hiện đại. Suy cho cùng, thuốc men cũng chỉ trị phần ngọn, tạm thời khiến cho bệnh chậm tái phát, lai dai kéo dài, để chúng ta lại đắm chìm trong dục vọng, phiền toái thêm một thời gian nữa. Đến khi thuốc men trở nên vô hiệu, bệnh tật tái phát thật nhanh thì y học hiện đại bó tay. Và lúc bấy giờ, nhà chức trách thường có lời động viên chia sẻ, do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng không qua khỏi. Thôi, thế là hết một kiếp người. Nhưng vấn đề là chỗ con người ta lại cứ mù mờ chấp nhận xem đó như là số mệnh. Đây chính là một sự lầm lẫn, một sự mê tín rất lớn mà ít ai để. Cho nên có thể nói, nguyên nhân chính của bệnh tật là gì? Nguyên nhân của bệnh tật là do chúng ta quá bận rộn với đời sống hàng ngày mà không còn giữ được cái tâm thanh tịnh. Nếp sống càng tiện nghi bao nhiêu thì con người ta lại càng lao tâm khổ tứ bấy nhiêu để đạt cho cái tiện nghi cao hơn. Lại thêm cái lòng tham muốn chiếm đoạt tranh đua để thỏa mãn cái dục vọng nhất thời, khiến cho cơ thể mất quân bình, rối loạn hoạt động tạng phủ, và con người cứ càng ngày càng sống lệch lạc với quy luật của tạo hóa, mất đi cái an nhiên tự tại vốn sẵn có, hay nói một cách khác, họ mất đi chính mình. Cho nên chỉ có mạnh dạn vứt bỏ cái nhận thức, cái hành xử và cách ăn uống sai lầm bấy lâu nay để trở lại nguyên thủy, trở lại về với mẹ thiên nhiên mới là yếu tố tiên quyết để trị những căn bệnh trầm kha của loài người. Thưa quý vị, Đức Phật có dạy, người ta có thể không tin bất kỳ tôn giáo nào, nhưng người ta không thể không tin nhân quả. Là bởi vì sao? Nhân quả không phải là tôn giáo, nhưng nó chi phối mọi hoạt động hàng ngày trên mọi lĩnh vực đối với mọi vạn vật trong cái vũ trụ này. Và trong đời sống cũng vậy, cổ nhân có câu bệnh tòng khẩu nhập mà họa tòng khẩu xuất, có nghĩa là bệnh từ miệng mà vào và tai họa cũng từ miệng mà ra. Vì vậy ngày nay do ăn uống bất cẩn, mất quân bình âm dương, do khoái khẩu lại cộng thêm thực phẩm bẩn ngày một gia tăng, thì chúng ta biết rồi, chăn nuôi theo kiểu công nghiệp, nó có hormone tăng trọng, nó hormone tạo nạc, nó kháng sinh. Ngày xưa các cụ mình nuôi cả năm trời mới được chú heo khoảng 70 cân, bây giờ 3 tháng là đã có một chú heo trên dưới một tạ. Sữa bò ngày nay cũng vậy, đa phần là nuôi công nghiệp, nào là hormone kích dục, hormone tăng tiết sữa và kháng sinh. Rau củ hoa quả thì chất tăng trưởng bảo vệ thực vật, nước ngọt và nhiều loại sữa nội ngoại thì có chất gây ung thư, thức ăn nhanh và đồ chiên rán từ dầu thực vật tạo quá nhiều axit béo chuyển đổi, gọi là trans fats, vô cùng độc hại, còn độc hơn cả mỡ lợn. Thực phẩm thì đa phần là biến đổi gen, đó chính là nhân. Và hệ quả là gì? Là các bệnh gì? Ung thư, tim mạch, tiểu đường, suy thận, loãng xương và nhiều chứng bệnh khác nữa của thời đại. Chúng ta có biết như vậy là ở Việt Nam chúng ta ấy, một ngày khoảng độ trên 300 bệnh nhân ung thư ra đi thầm lặng, khoảng 500 bệnh nhân về tim mạch cũng ra đi thầm lặng, khoảng trên dưới 200 bệnh nhân về tiểu đường cũng vậy. Đó, một cái số lượng khoảng gần 1.000 người về các bệnh mãn tính cứ lần lượt ra đi trong thầm lặng như vậy. Giáo sư Tuấn Thúc Tùng có nói, nhà phẫu thuật nổi tiếng của thế giới, trong cái tác phẩm Đường vào khoa học, cụ có nói này, mà chúng tôi coi như vậy, đây là một cái lời dạy của thầy rất là thấm thía. Chữa bệnh đòi hỏi một sự hiểu biết về tâm lý con người.
Và ta chỉ nên dùng thuốc khi những phương pháp tự nhiên không có hiệu lực. Nhưng hiện nay, nhiều bác sĩ và bệnh nhân lại chưa nghĩ thế. Người ta quá mê tín vào thuốc và máy móc đo lường của một nền văn minh càng ngày càng phức tạp. Và ngay ở các nước gọi là tiên tiến cũng đang gặp khủng hoảng về lòng tin, cũng như kinh tế. Lòng tin là gì? Lòng tin là nhiều bệnh chữa mãi có khỏi đâu. Kinh tế là gì? Kinh tế là quá tốn kém. Nhiều bệnh nhân ung thư như vậy và đi sau một đợt điều trị 1-2 năm hết thằng 5-7 đến trên dưới 20 tỷ đô la. À tỷ 2 tỷ đồng Việt Nam. Đấy. Người ta phải bán cả nhà, bán cả cơ sở vật chất của gia đình mà cuối cùng cũng không giải quyết được. Đấy, sơ bộ với quý vị để biết tại sao cái nguyên nhân của cái tình hình bệnh tật, đặc biệt là bệnh ung thư như vậy. Bây giờ tôi xin nói chút về cái tình hình bệnh ung thư gọi là bệnh hiểm nghèo. Cứ xem như là y học hiện đại thì coi đấy là bệnh hiểm nghèo, bệnh ung thư trên thế giới và Việt Nam hiện nay thì chúng ta đã biết rồi. Theo như International Agency on Cancer Research của Tổ chức Y tế thì hàng năm thế giới có khoảng 17 đến 19 triệu người mới mắc ung thư và 9 đến 10 triệu người là tử vong. Đấy, một cái số lượng không hề là nhỏ. Và ung thư có thể nói là cái nguyên nhân gần như là cái nguyên tử vong ở hàng đầu ở nhiều nước. Và tại Việt Nam chúng ta biết hiện nay mỗi một năm có khoảng trên dưới 200.000 ca mới mắc ung thư. Tỷ lệ tử vong là khoảng trên dưới 60%. Mỗi ngày là có hơn 300 người bị ung thư ra đi một cách thầm lặng. Và những bệnh ung thư thường gặp như là ung thư gan, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư đại tràng, ung thư máu, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư tử cung vân vân. Và tại Việt Nam thì ung thư gan chiếm tới khoảng 14 và đứng đầu đấy, 14,5%. Ung thư phổi 14,4%, ung thư vú khoảng 11,8% và ung thư dạ dày khoảng 9,8%, ung thư trực đại trực tràng khoảng 9%, còn lại các loại ung thư khác cỡ khoảng độ 40%. Và xin thưa quý vị là Bộ Y tế, Viện Ca Bộ Y tế cho biết hàng năm bệnh nhân ung thư vào viện năm sau tăng hơn năm trước từ 20 đến 30%. Một cái tỷ lệ tăng như vậy hàng năm như vậy. Và năm 2018, xin thưa là Việt Nam xếp thứ 99 trên 185 quốc gia và vùng lãnh thổ có tỷ lệ mắc ung thư mới và đứng thứ 56 trên 185 quốc gia có tỷ lệ bệnh nhân ung thư tử vong. Nhưng chỉ sau 2 năm đến năm 2020 thì Việt Nam nhảy lên từ 99 lên thứ 91 trên 185 quốc gia và vùng lãnh thổ có tỷ lệ mắc mới ung thư. Và từ tỷ lệ 56 trên 185 lên 50, đứng thứ 50, xếp cao hơn trên 185 quốc gia có tỷ lệ bệnh nhân ung thư tử vong. Nghĩa là đang có xu hướng gia tăng. Cho nên đấy là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý và đang là để trăn trở, là một cái thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Vậy nguyên nhân của ung thư là gì? Thì chúng ta đã biết rồi, thì nguyên nhân của ung thư thì có thể nói là do như vậy là chúng ta như vậy là máu quá toan rồi axit, đấy là những yếu tố thuận lợi. Rồi là hàng ngày chúng ta tiếp nhận hàng triệu gốc tự do từ thực phẩm bẩn. Khi các gốc tự do nó vào thì chúng nó là những phân gọi là những các cái hợp chất mà chỉ có điện tử chứa có một điện tử đơn độc, cho nên là nó thường như vậy phá các cái tế bào bình thường để cướp lấy một nguyên tử. Bởi vì chính vì thế tôi làm oxy hóa màng tế bào, làm thay đổi cấu trúc ADN của màng tế bào và từ đó dẫn đến đủ các loại bệnh tật. Thế và trong cái nguyên nhân thì yếu tố di truyền chỉ chiếm khoảng 3-4%, có nguyên nhân do ăn uống và đây được xem như là cái nguyên nhân chính gây ung thư. Thức ăn tạo môi trường axit từ thịt động vật rồi từ các thực phẩm bẩn như vừa rồi đã trình bày đấy. Nó làm thay đổi cái môi trường máu của chúng ta, làm axit hóa và nhiều gốc tự do làm phá vỡ các cái màng tế bào. Còn ngoài ra một số các nguyên nhân khác là do vấn đề hút thuốc, do ô nhiễm môi trường không khí, rồi do các cái sóng bức xạ không dây từ các thiết bị điện tử sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, rồi là nguyên nhân những khác nữa, một số các nguyên nhân mà do yếu tố stress, sốc tinh thần
là những yếu tố cũng là những nguyên nhân tác động, rồi một số độc tố nha khoa, rồi là một số các nguyên nhân do virus, rồi vi khuẩn, chẳng hạn do nấm candida. Xin thưa quý vị, nấm candida ở đường ruột chúng ta ấy, là nguyên nhân của 70-80% các loại ung thư. Bởi vì sao? Hàng ngày cái nấm candida nó tiết ra khoảng trên 70 các cái gốc tự do và các chất độc hại. Đấy. Đấy, rồi là virus cũng vậy, có những loại virus, virus HP này, virus HPV này, viêm gan B, viêm gan C cũng là những cái nguyên nhân mà có thể dẫn đến ung thư. Đấy, theo quan điểm của y học hiện đại thì người ta điều trị bằng cái gì? Bằng phẫu thuật, bằng xạ hóa trị. Chúng ta đành rằng không thể phủ nhận cái nền y học hiện đại đã có những nhiều công trình nghiên cứu quan trọng để tìm ra như vi khuẩn, virus, kháng sinh, bác sinh, các loại máy móc y tế và những kỹ thuật lâm sàng mới như là ghép gan, ghép thận, thay tim v.v. để chữa trị theo cái nền y học đối chứng trị liệu. Tuy nhiên, y học hiện đại chưa giải quyết tận gốc của bệnh tật và các bệnh mãn tính vẫn đang là một thách thức lớn đối với nền hiện đại. Phương pháp phẫu thuật thì chúng ta đã biết rồi. Chúng ta nên nhớ rằng một cái tổ chức ung thư chỉ bằng đầu ngón tay hay là bằng cái cục tẩy bút chì có đến khoảng 1 tỷ tế bào ung thư. Nếu như chỉ một số ít các cái tế bào láo lỉnh trong đó, số đó thoát khỏi dao mổ của bác sĩ, thì như chúng ta vẫn thường thấy thì ung thư của bạn sẽ có nhiều khả năng sẽ phát tán và tàn khắp cơ thể. Và rõ ràng cái di căn là cái phát tán ung thư theo những giọt máu nhỏ của những tế bào ung thư đi khắp các mô trong cơ thể. Đành rằng tuy nhiên thì có một số những người ta sẽ phải can thiệp phẫu thuật, thí dụ những cái u mà nó to quá cái vùng đại tràng choán chẳng hạn, thì có thể còn chỉ định thì cũng có thể cắt đi để nó thông thì một phần để, hay là những u nằm tắc ở cái vùng não bộ mà nó chèn nát cái trung tâm rất là nguy cấp thì có thể can thiệp phẫu thuật nếu như mình không có đủ duyên đi theo các phương pháp gọi là nhịn ăn hay là thực dưỡng. Còn những cái phương pháp như là phương pháp xạ trị thì chúng ta biết được phương pháp xạ trị là một trong cái ba cái phương pháp trong cái quy trình điều trị được phê duyệt của Tổ chức Y tế Thế giới, của Bộ Y tế. Mà xạ trị thì chúng ta đã biết xạ trị thì cũng không thể phân biệt được tế bào ung thư hay tế bào lành dù kỹ thuật có hoàn thiện đến đâu chăng nữa. Và nó chỉ có tác dụng gọi là giảm cái kích thước khối u nhưng không đồng nghĩa vấn đề là chữa được ung thư. Và phương pháp xạ trị, kể cả xạ trị đích cũng vậy. Và chúng ta nên nhớ rằng phương pháp xạ trị cũng có rất nhiều những cái ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe của chúng ta. Còn phương pháp hóa trị thì sao? Hóa trị là sự hủy diệt, phân chia tế bào bằng các thuốc cản trở phân bào. Nó không chỉ nhằm tới tế bào ung thư mà còn trực tiếp phá hủy sự phân chia của các tế bào lành. Đó, hóa trị như vậy là có thể nói là lại toàn bộ các tế bào trong cơ thể. Và hóa chất thì chúng ta biết rồi, cái tác dụng phụ của nó rất là nhiều. Mà khi mà nếu mà một số bệnh nhân mà phải hóa trị liều cao hoặc hóa trị thì nó cái thuốc hóa trị nó sẽ diệt cái gọi là ức chế cái gen gen P53 ức chế khối u và làm biến dạng ADN của tế bào khỏe mạnh và dễ tạo thành các cái tế bào ung thư mới, và cái khả năng các tế bào ung thư nó sẽ kháng thuốc rất là mạnh. Đấy, và chúng ta đã thực tế đã chứng minh rồi, đành rằng mặc dù hóa trị chỉ được xem như là một cái phương pháp điều trị đúng phác đồ, đúng quy trình và được các chuyên gia ung thư, các giáo sư tiến sĩ ung thư cho rằng có cơ sở khoa học và được pháp luật bảo vệ, thế nhưng mà kết quả lại rất là hạn chế. Đó, đấy là một cái điều nghịch lý. Nếu người nào hiểu sâu, những người bệnh nhân ung thư mà tìm hiểu thì sẽ thấy được vấn đề này. Và thực chứng đã cho thấy, đây tôi chỉ xin lấy một số thí dụ thôi, chứ còn rất nhiều, một số thí dụ về các gọi là những người nổi tiếng mà còn rất là trẻ, đã ra đi chỉ sau một thời gian ngắn, hóa xạ trị. Thí dụ như là ca sĩ Gonbi Tuấn, sau hơn một năm hóa trị ung thư não, đã ra đi ở tuổi 26. Hay ca sĩ Phương Lan, ung thư não cũng vậy, cũng sau một thời gian ngắn, trên một năm, cũng ra đi ở tuổi 32. Đạo diễn Huỳnh Thúc Điền và diễn viên hài Đăng Lưu, sau khi điều trị hóa trị một năm, ung thư gan, ra đi ở tuổi cùng 39 tuổi. Hay là Trần Lập, thì chắc nhiều người biết, trưởng ban nhạc Bức Tường, bị ung thư trực tràng, sau khi phẫu thuật này, và được điều trị tích cực, điều trị ngay đấy,
gọi là thời gian vàng ấy, theo như các nhà ung thư bảo coi là rất là kịp thời điều trị ngay thời gian vàng sau khi phẫu thuật xạ trị luôn, và 4 tháng sau anh đã ra đi ở tuổi 42. Anh sang cả Singapore rồi đã phẫu thuật cả Việt Đức rồi ở tại bệnh viện trong Sài Gòn. Thì đấy, như vậy là rất là nhanh. Hay là người mẫu duy nhân sau khi điều trị hóa trị ung thư máu được 6 tháng cũng ra đi ở tuổi 42. Rồi bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ Richard Telkensland, sinh năm 1972, một nhà phẫu thuật nổi tiếng về thẩm mỹ ở Singapore. Mỗi một ca phẫu thuật anh thu tới 10.000 đô la. Nhưng mà chỉ sau hơn một năm xạ hóa trị ung thư phổi thì anh đã ra đi ở tuổi 40. Và anh đã để lại một cái lời nhắn gửi có thể nói là rất là thấm đậm tình người, và thấy được tiền không phải là tất cả. Rồi còn rất nhiều nữa, hay là bạn Hạnh An, ung thư máu sau chỉ có gần 2 năm mà hóa chất rồi ghép tủy từ cha sang con, rồi cũng ra đi ở tuổi 20 mà tốn kém như vậy gần tới 20 tỷ. Đấy, chúng ta thấy không? Rồi là diễn viên mới đây, diễn viên hài Giang Còi sau 7 tháng hóa trị ung thư hạ cũng ra đi ở tuổi 59. Rồi hoa hậu du lịch quốc tế 2012 Regine Alexis Von thì sau 2 năm hóa xạ trị ung thư phổi cũng ra đi tuổi 25, rất là trẻ. Có thể nói đấy là những cái kết quả, hay là những cái hậu quả thì đúng hơn, của cái phương pháp gọi là xạ hóa trị. Trong khi đó thì phương pháp thực dưỡng Osawa lại là một cái phương pháp có thể nói là hỗ trợ trong phòng và điều trị ung thư rất là tốt. Mà cổ nhân đã có câu bệnh tổng khổng nhập họa tổng khổng sở, nghĩa là bệnh từ miệng mà vào và tai họa cũng từ miệng mà ra. Đấy. Giáo sư Osawa đã từng nói nguồn gốc của mọi sự trên đời này là do thức ăn tạo nên. May hay rủi, hạnh phúc hay khổ đau, khỏe hay bệnh, thọ hay yểu, thông minh hay đần độn, đẹp hay xấu, từ bi hay đố kỵ, tất cả đều bắt nguồn từ thức ăn. Mà khi hiểu được như vậy, ta thấy rằng loài người không hẳn là xấu mà cũng chẳng hẳn là tốt, bởi vì họ được đào tạo và nuôi dưỡng bởi thức ăn xấu hoặc tốt mà thôi. Xin thưa với quý vị là tôi cũng phải nhấn mạnh một cái điểm khác biệt lớn nhất của phương pháp thực dưỡng Osawa với các cái phương pháp thực dưỡng khác là cái phương pháp này, phương pháp ăn uống khác với các cái phương ăn uống thông thường ở khía cạnh là gì? Ở khía cạnh tinh thần và triết lý sống. Bởi vì sao? Bởi cái phương pháp thực dưỡng Osawa không chỉ đề cập đến vấn đề ăn uống mà còn thiên về tính giáo dục con người, sống hòa hợp với quy luật âm dương của vũ trụ. Mục đích cuối cùng của phương pháp thực dưỡng Osawa là gì? Là không chỉ dừng lại ở vấn đề duy trì sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, mà điều cần hơn nữa là phát sinh trí tuệ, nâng cao trí phán đoán để hiểu được quy luật của vũ trụ. Đó. Cho nên có thể nói là hầu hết các cái căn bệnh mãn tính, nhất là bệnh ung thư, nó không có đột ngột ập đến tấn công ta. Bệnh tật nó cứ thầm lặng đến từ nhiều năm trời. Do cái quá trình của chúng ta, cái lối ăn uống, sinh hoạt của chúng ta không đúng. Cho nên bởi vậy cái phương pháp thực dưỡng Osawa là đưa ra một cái cách ăn uống quân bình âm dương phù hợp với trật tự vũ trụ, mà thức ăn thuận thiên nhiên sẽ khôi phục lại những năng lượng tiềm ẩn kỳ diệu của cơ thể. Và xin thưa với quý vị, phương pháp thực dưỡng Osawa thì lấy ngũ cốc nguyên cám từ gạo lứt, hạt kê, yến mạch, nguyên cám bột mì lứt và những các thực phẩm quân bình từ đậu đỗ là chủ yếu để tạo nên một cái nguồn thực phẩm, một cái thức ăn quân bình, mà thức ăn quân bình âm dương sẽ tạo ra máu nguyên tốt đến để nuôi dưỡng các tế bào cơ thể, và đây là cái nguyên lý không thể thay đổi, và từ đó cơ thể sẽ được cải thiện các hoạt động chuyển hóa lên nội tiết và miễn dịch, và chính cơ thể tự chữa lành bệnh từ cấp tế bào mà có thể dẫn đến nguồn gốc bệnh tật. Và xin thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã biết rồi đấy, nếu mà chúng ta kết hợp vấn đề nhịn ăn và ăn thực dưỡng để thoát khỏi các cái bệnh gọi là bệnh hiểm nghèo thì đây là một cái phương án tối ưu. Xin thưa quý vị như vậy. Chính giáo sư Osawa đã nói rằng nhịn ăn là một trong những cách chữa bệnh cổ xưa của tự nhiên. Bất kỳ con vật nào khi đau ốm cũng đều tự nhịn ăn theo bản năng tự nhiên này. Và nhịn ăn là một quá trình phá vỡ, tiêu tan và thải trừ các chất cặn bã, độc tố tích tụ lâu ngày trong các tổ chức mô của tế bào, trong các tạng phủ của cơ thể, để làm thanh lọc tự nhiên, làm cân bằng lại âm dương. Nghĩa là gì?
nghĩa là đào thải thực sự nguyên nhân nội tại của bệnh tật. Và để gì? Để thanh lọc sạch sẽ cơ thể. Mà chính xin thưa với quý vị giáo sư Osawa rất là tán thán cái phép nhịn ăn để chữa bệnh, nhất là những bệnh nan y như là ung thư, khi mới bước vào cái phương pháp thực dưỡng Osawa, nếu như một người bệnh mà đủ duyên mà khi bước vào phương pháp thực dưỡng Osawa qua một cái giai đoạn nhịn ăn, có thể là nhịn ăn vài ngày, nhịn ăn một tuần, vài tuần, mà nếu kết hợp nhịn ăn khô ngay từ khoảng 3 đến 5 ngày đầu thì rất là tuyệt vời. Và xin thưa với quý vị, chính giáo sư George Osawa đã từng trải nghiệm nhịn ăn 2 tháng liền, 60 ngày, vào tháng 8 và tháng 9 năm 1955. Đó. Và thấy như vậy có nhiều cái sự đổi thay kỳ diệu của cơ thể. Và xin thưa quý vị, trong năm 1956, tức là sau cái năm nhịn ăn 2 tháng, thì sang năm 1956, giáo sư Osawa đã sang châu Phi tìm hiểu, nghiên cứu bệnh ung sang nhiệt đới. Và ông đã tự gây bệnh ung sang nhiệt đới cho mình, rồi sau đó vào nhập viện để cho các bác sĩ điều trị. Đến khi các bác sĩ, các giáo sư, các bác sĩ là bó tay, thì bây giờ ông bắt đầu chuyển sang thực chứng cái phương pháp nhịn ăn và ăn thực dưỡng, nhịn ăn tiết thực 10 ngày. Và sau 10 ngày như vậy là bệnh ung sang nhiệt đới đã hoàn toàn là chữa khỏi. Và đấy coi là ông giáo sư Osawa muốn làm cái gọi là cái thực chứng đó để làm sao để như vậy khuyến tấn và gieo duyên cho các giáo sư tiến sĩ ở bên châu Phi đó. Tuy nhiên không phải các giáo sư bác sĩ học viện nào cũng chấp nhận cái điều này. Đây là một cái điều mà chúng ta phải thấy, không chỉ ở châu Phi mà tất cả các nước trên thế giới, kể cả Việt Nam mình. Và xin thưa các quý vị, nhịn ăn chính là giúp cơ thể thực sự được nghỉ ngơi, tức là phục hồi sinh lực, đem lại sự trẻ trung và chống lão hóa. Và các nhà khoa học đã cho rằng nhịn ăn là một cơ chế tự phân. Tự phân là gì? Tự phân là trạng thái tiêu hóa hay phân hóa các tế bào nhờ các enzyme ở trong tế bào. Đó là một cái quá trình tự tiêu hóa ngay trong nội bào, nhất là đối với các tế bào ung thư, vì chúng là những tổ chức không cần thiết cho cơ thể. Tự phân giã trong nhịn ăn không đau đớn như cách hủy diệt sự phân bào, phân chia tế bào ung thư bằng cái hóa trị liệu, và xem cái tự phân giã bằng nhịn ăn như là một cuộc phẫu thuật không giao kèo. Và xin thưa quý vị, một danh y người Đức đã viết trong cái cuốn gọi là Trị bệnh theo phương pháp Nhấn, ông có nói như này: nhịn ăn là phương pháp thần diệu nhất để chữa lành bất cứ bệnh gì. Đó. Chúng ta đã biết rồi, như vậy là cụ tổ của nền y học hiện đại cũng đã nói tất cả các bệnh đều bắt đầu từ ruột. Vì vậy gì? Phải chữa lành bệnh từ ruột. Mà muốn làm sao chữa lành ruột thì chúng ta phải làm sạch ruột. Muốn làm sạch ruột thì phải nhịn ăn. Đầu tiên, một trong các phương pháp để làm sạch ruột là nhịn ăn. Và xin thưa như vậy là các quý vị, như vậy, những bệnh nhân qua thực chứng bằng phương pháp nhịn ăn và ăn thực dưỡng có rất nhiều. Ở đây tôi chỉ lấy đơn cử như vậy. Trước hết phải nói đến như vậy là bác Lê Minh Tuấn. Đấy. Năm nay là bác sinh năm 1945 ở số 3 Yên Thế, hiện nay vẫn còn đang sống sờ sờ ở Ba Đình, Hà Nội. Năm 1983, ông là đại úy ở Viện 108 và được xác định là ung thư phổi kích thước bằng tầm quả trứng gà. Và theo như vậy là quyết định của viện ấy, mà lúc đó là bố của ông Lê Minh Tuấn là giám đốc của Viện 108, ông đã đại úy ở phòng hậu cần của Viện 108. Thế thì bố cùng với lại hệ thống ban giám đốc của viện quyết định là cho một chỉ định điều trị phẫu thuật xạ hóa trị cho ông Lê Minh Tuấn. Nhưng mà chẳng hiểu thế nào, ông Lê Minh Tuấn lại không nghe lời bố, cũng chẳng nghe lời hội đồng giáo sư gì cả, mà lại cuối cùng lại, đây chính đây ông Lê Minh Tuấn. Đây, quý vị đã xem trên hình ảnh đấy, mà chỗ ban tổ chức, đấy, hôm nay ông là 86 tuổi nhá. Đó, thấy chưa, 86 tuổi, à quên, 76 tuổi. Nên cái lúc đó ông lại không nghe lời của ban giám đốc, cũng chẳng nghe lời bố, mà lại thế nào đủ duyên nghe lời cụ Lê Minh. Cụ Lê Minh tức là người giám đốc Viện Y học hàng không đầu tiên của chúng tôi ấy. Đấy. Cụ năm nay cũng 94 tuổi rồi. Thế tôi xem như là những bậc cha chú hơn tôi 20 tuổi. Rất là kính phục mà cụ Lê Minh. Khi mà tôi về
quân chủng phòng không quân thì lúc đó cụ đang là giám đốc của Viện Y học Hàng không, nên cụ đã đưa ra cái phương pháp nhịn ăn và ăn thực dưỡng. Đấy, kỳ diệu chưa, tôi rất là khâm phục. Đấy. Và chính cụ Lê Minh đã gieo duyên cho ông Lê Minh Tuấn là cậu hãy nhịn ăn và ăn thực dưỡng đi. Ông Lê Minh Tuấn bước đầu định nhịn ăn 1 tháng, nhưng mới nhịn ăn được 20 ngày. Thế ông bố và vợ, bố đẻ và vợ thì cứ chắp tay lại, thôi 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 đừng nhịn ăn nữa. Trông thấy gầy thương quá. Nhưng mà ông ấy là khỏe. Thế là ông phải đến ngày thứ 20 ông tạm dừng. Sau đó ông ăn bài số 7 thực dưỡng. Sau ăn 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 lỏng khoảng mấy ngày, sau đó bắt đầu chuyển sang ăn thực dưỡng. Ăn liền hơn 3 tháng, gần 4 tháng bài số 7. Sau 4 tháng nhưng mà bệnh viện gọi vào là xem ông này đã hy sinh chưa. Vào chụp X quang như vậy là cái ung thư bằng quả trứng gà ở phổi biến mất. Đấy, kỳ diệu như vậy. Thế và sau đó như vậy những năm sau ông còn nhịn ăn tới một đợt 40 ngày. Và cũng nhờ cái phương pháp nhịn ăn rồi là ăn thực dưỡng, ông cũng đã khuyến tấn cho con trai thì chữa được khỏi bệnh tâm thần phân liệt, vợ thì chữa được các cái bệnh u sơ, u biếu là cũng khỏe hết. Đấy, kỳ diệu như vậy. Hay là trường hợp anh Lê Chí Dũng chẳng hạn, sinh năm 1965, Hà Nội, năm 2004 được chẩn đoán là ung thư phổi giai đoạn 4B, đã di căn phổi phải và cơ hoành và trung thất. Sau khi phẫu thuật và hóa trị 6 lần, cơ thể suy kiệt trầm trọng, tiêu tốn hết khoảng 1 tỷ 2. Cái năm 2005 là kinh khủng lắm, nhiều tiền lắm. Thế cô vợ ở nhà, cô hàng ở nhà phải bán cả nhà cửa đi. Và các bác sĩ, các giáo sư của bên viện Singapore, Elizabeth bảo chuẩn bị làm một đợt 6 lần nữa. Xong hai vợ chồng bảo chết cũng không làm, quay về Việt Nam. Ví dụ tình cờ như vậy là thế nào lại duyên lành, có người tặng quyển sách, rồi là gặp được bệnh nhân đã từng thực chứng. Thế nào bắt đầu quyết định đi theo con đường nhịn ăn và ăn thực dưỡng. Và khi mà tôi viết cái cuốn về phòng ngừa chữa bệnh ung thư bằng cách nào, tôi phải đến thực chứng và lấy số liệu cụ thể và gặp hai vợ chồng anh Lê Chí Dũng. Và trong cái buổi nói chuyện đó thì chính anh nói à, bác ơi, con mà không có vợ con thì con chết lâu rồi. Đấy, cái người vợ như vậy là một người bạn đời, là một người hiểu và nghĩa là đủ duyên để giúp cho chồng trải qua nhịn ăn 37 ngày. Thấy chưa? Chị phải đưa anh Lê Chí Dũng về quê ngoại để cách ly với lại bên họ nhà chồng. Với họ nhà chồng toàn giáo sư tiến sĩ ung thư cả. Mà mày thế này để cho chồng mày chết à? Không cho tiếp xúc, không ai đến thăm. Cách ly sau 37 ngày. Xong dần dần bắt đầu chuyển sang chế độ ăn thực dưỡng. Bây giờ anh vẫn sống sờ sờ. Mà lúc mà tôi đến gặp anh ấy là anh ấy 60 cân cơ. Nặng 60, mà khi mà nhịn ăn ấy, là giảm mấy chục cân trong thời gian đó mà ăn số 7. Hay rồi là chỗ cô Kim Thị Lụy chẳng hạn, sinh năm 1959 ở quận Hà Đông. Thì tháng 11 năm 2008 thì cũng được Viện 103 chẩn đoán là ung thư phổi sau phẫu thuật không xạ hóa trị, chuyển sang như vậy nhịn ăn và ăn thực dưỡng. Và bây giờ chị vẫn rất khỏe mạnh, vừa kết hợp tu tập. Rồi còn rất nhiều, hay chị Nguyễn Thị Kim Châu ở thành phố Hồ Chí Minh, còn rất nhiều các bệnh nhân nữa. Thì có thể nói là chúng ta đã thấy rồi. Như vậy là cái phương pháp nhịn ăn và ăn thực dưỡng rất hay. Mà có thể nói các bậc tiền nhân như là Đức Phật chẳng hạn, Thích Ca, chúng ta thấy trước khi mà đạt chánh đẳng chánh giác được, Đức Phật Thích Ca cũng nhịn ăn 49 ngày. Đúng không? Hay là gì? Hay Chúa Giê-xu chẳng hạn, cũng nhịn ăn 40 ngày, sau đó bắt đầu mới khởi sự cái truyền giáo. Đấy, qua cái nhịn ăn con người ta thay đổi một cái tuệ giác rất là lớn, kỳ diệu như vậy. Rồi ở các nhà khoa học như là các nhà khoa học, nhà vật lý nguyên tử của Liên Xô chẳng hạn, Vladimir Lekoshev chẳng hạn, ông ấy bị bại liệt nặng, chữa bao nhiêu các thuốc tây, bao nhiêu giáo sư tiến sĩ giỏi chẳng hỏi, và cuối cùng ông quyết định vào tháng 1 năm 1961 ông quyết định nhịn ăn. Đầu tiên nhịn ăn 2 tuần lại, 2 tuần đã đi lại luôn, và sau nhịn ăn 45 ngày thì hoàn toàn bình phục. Đấy, chúng ta thấy có một cái sự kỳ diệu như vậy. Thế cho nên cái nhịn ăn và ăn thực dưỡng thì có thể nói đấy là một trong những cái phương pháp chữa bệnh gọi là không dùng thuốc, rất kỳ diệu, mà chúng ta phải thấy rằng là nếu mà chúng ta đủ duyên mà chúng ta áp dụng được thì rất là hay. Thế và hôm nay không phải là chuyên đề nói về vấn đề thực dưỡng, chứ tôi không phân tích sâu về cái vấn đề này. Và xin thưa các vị, chỉ trong cái chữa bệnh không dùng thuốc, trong cái ăn thực dưỡng, chúng ta còn có một số các cái bài trợ phương,
rất tốt để cho các cái bệnh nhân ung thư. Thí dụ các cái ung biếu, kể cả u lành u ác, chúng ta áp dụng cái phương pháp là dán cao quai sọ hoặc là dán bột sắn dây. Dán trong sách, ở mục sách phương pháp từ dưỡng này, ở mục 552 chúng tôi đã có giới thiệu cái phương pháp dán cao quai sọ mới gừng. Những phương pháp này thì đã có 9 phần quai sọ, 1 phần gừng, thêm một chút bột sắn dây và một chút muối. Đấy, rồi là chúng ta khoai sọ thì cạo khô đấy, để cho khỏi ngứa, và chúng ta giã ra xong đắp độ dày khoảng 1 phân rưỡi đến 2 phân, đắp lên trong khoảng 6 đến 7 tiếng đồng hồ. Những bệnh nhân nặng thường người ta phải đắp 2-3 lần trong ngày đấy, còn những bệnh nhân nhẹ nhẹ thì đắp một lần có thể qua đêm đấy. Và có những người đắp trường kỳ từ vài tháng chậm chỉ đến dưới 1 năm, các cái u kể cả ác tính cũng như lành tính như nó co giật. Còn một số những người mà thí dụ như do vấn đề khoai sọ nó dị ứng, nó ngứa chẳng hạn, thì chúng tôi cũng bổ sung trong trong cái cuốn sách này, trong cái mục 552 là gọi là bài bài bột sắn dây, đắp bằng bột sắn dây để khỏi ngứa, thì cái này nó tiện lợi hơn, đỡ kích thích hơn và cũng rất là hiệu quả. Cái bột sắn dây khoảng là 3-4 thì khoảng 5-60 gram, tùy theo cái lượng nhiều ít. Đấy là cái bột sắn dây là chủ yếu, rồi một thìa canh tinh bột nghệ, một thìa muối muối hồng Himalaya ấy, và khoảng 15-20 ml dầu dừa ép lại, trộn thành một cái bột chảo, xong rồi đắp vào cái vùng u đó đấy, tùy theo vị trí mình băng mình bó như nào đó, để cũng như là dán cao quai sọ để trong khoảng 6-7 tiếng đồng hồ, và tùy theo tình trạng bệnh có thể đắp từ 1-3 lần trong ngày, thì nó cũng giúp cho giảm khối u tiêu rất là tốt. Mà thực chứng nhiều bệnh nhân chúng tôi chia sẻ người ta thấy rất hay, nhất là những người bị ngứa do cao quai sọ không chịu được. Hay là cái bài ăn hỗ trợ hàng ngày cho tất cả các bệnh nhân ung thư nói chung, thì một ngày chúng ta dùng như vậy: một thìa canh dầu dừa tinh khiết khoảng 15-20 ml, một thìa cà phê nước cốt gừng hoặc là 5 gram bột gừng, một thìa cà phê tinh bột nghệ, một thìa bột 1/5 thìa bột tiêu đen. Bởi vì sao? Bởi cái bột hạt tiêu đen ấy nó phối hợp với lại cái piperidin ở trong cái hạt tiêu đen, nó phối hợp với curcumin ở trong nghệ, nó làm tăng cái khả năng chống ung thư rất là mạnh. Rồi 5 gram cái bột tam thất nữa, bột tam thất bắc ấy, hòa trộn vào đấy thành một cái món ăn hàng ngày rất là tốt để hỗ trợ cho các bệnh nhân ung thư nói chung, tất cả các bệnh nhân. Hay là cái bài vấn đề tẩy ruột diệt nấm candida đường ruột bằng dầu dừa tinh khiết và tẩy sỏi gan bằng dầu ô liu với nước cốt chanh, thì trong cái mục 4.28 trong quyển sách phương pháp thực dưỡng chúng tôi đã trình bày rất là đầy đủ, cũng giúp hỗ trợ cho, bởi chúng ta biết rồi cái nấm candida đường ruột nó là nguyên nhân của 70-80% các loại ung thư. Ai cũng có cái nấm này, chỉ có là nhiều ít. Có người có nấm từ họng, từ miệng họng cho xuống tận đại tràng, trực tràng. Rồi là cái bài canh dưỡng sinh chẳng hạn. Bài canh dưỡng sinh ở cái mục 5.8 cũng ở trong cuốn sách phương pháp thực dưỡng này, thì cũng nói rất là rõ cái mục canh dưỡng sinh có một số các cái thực phẩm như là ngưu bàng này, cà rốt này, củ cải, nấm đông cô này, rong biển quây kem vân đấy. Đấy, mấy cái thực phẩm đó rất là dư mà nó rất là tốt cho cơ thể, cung cấp rất nhiều các chất chống oxy hóa. Hay là cái món củ sen hầm chẳng hạn, đặc biệt đối với các bệnh nhân bị ung thư phổi chẳng hạn, thì cái món củ sen hầm cũng rất là tốt. Mà trong các bài chia sẻ chúng tôi cũng đã giới thiệu rồi, có cả củ sen hầm, rồi là ngưu bàng tươi này, cà rốt này, củ cải khô, dầu dừa và một số nhân hạt mơ này vân vân chẳng hạn, thì cũng đấy một cái bài cũng rất là tốt. Và nước ít nấm đông cô đó. Hay là bài thuốc sắc bằng cái lá hoa đu đủ của được lá hoa mấy lá đu đủ được khô đấy, khoảng độ 40 gram, một củ sả đấy 30 gram, trà củ sen đối với bệnh ung thư phổi thì cái bài này cũng là rất là ok. Hay là đối với những cái bệnh nhân về ung thư vú hay ung thư phần phụ hay đường tiêu hóa, chúng ta uống cái nước sắc rễ bột công anh nhé, 30 gram khô và hoặc là thân rễ cành khoảng là 40 gram khô. Với ung thư vú phần phụ, ung thư thì có đường tiêu hóa rất là tốt. Rồi là bài cháo tăng cường miễn dịch cho bệnh nhân ung thư, như vậy gạo cháo các tăng cường miễn dịch là trước hết là gạo lứt giang này, kê này, yến mạch này, lứt này, đậu đỏ này, tinh bột nghệ, tiêu đen, bột gừng, kỳ tử, tí tô, mùi tàu, lá mơ lông, tam thể, miso, đấy những một cái bài cháo cháo thực dưỡng tăng miễn dịch chống ung thư rất là tốt. Hay là cái bài sữa cho bệnh nhân ung thư thì chúng ta có thể dùng các cái bột thực dưỡng tùy theo điều kiện, là bột nguyên can, bột sữa thảo mộc enzyme hoặc là bột sữa nguyên can yến mạch lứt, rồi là nhân hạt mơ, kỳ tử, dầu gấc, dừa,
vân vân, thì đang cái bài sữa này cũng rất là tốt. Hàng ngày chúng ta nếu mà có điều kiện, chúng ta có điều kiện nhé, thì chúng ta dùng thêm nước kiềm đấy, có thể lấy là một số các cái bài mà có thể trợ phương và có thể là giúp cho chúng ta như vậy là hỗ trợ trong những bệnh bệnh nhân ung thư thì rất là tốt. Để đấy là cũng xin thưa quý vị như vậy là có thể nói là cái phương pháp nhịn ăn và ăn thực dưỡng kỳ diệu lắm. Nhiều những bệnh nhân mà thay đổi một cách đặc biệt, một cách mà chúng ta không thể như vậy là tưởng tượng được. Và xin thưa đối một số những cái người mà bệnh mà kết hợp với nghiệp lực mà còn nhiều mà, thì chúng ta cũng nên nhớ rằng là phải kết hợp cả tu tập được. Kết hợp cả tu tập thì nó mới hiệu quả, bởi vì nhiều khi có những bệnh nó thuộc về nghiệp lực thì mình chúng ta chỉ mỗi ăn không thì chưa đủ. Và tất nhiên chúng ta nhịn ăn và ăn thực dưỡng cũng là một cái phương pháp gọi là phương pháp tu rồi, đúng không? Thế nhưng mà nếu mà chúng ta biết kết hợp với lại mình đi học Phật, bởi vì sao? Tôi vẫn khuyên những người chị phụ nữ, nhất là các chị em phụ nữ ở cái tuổi mà khoảng trên dưới 50 mà, nhiều khi tôi cứ bảo thế các chị đã đi học Phật chưa? Nên các chị cứ quan niệm mà, nhưng mà chúng con như vậy lên lên chùa thì các vãi bảo chúng mày chưa đủ duyên. Chúng mày chưa đủ duyên, chưa đến tuổi quy học Phật. Chuyên các vãi cũng tu mù chẳng biết cái gì cả, chẳng chịu học giáo lý của Đức Phật. Đức Phật coi không phải là người già mới đủ duyên, mà chính là người trẻ mới đủ duyên. Là vì sao? Là bởi vì những người già không đủ duyên là bởi vì các cái tật nghiệp xấu nó cấu nhiễm vào tâm hồn khó mà rửa sạch. Mà quy học Phật là nó đòi hỏi là phải có, là cả cuộc đời cơ, có thời gian, có sức khỏe, có trí tuệ, thì cả ba cái điều đó đều hạn chế người già. Nhưng làm sao mà nó người già đủ duyên được? Càng trẻ càng đủ duyên. Hoặc chúng ta học Phật ấy, không phải là chúng ta cứ lên chùa tụng kinh gõ mõ đâu, không phải. Chúng ta chỉ lên một lần để làm cái thủ tục quy y, làm nguyện, làm quả Phật. Và sau đó mình tu trong cuộc đời, trong mọi lĩnh vực, trong mọi giao tiếp, trong quan hệ sinh hoạt, trong quan hệ đối với mọi người, luôn luôn thương yêu thương mọi người, luôn luôn nghĩa là mình bỏ hết những cái tính đố kỵ rồi là sân hận đi đấy, mình đối với mọi người, đối với mọi chúng sinh mình thương yêu, thì đấy là tu chứ đâu có phải cứ phải lên chùa tụng kinh gõ mõ mới là tu. Chúng ta phải hiểu vấn đề như vậy đấy. Nếu mà chúng ta không hiểu thì sẽ nhiều khi chúng ta không muốn quy học Phật đấy. Còn khi mà những các cụ già có thời gian lên chùa đấy tùy theo điều kiện. Chứ nhiều khi mà chúng ta không học giáo lý của Đức Phật. Tại sao tôi xin sửa, tại sao chúng ta phải nên học giáo lý của Đức Phật? Là bởi vì sao? Các nhà khoa học, kể cả các nhà khoa học và cũng như là các bậc tiền bối đã nói, Phật giáo không phải là một tôn giáo thông thường như mọi người lập tưởng. Phật giáo là một triết học siêu thoát mà ai cũng cần phải học, làm cho con người ta yêu đời hơn chứ không phải để lãng quên cuộc sống. Đó. Và xin thưa như vậy là ngay nhà bác học Albert Einstein, ông nói Phật giáo là khoa học và trên khoa học. Đó. Nên ta phải nên biết là học Phật, hiểu Phật là điều kiện rất là tốt để chúng ta tiếp cận, chúng ta hiểu luật nhân quả của nhà Phật, của đất trời, của vũ trụ. Đức Phật có từng nói nguồn gốc của khổ đau là gì? Là tham dục và mê chấp. Con người ta đau khổ là bởi vì sao? Bởi vì sợ mất cái đang có và muốn điều chưa có. Rốt cuộc là gì? Thân tâm luôn vọng động trong một chuỗi liên tục của nắm giữ, tìm kiếm danh vọng, của cải, tiền bạc và sắc dục. Danh lợi tình tiền nó siết chặt vào tâm thức chúng ta, làm cho tâm cứ đắm chìm mãi trong vô minh. Chỉ với sự tĩnh lặng của tâm thức thì khổ đau mới hóa giải. Cuộc đời thì ngắn ngủi, cuộc sống thì vô minh. Mỗi người trong chúng ta chỉ có một chữ tâm để an nhiên tự tại giữa đời. Trong cái cõi đời này, người có tài mà không có cái đạo đức trong sáng, không có cái tâm thanh tịnh, thì rốt cuộc cuối cùng cuộc đời cũng chỉ là địa ngục mà. Cho nên chúng ta không lấy gì làm lạ. Hôm nay có khi anh đang ở trên đỉnh cao của quyền lực và tiền bạc, nhưng coi chừng có người ngày mai anh vào địa ngục, ngay trần gian này chứ đừng nói kiếp sau. Cho nên nhà đại chi nào Nguyễn Du, ông đã thổi vào cái phần thơ của mình trong cái tác phẩm Chuyện Kiều, những phần thơ bất hủ mang đầy tuệ giác của đạo Phật. Đó là gì? Trăm năm trăm cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần, đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lưỡng trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng
ba chữ tài đó. Có thể nói đại thi hào Nguyễn Du là một cái nhà thi hào mà thấm đẫm cái tinh thần của đạo Phật. Trên cụ có những bài chuyện thơ, những chuyện kiểu hay vi diệu vô cùng. Thế cho nên là đấy, cho nhiều khi tôi cứ phải khuyên các cái chị em là cứ phải học Phật đi, là càng sớm càng tốt. Chứ không phải đến già. Bởi các bậc thiền sư đã nói rồi, trẻ sớm tu đi chớ để già, kìa bao niên thiếu chết thành ma. Khuyên ai sớm biết tin Tam Bảo, trẻ sớm tu đi chớ để già. Đó. Chứ không phải đến già chúng ta mới quy mới học Phật đâu. Đúng không? Thế và xin thưa quý vị, có rất nhiều các chị em phụ nữ mà đến với chúng tôi mà hoặc là mình, hoặc là chồng bị ung thư, hoặc là con cái. Thế nhiều khi cuối cùng hỏi ra như vậy là các chị như vậy, trong cái thời kỳ mang thai, sinh nở, đã từng bỏ từ một vài cho đến thậm chí đã có trường hợp, đến với chúng tôi đã bỏ hơn 10 em bé. Mà chẳng biết cái tội tình của mình là như thế nào. Mà cũng chưa quy học Phật gì cả. Đến khi mà nói ra, hiểu ra là như vậy là vợ chồng con cái đến nhau trong kiếp này đều là duyên nghiệp hết. Chẳng phải tự nhiên mà đến đâu. Mà đừng coi rằng các em bé nó chỉ có một vài ngày tuổi, một vài tuần tuổi, nó không phải là con người, không phải. Đức Phật đã nói gì? Khi mà trứng và tinh trùng tạo thành ngũ hợp tử, chỉ sau một ngày, khoảng trên một ngày đã có một cái thần thức đi vào cái hợp tử đó. Và lúc đó Đức Phật coi đấy đã là một sinh linh bé nhỏ, là một con người nhưng còn đang trong bụng mẹ. Thế cho nên mình bỏ nó, tức là mình tội giết con, chính giết con mình. Chúng là những đứa trẻ, mình chỉ bỏ cái thân xác của nó thôi, chứ còn thần thức của nó làm sao mà bỏ được. Nhiều chị ngộ nhận như vậy là, nhưng mà bác ơi, con đã gửi nhà chùa rồi, để ở nhà chùa rồi, làm cầu siêu rồi, làm gì có cái chuyện đó. Chẳng đứa nào nó ở chùa hết. Nó sẽ về, nó theo bố, theo mẹ, tùy theo cái duyên nghiệp. Nếu nó đến là báo ơn thì còn đỡ, nếu báo oán thì coi chừng sống dở, chết dở, đủ các cái cuộc đời khổ đau và bệnh tật. Mà nếu không biết kết hợp giữa vấn đề ăn uống, kết hợp vấn đề tu tập, thì đời đời kết tiếp, cái cuộc đời nó là bệnh khổ. Cho nhiều trường hợp các chị em đó là chúng tôi đến là phải hướng dẫn, là phải tu tập như thế nào, phải tu trong chánh pháp, đừng có mê tín. Nhớ là đừng có tu mê tín. Cái này là mê tín này. Xem bói, xem toán, lên đồng, lên cốt, đốt vàng mã, cái là mê tín. Phật chẳng không dạy cái điều đó. Đây là cái gọi là cái tập tục của đạo Bà La Môn trước thời Đức Phật, cũng như là cái tập tục của bên Trung Quốc trong nghìn năm đô hộ truyền sang Việt Nam. Hầu hết nhiều chùa như vậy đầu năm cứ dâng sơ giải hạn, đáng nhẽ chỉ làm mỗi cái việc gọi là cầu an cho nó hoa tâm hoa nỉ thì đi dâng sao giải hạn. Làm cái việc đó là việc mê tín, chẳng có ai giải hạn được cho mình. Đức Phật cũng chẳng giải hạn, mình phải tự giải hạn cho mình. Bằng cái gì? Bằng cái thay đổi ngay cái nhận thức, cái cách sống, cái cách ăn uống, cái mối quan hệ đối với mọi người, thì thương yêu mọi người, chia sẻ giúp đỡ mọi người, làm những việc công đức phước đức đó thì mới hết được nghiệp lực mà phải học Phật. Chứ đâu còn gì có Phật thánh nào giúp được. Cho nên chúng ta phải thấy một cái điều như vậy. Đấy là xin chia sẻ với quý vị một số các cái nội dung liên quan vấn đề nhịn và ăn thực dưỡng. Nó vi diệu làm chúng ta thoát khỏi các cái bệnh là bệnh hiểm nghèo. Nhưng mà trong cái cuốn sách sách ngày tái bản lần thứ 33 lần này thì có mấy cái nội dung mà chúng tôi cũng có đề cập đến. Một là vấn đề nhịn ăn ở mục 3.22, vấn đề là dịch bệnh dưới góc độ nhìn của luật nhân quả và khoa học. Thì cái mục này là khoảng 10-11 trang đấy. Không thể trình bày ở đây, mất thời gian dài. Nên rồi cái đặc biệt là cái mục thứ 3 là biện pháp 6 nên tự điều trị F0 hay F1, F2 tại nhà giữa mùa COVID. Đó. Xin thưa quý vị, nói vấn đề nhịn ăn, mới ăn thực dưỡng, nhiều các bác sĩ phản đối kịch liệt. Mà xin thưa là ăn thực dưỡng phải ăn đúng, ăn sai là chết tội. Đã có những bệnh nhân như thế này, bị tiểu đường mấy chục năm, ngày tiêm 5-6 mũi, 4-5 mũi, một lô thuốc nữa, cuối cùng đi vào ăn thực dưỡng, dừng ngay tất cả các loại thuốc, ăn ngay bài số 7, phản ứng đùng đùng khi vào cấp cứu. Có những trường hợp những bệnh nhân vào bệnh viện Bạch Mai, cuối cùng sau cấp cứu chết, cuối cùng để cho một bác sĩ ở khoa cấp cứu. Bây giờ mới ngộ nhận, như vậy tất cả những người ăn thực dưỡng là sẽ chết. Cho nên bác sĩ đã trả lời trước
phóng viên của báo Tuổi Trẻ khuyến tấn ăn thực dưỡng là một tội ác đấy, có những lời như vậy mà đưa lên báo chí. Thậm chí có những người từ nước ngoài họ về, họ khi mà tâm sự tôi bảo mẹ cháu đọc được cái dòng này ở trên một cái báo Tuổi Trẻ, thế là mẹ cháu sợ không dám ăn đấy, nó tai hại, nó nguy hiểm, nó tạo thành cái nghiệp xấu cho cộng đồng như vậy. Mà rồi chính cái anh bác sĩ đó nhé, vừa rồi trong một cái lần vừa rồi mới công tác ở trong bệnh viện dã chiến của Bạch Mai, chính anh ấy đã điều trị, tức là theo dõi điều trị cho các bệnh nhân COVID, mà chính anh trong cái video clip anh nói như vậy, chúng tôi bất lực, bất lực, bao nhiêu bệnh nhân COVID vào chết rất nhiều, thậm chí nhiều gia đình, có gia đình trên dưới 10 người vào chết cả mình đấy. Mà chính anh ấy, chính cái anh bác sĩ mà nó nói cái câu và khuyên người ta ăn thực dưỡng là một tội ác, thì chính anh đấy, anh vào điều trị của người ta thì chết bao người anh đấy có là tội ác không? Trong khi đó ở thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều trường hợp người ta điều trị tại nhà bằng các phương pháp tự nhiên không dùng thuốc, cả nhà đều sống đấy. Đấy để điều đó tôi muốn nói, từ trong cái tái bản lần này tôi có đưa cái gọi là biện pháp 6 nên tự điều trị F0 ở nhà. 6 nên là gì? Tức là điều trị ở đây, một tức là nên giữ tâm an nhiên tự tại, vô cùng quan trọng, bởi nhà Phật đã nói phạm pháp do tâm tạo. Khi mà chúng ta giữ được cái tâm an nhiên tự tại thì chính cơ thể của chúng ta nó tạo ra những cái gọi là những cái yếu tố, những cái nội tiết tố như endorphin, enkephalin chẳng hạn, nó kích thích hệ miễn dịch. Và với cái tâm yêu thương, tâm sẻ chia, tâm an nhiên thì chúng ta như vậy là cái hệ miễn dịch của chúng ta nó tạo ra cái sóng, gọi là cái sóng từ trường trên 200 hết, thì tự nhiên hệ miễn dịch của chúng ta tăng lên. Đấy, kỳ diệu. Đấy, cái đầu tiên là cái nên là như vậy. Thế rồi là nên uống nước gạo lứt rang, nấu cho chút mấy lá gừng, một củ sả hàng ngày mình uống này rất là tốt, mà nếu có thêm ngưu bàng nữa thì càng cực kỳ tốt. Cái thứ ba là nên gì, nên xử lý cái virus khi mà vào cơ thể của chúng ta ngay ở cái hàng rào đầu tiên, tức là ở cái hệ thống niêm mạc mũi họng, thì hàng ngày chúng ta phải có vấn đề là sục rửa mũi họng từ 4-6 lần. Và cái nước muối ở đây phải là nước muối ưu trương 2-3%. Bởi vì sao? Bởi cái nước muối ưu trương ở đây, cái giá trị của nó như vậy là nó làm cho như vậy là ngoài cái vấn đề khử trùng vi khuẩn virus ra, nó làm cho rút các cái dịch của các cái tế bào đang bị viêm sưng, giảm bớt các dịch ra, mà làm loãng ra, làm tan ra để chúng ta ho hắt ra ngoài. Đấy, cho nên là cái vấn đề xúc rửa mũi họng bằng nước muối ưu trương rất là tốt. Cái thứ ba là gì? Cái thứ tư là nên áp dụng cái bài sông cổ truyền bằng cái rất là đơn giản, tức bằng như vậy là cái tô húng chanh cho một ít tinh dầu tràm hoặc là tinh dầu bạc hà, sông ngày 1-2 lần tùy theo tình trạng nhiễm bệnh. Rồi đặc biệt chúng ta làm ấm kích hoạt cái hệ thống bạch huyết ở các cái vùng sau khi mình tắm rửa, sau khi lau rửa hàng ngày thì chúng ta dùng, có thể ngay dùng máy sấy. Đầu tiên là chúng ta làm ấm cái huyệt dũng tuyền này ở gan bàn chân này đấy, rồi là tất cả cái hệ bạch huyết là từ như vậy vùng cổ, vùng ngực, vùng ngọc đầu và cái vùng cột sống lưng để kích thích hệ miễn dịch rất tốt. Rồi vấn đề tập thở bụng, một cái bài thở bụng rất là hay. Đây là một cái bài thở bụng của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, cụ như vậy năm 1942 cụ bị lao phổi, qua 7 lần phẫu thuật ở tại Pháp, cắt gần hết cả hai phổi. Các giáo sư bảo ông chỉ còn sống khoảng hơn năm thôi. Thế nhưng mà sau đó như vậy là cụ như vậy áp dụng phương pháp thở bụng và cụ sống được 50 năm. Cái bài thở bụng chỉ có mấy câu vè rất đơn giản: thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi luồng ra luồng vào, bình thường qua mũi khi vội qua mồm, đứng ngồi hay nằm ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Đấy. Bởi vì sao? Khi mà thở bụng thì cơ hoành của chúng ta ấy, phình bụng thở vào mà nó kéo cơ hoành xuống, tăng cái lượng thông khí ở phổi lên khoảng hơn 2 phân nữa. Đấy, rất tốt để thông khí phổi, rất là tốt. Đấy, cho nên là cái phương pháp này còn là áp dụng rất là tốt, chúng phải tập dần quen. Và cuối cùng là nên ăn chay thực dưỡng, và có thể dùng thêm các cái thực phẩm cung cấp rất nhiều các chất oxy hóa, chẳng hạn như là natto làm thông mạch nhé, làm tránh tắc huyết khối, mà chính tác dụng của virus và một số tác dụng phụ của vaccine. Xin thưa các quý vị, tiêm vaccine cái tác dụng đáng ngại nhất của vaccine là gì? Là gây huyết khối tắc mạch, dẫn đến đột quỵ. Đó, tác dụng phụ của một trong tác dụng phụ của vaccine. Chưa kể cái tác dụng lâu dài ảnh hưởng là các bệnh tự biến, bệnh tự kỷ. Đó,
Chúng ta đừng tưởng như vậy cứ tiêm vaccine là phòng ngừa được bệnh. Có người tiêm hai mũi vaccine rồi cuối cùng vẫn bị, vẫn chết đấy. Mới đây, vừa mới đây này, một cô hiệu phó này, hai lần tiêm vaccine rồi bị COVID cuối cùng cũng ra đi đấy. Không, đừng có tưởng chúng ta đừng có phải là hoàn toàn cứ dựa vào vaccine là ok đâu. Phải bằng cái hệ miễn dịch vaccine nội lực này mới là ok. Hằng ngày chúng ta dùng dầu dừa tinh khiết này, dùng natto, dùng dầu dừa tinh khiết này, ăn các thực phẩm ngưu bàng này, cà rốt, gừng xả, kỷ tử, mơ lông tam thể này, lá hoàn ngọc này, cần tơ, cần tây này, súp lơ xanh, củ cải trắng, sữa, các loại sữa thực dưỡng vân vân. Rồi đặc biệt hành tây nhé, hành tây cũng rất là tốt. Xin thưa quý vị, những người bị sốt, sốt cao nhé. Trong cái phương pháp thực dưỡng có rất nhiều cách hạ sốt mà không phải dùng một viên thuốc nào hết. Còn nếu mà vẫn sốt cao thì chúng ta đắp mấy lát hành tây này này vào gan bàn chân với một củ tỏi nữa, sau 3 tiếng đắp cả hai bên, hạ sốt ngay lập tức 40 độ không ạ. Việc gì phải dùng thuốc paracetamol độc lên gan, hại gan, rất nhiều cái phương pháp đấy. Cho nên có thể nói là những cái biện pháp như thế này để giới thiệu quý vị thì chúng ta có thể như vậy là áp dụng cho mình. Và nhịn ăn, chính nhịn ăn là chúng đã tăng cường hệ miễn dịch rồi đấy. Vừa rồi như quý vị có anh Thuật mới rồi mới đi xét nghiệm đúng không? Sức đề, miễn dịch ok không? Tuyệt vời chưa? Hơn cả những người ăn đầy đủ. Đấy, một cái bằng chứng sống như vậy. Nhịn ăn mà ăn thực dưỡng, tuyệt vời luôn. Đấy, xin chào quý vị như vậy là có thể một số các cái nội dung mà muốn chia sẻ với quý vị thì chúng ta thấy được như vậy là với các phương pháp tự nhiên chữa bệnh không dùng thuốc rất kỳ diệu. Một cái đó là nhiều khi đến bất ngờ. Chúng ta mà thực hiện được cái vấn đề này thì tôi nghĩ rằng là đây là cách sống, nghĩa là phù hợp với lại thiên nhiên, quay về với mẹ trái đất để tăng cường cái khả năng nội lực, miễn dịch nội lực của mình. Đã. Xin cảm ơn bác Mick với bài chia sẻ rất là hay vừa rồi ạ. Dạ. Thương của chúng ta còn nếu có câu hỏi á thì có thể viết xuống khu vực chat hoặc là giơ tay lên và em sẽ mở mic để chúng ta tương tác với lại bác nó dễ hơn ạ. Dạ. Nhân vị hỏi đi. Con tiêm hai lần vaccine mà ăn mặn nên vẫn nhiễm à chị Hằng. Trong khi nhiều nhân viên làm chung ăn thực dưỡng có bạn chưa tiêm lần nào vẫn không bị nhiễm. Dạ. Cả nhà chúng ta hãy nhân cơ hội được giao lưu trực tiếp viết câu hỏi cho bác Minh đi ạ. Dạ. Có bạn nào muốn bảo bơ dạ. Con muốn sách này. Dạ. Sách thì là con đã gửi cái link để đăng ký được nhận sách của bác Mick rồi. Rồi đấy, dừng mọi cái trách nhiệm nhá. Đăng nhập tên Dương ơi. Em Dương ơi, tên này là bởi vì sách là nó có giới hạn, chỉ có 360 cuốn sách mà phương pháp thực dụng Osawa, rồi 240 cuốn là phương pháp ung thư không dùng thuốc á. Trị bệnh ung thư không dùng thuốc, cho nên là rất là hạn chế và ưu tiên cho những người đã qua thành lập rừng rồi. Và cũng có gieo mầm yêu thương cùng với rừng gọi á. Còn dạ. Sách này thì nó rất là hạn chế, mà trong khi là người tham gia thành lập rừng gọi là mấy ngàn người như vậy. Và nên là người thương nào đăng ký trước và nằm trong diện ưu tiên thì tụi con sẽ gửi về, còn lại thì các bạn cứ liên lạc với người thương, cứ liên lạc với bác Mít ạ. Thì chắc là bác Mít giới thiệu dùm là những người thương mà không có duyên với rừng gọi thì có thể là mua ở đâu đó. Nhà sách đúng không? Dạ, có rất là nhiều người hỏi cái này. Vâng, hỏi đi, có quý vị cứ hỏi đi. Dạ, địa chỉ để liên lạc mua sách đấy bác ạ. Rừng gọi thì có được tặng sách, nên là nếu anh chị cứ ưu tiên rừng gọi trước đi ạ. Dạ. Đấy, địa chỉ trong cuối quyển sách có rất nhiều địa chỉ ở Hà Nội này, Thành phố Hồ Chí Minh này, Đồng Nai này, Long An này, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương này, Đà Nẵng này, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nam, Vĩnh Phú, Thái Bình, Quảng Ninh, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, địa chỉ bên Lào, địa chỉ Canada, có hết cả đấy. Dạ. Cuối cuốn sách mà. Wow. Dạ, nhưng mà tại vì con cũng chưa nhận được cuốn sách đó nên không chụp được cái địa chỉ. Dạ. Mà nếu ai nghĩa là không có điều kiện cứ vào Facebook mở cái bài sức khỏe bệnh tật thì là có cái cuốn sách của chúng tôi đã đưa. Dạ, lên, là file PDF trên... rồi đúng không ạ? Vâng, đúng. PDF rồi, đã đưa lên. Rồi. À, như vậy thì có gì đó con xin cái địa chỉ của bác đó rồi gửi lên trên nhóm cho người thương nha. Người thương cứ đó mình ở trong nhóm thanh lập rừng gọi thì sẽ nhận được cái địa chỉ để mua sách. Rồi em
Em Duyên ơi, mở mic cho cô Tiên á. Cô Tiên luôn operate đến từ Canada có phát biểu. Dạ vâng, dạ. Xin chào mà Omeli. Hello, xin vâng, xin chào. Dạ, xin kính chào bác sĩ Mick ạ. Vâng, chào bà. Dạ, thưa tôi xin hỏi ngay một câu là hôm nay tôi là ngày thứ tư ạ. Vâng. Nghệ An và tôi đã bắt đầu ăn da sau 3 ngày. Nhưng tôi không khi đói và tôi chỉ thèm khát nước. Thì tôi đã uống hết uống nước hết ngày thứ tư. Bây giờ bước sang ngày thứ năm, tôi vẫn không thấy đói và tôi có thấy có nên là ăn bột sắn tây với lại nước tương tamari giống như bác sĩ là chỉ dẫn trước khi ăn cơm ạ. Nếu bà muốn ăn thì phải nấu gọi nấu loãng đấy, nấu bột sắn dây loãng nhá. Loãng là nấu cân lượng như thế nào? Thí dụ chẳng hạn bà nấu độ một thìa bột sắn dây 15 gram chẳng hạn nhá, thì bà và cho bằng, đấy bà cho là... cho khoảng 150 ml nước. Thế uống không phải uống một lúc đâu, uống nhấp nhấp và cố gắng mỗi lần uống nó nóng, uống giải ra trong, cho vào trong phích thì uống giải ra trong ngày. Thế thì cái lượng sắn dây là bằng một thìa canh không ạ? Dạ. Một thìa canh bột sắn dây. Đúng rồi, khoảng 15 gram, khoảng tầm 15 gram thế thôi. Vâng, tôi thì không có cân để đo. Cứ một thìa canh, một cái thìa canh, thìa phở đấy, nó tương đương với khoảng 15 gram. Vâng. Một thìa canh đầy hay một thìa vâng. canh vơi? Một thìa canh đầy, một thìa canh đầy. Một thìa canh đầy với lại 150 ml. Ml vào, nấu loãng ra. Rồi nấu loãng ra. Rồi cho bích tức. Cứ uống mỗi lần uống 1-2 thìa. Uống, chứ đừng uống một lần. Vâng, uống 1-2 thìa. Vâng. Cho thêm tương tamari. Vâng, cho một chút xíu. Đừng có cho nhiều quá. Vừa phải thôi. Vâng, một chút xíu. Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ. Thì tôi cứ tiếp tục uống thế. Nhưng mà tôi có uống thêm cháo gạo lứt. Cháo gạo lứt thì tôi uống vào thì nó cứ muốn buồn nôn. Không, bà đừng uống vội. Được chưa? Đừng ăn cháo vội. Cứ uống như thế một ngày, ngày thứ hai, xong những ngày thứ ba. Bây giờ hãy ăn... đúng ra bà chỉ uống cái nước gạo lứt đặc nấu đặc thôi nha. Vâng, tôi chỉ uống nước gạo lứt thôi mà nó cũng không bằng lòng chồng tôi nấu. Đúng. Chồng tôi nếu nấu có, bây giờ thế này bà kiếm cái sâm ấy, củ sâm lâu năm ấy nấu với kỷ tử nha. Vâng. Sâm lâu năm nấu với kỷ tử, sâm hầm lâu lên năm nấu với kỷ tử. Vâng. Ví dụ khoảng độ mỗi ngày 5 gram kỷ tử mới lại khoảng độ 5 gram sâm nhá. Hai cái và 5-7 gram sâm đấy, mà nấu lên nhiều sau đó bà uống cái nước đó. Thế tôi không có củ sâm thì tôi có sâm bột mà mua bột tam thất cũng được. Từ sâm Đại Hàn đó, một hộp 100 gói thì trong đó có một mỗi gói là 10 gram. Nó ra bột như vậy thì tôi vẫn uống mấy chục năm nay. Thì chắc tôi lấy cái đó cũng được, nấu với kỳ tử, phải không ạ? Vâng, thì cái sâm dạng gói đấy nó chỉ là tạm, nó không hoàn tốt tốt bằng cái sâm củ lâu năm đâu. Vâng, tôi uống tạm cũng được. Vâng. Rồi uống tạm. Thế thì trong lúc tôi uống sâm đó thì có nên uống một chút với sắn dây, một chút với đấy, hay là một ngày chỉ uống sắn dây, một ngày sau mới uống sâm ạ? Có thể bà uống cái sâm trước đi để cho nó giảm cái kích thích buồn nôn đi nhá, tác dụng buồn nôn đi. Rồi hôm sau mình ăn cái bài bột sắn dây. Vâng. Thế tôi nghĩ là lúc mà tôi uống cái bột cháo lứt cháo thôi. Vâng. Thì chồng tôi ông nấu. Vâng. Nấu cho tôi. Rồi ông ấy thì là rất là phản đối cái việc tôi nhịn ăn. Thì tôi nghĩ là cái người nấu mà với một cái tâm đúng thành ra tôi uống vào nó rất là đúng không bằng lòng, thành ra tôi vâng.
tôi đành sẽ phải cố ngồi lên tôi lết lên tôi nấu vậy. Chứ nấu ăn từ một người không có hỗ trợ cho mình mà còn phản đối như vậy thì rất là độc hại. Nó giống như là thầy dạy Đúng, nói vâng. là nấu ăn Bởi cho người vì ta ăn mà mình có cái tâm độc ác, nó thành chất độc. vâng. Nên là thôi, tôi không có khiến ông nấu cho tôi cái gì nữa. Cho Ừ. đến lúc nào mà ông nghe được những lời thánh thiện của quý vị Vâng. thì may ra ông đổi ý. Và nhất Vâng. là từ tối hôm qua, ông đi qua cái phòng computer, ông thấy hình bác sĩ Mick nói chuyện, ông bắt đầu ông dịu xuống. Tại vì ông đã được gặp bác sĩ Mick rồi, ông rất là Vâng. thuộc bác sĩ Tôi Mick. thông cảm cho ông mà. Vâng. Nhá. Bà phải lại như thế bà lại càng thương ông ấy. Nhá. Bởi vì ông chưa đủ duyên. Thế cho nên này, đấy là đừng vì thế mà bà lại giận ông ấy là không được. Bà phải càng thương. Bởi vì sao? Bởi vì thương do chồng, bởi vì chồng chưa hiểu, chưa tỉnh giác, chưa tỉnh ngộ. Chứ nếu mà được gọi là thuận duyên ấy mà, thuận duyên thì thường người chồng người con là phải hỗ trợ cho vợ. Mà chính cái vợ chồng nhà anh Lê Chí Dũng đấy, cô Hằng đấy, chị anh đã nói với tôi rồi như vậy: bác ơi, con mà không có cô vợ con cái Hằng này thì con chết lâu rồi đấy. Có những cái người chồng người vợ như thế, nhưng mà đấy là gọi là thuận duyên, không phải ai cũng được như thế đâu. Trong cái cõi đời này là trái duyên nghịch duyên là chủ yếu, cho nên là càng thế bà lại càng phải thương ông ấy nhá. Đừng có giận hờn ông ấy, phải bao dung, phải tha thứ, phải hoan hỷ, phải sẻ chia. Thôi thì tất nhiên là trong cái việc nấu ăn thực dưỡng, về nấu thực dưỡng, nấu ăn nó là một nghệ thuật, cái người nấu ăn phải có cái tâm yêu thương, tâm sẻ chia. Và thậm chí khi mình nấu, mình còn phải có những cái trì chú hay là những cái niệm Phật để đưa những cái lời thánh thiện đưa vào cái thực phẩm đó, để thực phẩm đó nó mới ok, nó mới tốt được, đúng không Vâng, bà? thế ông thầy lương y ông Vâng. ông bảo là làm cho thận ấm thì phải Vâng. rán cao hay là trường nước nóng bằng cái qua cái chai thủy tinh, hay mà với tôi thì tiện nhất là có cao Salonpas pass để bôi dầu nóng. Thì nhờ ông bôi ở sau lưng, tôi đâu có tôi với được ra sau lưng mà nhờ ông bôi mà ông cũng hậm hực, thì ông dán cao ông hậm hực như vậy. Tôi bảo thôi chắc tôi đừng dán thì còn hơn, thì ông dán mà cái tâm ông nó độc ác Thôi như rồi, vậy. khổ quá, bây giờ ông ấy chưa chịu sẻ chia thì thôi, bà đừng nhờ ông nữa, chưa? Con cháu thiếu gì, đứa nào cháu gái nó ngoan thì bảo nó đến giúp. Dạ đấy, thì giờ tôi nó có cái khổ tâm là ông ngay trong nhà tôi, nhưng mà ông rất là xót xa, không biết xót Mà... xa bởi vì ăn thế này thì chết toi về còn gì nữa. Ông không hiểu, thì ra Mà... tôi cũng tủi thân lắm. Tôi nghe Đúng. nói cô này cậu kia có vợ có chồng hỗ trợ cho mình đây, ông chồng ông cứ dẫy lên mảnh gạch như vậy, tôi tủi thân quá. Thì thôi nghe lời bác sĩ khuyên như vậy thì tôi cũng đành chịu được như Hoan hỉ đi, hoan hỉ đi mà Omeli vậy. nhá, lại vâng càng bà lại vâng phải càng thương yêu ông hơn đấy. vâng thì ông ấy Cứ... rất là thương yêu, rất thương rồi yêu và chiều chuộng rồi tôi, nhưng mà giờ rồi đúng đến rồi. cái phút này thì để ông phản đối kịch liệt như vậy thì tôi cũng đành lạy Phật, tôi cầu nguyện. Rồi bà cứ hàng ngày bà lạy Phật trì chú mà là hồi hướng cho ông ấy nhá, rồi ông sẽ Vâng, chuyển và dần đi. các Ừ. vị tiên ở rừng trường Cát Tiên là cũng đọc là niệm Phật phù hộ cho tôi, nên là Đấy, tôi đúng rồi, nghĩ ông vâng. cứ từ từ ông cũng có vẻ dịu dần đi, và tôi hy Vâng. vọng rằng là cái chuyến này Ừ. tôi làm như vậy thì chứng minh cho ông thấy là có hiệu nghiệm. Ừ. Bà sẽ cứ cố gắng nhịn ăn dài dài, ít bữa nữa là sẽ có thay đổi một cách kỳ diệu nhá. Cảm ơn bác sĩ vô bài. Vâng. Trong tâm lúc nào ông bà chỉ có an vui thôi thì sẽ thắng. Đừng có phiền não gì cả. Tất cả mọi cái bỏ qua hết. Tôi thì có cái kỹ thuật là tôi cứ hay làm nũng, cái Ừ. làm nũng cái thì là ông lại xìu xuống, thì ông có cứng cơ cát cách mấy ông cũng thua rồi. Tôi cứ làm nũng tôi cứ nhõng nhẽo vậy thì ông lại chiều tôi. Rồi thì cứ làm nhũng và nói những lời yêu thương là được rồi. Vâng, đúng Đấy, rồi, đừng có cảm giận ơn. hờn ông ấy. Vâng. Đấy, càng lúc này lại càng phải yêu thương, sẻ chia, bao dung, hoan hỷ, làm một chút làm nũng cũng được. Vâng. Đấy.
nhưng Thôi mà Lương thương yêu ông yêu chia chị sẻ với ông ấy. đừng đừng ghét bỏ em, tội nghiệp Đừng, đúng quá rồi đấy, là em đau lúc ốm nào phải lời anh yêu ơi, anh rồi. ông ơi. Anh thấy người ta xa lạ muôn trùng như thế, chưa biết mặt chưa biết tên mà người ta đến với mình như vậy, nữa là anh thôi đừng có bỏ em, đừng có hất hàm, tội nghiệp quá. Ở đây tôi cứ van xin như vậy thì đây ông cũng nguôi lòng, ông cũng bắt Đúng đầu ông dịu xuống, chứ lúc đầu ông gay gắt lắm ạ. đúng rồi, Nhất là từ khi tối hôm qua ông nhìn thấy bác sĩ Mích, thì mới đầu ông bảo mấy người này là điên hết, bây giờ em cũng điên là đi theo mấy người điên. Bây giờ đến lúc ông nhìn thấy bác sĩ Mích thì ông hết dám nói, tại vì ông rất là kính phục bác sĩ Mích, ông đâu có dám nói là bác sĩ Mích cũng vào cái nhóm này là điên hay sao. Ông im hết, ông không muốn nói gì hết. Vâng, cảm ơn bác sĩ Mích rất nhiều. vâng. Đó. Ừ, chúc bà thành công. Dạ, Cô cũng Tiên cảm ơi. Dạ, cô Tiên ơi, tất dạ cả mọi người đang dừng gọi, đang nghe cô Tiên chia sẻ, và con được thấy là rất là yêu thương cô luôn. Cô thật tuyệt vời ạ. Và bác Mít cũng vậy ạ. Không biết là cả nhà thấy cô vậy không ạ? Hay 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 nở một tràng hoa cảm ơn bác, những chia sẻ tuyệt vời của bác Mít và của cô Tiên ạ. Những chia sẻ dạ rất là chân thành và làm cho cả nhà cũng hưởng được năng lượng rất là yêu thương, đúng không ạ? Dạ. dạ thế giờ được Dạ. nhìn thấy cô tên là gì nhỉ? Tôi không thấy tên. Dạ cháu thì dạ con Mai Trang, con mới được làm tình nguyện viên của MC của Rừng Gòi mới gần đây ạ. Con cũng xin chào bác Mít, chào thầy thuật và tất cả cả nhà. Cũng chơi nãy giờ mà con cũng mới được nói ạ. Nghe chia sẻ của bác Mít vậy là con quên vai trò MC của con luôn ạ. Dạ. Dạ. Con còn rất là nhiều câu hỏi nữa thì con cũng rất là mong muốn được chia sẻ của nhiều người thương lên, thì con cũng xin đọc những câu hỏi để bác mới trả lời đó. Và con cũng rất mong là sau chương trình lời trong thời gian là cô Tiên sẽ tiếp tục để chia sẻ cùng bác mít nhé. Con cảm ơn cô Tiên ạ. Và để tiếp tục chương trình là có chị Thủy Hằng ạ. Tôi Chị Thủy xin Hằng nói một câu là thấy mặt cô đẹp quá, mà nụ cười cô tươi thế như thế là làm cho tôi một ngày được vui sướng. Thấy lời cô nói ra ân cần yêu thương, và mặt cô da sáng rực mà nụ cười thật là tươi như vậy, đó là một liều thuốc thần cho tôi được nhìn Niềm thấy động lực cô đấy, đúng rồi. thành Và công. Vâng, xin cảm ơn đấy, người cô. thương là như vậy đấy bà Dạ. Hồ Hai Mê cho Linh cũng thế. Vâng, nha. cảm ơn cô Dạ nhé. rồi, Vâng. dạ con cảm ơn cô Tiên ạ. Dạ đúng là cô Tiên của Rừng Gòi luôn đó, rất là tuyệt Dạ vời. Và vâng. con xin mời người thương Thủy Hằng để tiếp tục qua chia sẻ ạ, cùng với thầy thầy Mít ạ. Dạ rồi, em mời chị Thủy Hằng ạ. Rồi chị Thủy Hằng có thể bật tiếng nữa không ạ? Em bật cho chị nữa đấy. Dạ, em Dạ, mời chị. cảm ơn MC của Rừng Gọi. Dạ, con xin Chào kính Thủy chào Hằng. bác Mít. Dạ, con Rồi. xin chào thầy, xin chào cô Tiên và cả nhà người thương. Hôm nay con theo dõi bác nói chuyện mà tự nhiên con cứ hạnh phúc lắm, chảy nước mắt rồi ạ. Tại vì thấy thích bác, Hữu duyên. bác nói Đấy chuyện hay quá, bác đọc thơ cũng hay, cái gì con cũng thích. Mà là hữu duyên đấy, con cứ đi kêu gọi mọi người vào nghe, tại vì bác nói quá là tâm phục khẩu phục luôn. Thì con là người cũng đã qua nhiều khóa thanh lọc rồi, thì những cái lời bác nói ở đây thì con thực sự là con thấm đó, tại vì nó đúng với những gì con hiểu, nhưng mà con không có diễn tả được thành lời, và con cũng không được không có được nhiều kinh nghiệm và được gặp gỡ rồi được làm việc rồi tuổi đời kinh nghiệm có tâm có đức như bác, cho nên là những lời bác nói là giống như là lòng con cũng muốn như vậy đó, muốn được sau này có thể nói với ai. Thì bây giờ bác nói ra con thấy nước mắt con cứ trào ra vì hạnh phúc, và con rất là cảm ơn bác vì con cũng được giao lưu với bác được mấy lần trước rồi. Tự nhiên con cảm thấy là đúng là ơn trên đã đưa đẩy cho con được biết đến bác, tại vì một người như bác thì lời nói của bác rất là có giá trị cho những người không tin như cô Tiên vừa mới nói xong.
thì con cũng xin nói với cô Tiên là gần đây con cũng đang rơi vào trường hợp giống cô Tiên, là con không được chồng ủng hộ nữa, và cũng nói con là đi đi sâu quá rồi coi chừng tạo họa nhập ma. Xong rồi á là hai lần gần đây con thành lập thì con bị chồng con kiểu gây sự giận rồi bao nhiêu việc, nhưng mà con cũng nghĩ là Phật tổ là khi mà đi tu cũng có nhiều ma vương quấy phá, huống gì mình là người đời thì mình không bị người khác quấy thì mình bị người chung phòng quấy, và con chấp nhận là con sẽ đối diện với cái đấy. Và một điều kỳ diệu đó là cái lần thanh lọc vừa rồi đó thì sau 3 ngày tự nhiên chồng con dùng những cái lời lẽ rất là không dễ thương với con, mà tự nhiên bình thường là con sẽ buồn sẽ giận, nhưng mà bây giờ tự nhiên cái lòng con nó mở ra và con thấy là con thương được những cái lời nói không dễ thương đó. Rồi tự nhiên mình tìm được những cái điểm tốt của chồng, và mình thấy là mình thay vì là mình giận, mình mặc kệ. Có những lúc con nghĩ thôi thì 16 năm nay là mình đi chung một tầng mây với nhau, bây giờ thôi thì ai có khả năng thì cứ đường nào nấy mà đi. Mình tất nhiên là mình vẫn làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, nhưng mà mình không thể cứ là đà đi cùng nhau này được khi mà mình dẫn dắt vào một cái con đường tốt nhưng người ta lại cho là xấu. Thì con nghĩ thôi thì thân ai nấy lo cho mình, cũng lo tu cho mình. Nhưng mà tự nhiên sau cái lần thanh lọc vừa rồi thì cái tâm từ của con cảm giác như vậy, nó mở ra. Và con thấy là con cần phải dẫn dắt chồng mình, tại vì dù sao đi nữa cũng là một người đã nhờ vậy mình mới có những đứa con ngoan, rồi mình cũng có cuộc sống hôm nay thì cũng phải có vợ có chồng. Thì tự nhiên là con không có giận, không có buồn, không có trách nữa, mà tự nhiên mình thấy thương nhiều hơn, và mình nghĩ là mình sẽ nhẹ nhàng tình cảm lại như bác Mít vừa khuyên, để có thể là dẫn dắt nhau, tại vì vợ chồng cũng nhiều năm, nhiều nghiệp, nhiều duyên đời trước, thì bây giờ mình mới có ngày hôm nay, chứ không phải là thích ở thì ở, mà thích không ở thì phòng ai nấy ở được. Thì lời bác Mít khuyên hôm nay con cũng thấy là rất là đúng với con, và con cũng thấy con cũng đồng cảm với cô Tiên là chồng mình nấu nướng hay làm cái gì mà với cái tâm giận hờn bực bội, đúng là đã đưa cái năng lượng xấu vào cho cả gia đình. Thì con cũng sẽ cố gắng là qua cái lời của bác, con cũng sẽ cố gắng là mình sẽ nấu nướng cho người thương mình nhiều hơn, để cho người ta bớt bỏ những cái độc tố đấy vào, tại vì là đó là tinh thần thôi. Thì hôm nay bác Mít vừa chia sẻ về cái lợi ích của ăn thực dưỡng, thì nếu mà rừng gọi cho phép thì con cũng xin chia sẻ một tí trải nghiệm của con về gia đình con ăn thực dưỡng. Thì ngày hôm qua đó là có một cái zoom của một cái thực dưỡng ở bên thầy viện tổ chức sinh nhật tiên sinh Osawa, và con cũng được phép vào, nhưng mà không có thời gian để nói nhiều. Thì con cũng xin thưa nói lại với người thương ở trong rừng gọi của mình á, thực chất á, con biết được về thực dưỡng Osawa đó là 16 năm về trước. Là vì sao con nhớ được con số 16 là vì con ngày con lấy chồng là 16 năm về trước, và con thì sinh ra ở miền Trung nhưng mà lấy chồng đám cưới ở trong miền Nam. Cho nên là cả gia đình bên nội con vào dự đám cưới thì luôn tiện là đi thăm bác dâu ruột của con là người bị ung thư vòm họng, mà gia đình mà bệnh viện u bướu trả về. Và khi mà trả về thì mọi người lên thăm để giống như là chào lần cuối vậy đó. Thì cái lúc đấy là đám cưới của con. Thì sau đó đó là bác ấy được trả về từ bệnh viện, thì bác ấy được về ăn chay thực dưỡng số 7, là tức là khi đấy là con đã được biết đến sau 6 tháng đó, thì
kết hợp với một số cái thuốc mà như mà điều trị thêm về về đông y như bác vừa nói đó, thì 6 tháng sau là bác hết tế bào ung thư, đi xét nghiệm lại là bệnh viện là nói nhầm, kiểu như là có chuyện gì, vấn đề gì chứ không phải đấy. Bây giờ bác vẫn còn sống, thì bác ở Bình Phước, Phước Long. Thì sau đó thì con mới biết được là đúng là ăn thực dưỡng là đã chữa được bệnh. Nhưng mà cơ duyên là không có đến với con, vì con nghĩ là khó lắm. Nhưng mà 15 năm sau, có nghĩa là chỉ nhờ COVID từ năm ngoái thì gia đình con mới ăn được thực dưỡng. Và con đã chứng nghiệm được cái sự kỳ diệu vô cùng của cái việc ăn thực dưỡng, nó mang lại cho gia đình một cái sức khỏe tuyệt vời, rồi cái thân tâm an lạc hẳn lên. Trước đây đó là rất là nhiều những cái vấn đề về sức khỏe. Gia đình con hiện đang sống ở bên nước Anh, thì là một đất nước 9 tháng mùa đông, còn chỉ 3 tháng mùa hè, nhưng mà mùa hè cũng khoảng 10 đến 15 độ thôi. Thì quanh năm là cảm cũng 4-5 lần là ít nhất. Xong rồi là bị viêm họng, ho, sổ mũi. Nhưng mà một năm qua gia đình con ăn thực dưỡng thì không ai bị cảm cúm và ho hen hết. Chỉ như đứa con của con bình thường nó ngủ dậy là nó cứ bị nghẹt mũi. Đêm là phải có cái ống hít mũi bỏ dưới gối, nhà con là phải bỏ khắp nơi để đưa tay ra với chỗ nào có chỗ đấy. Nhưng mà một năm qua con trai của con là không có còn nghẹt mũi nữa, chính con cũng nói luôn. Thì như vậy là cái vấn đề về sức khỏe hiện tại. Và luôn tiện là con cũng nói là khi mà mình ăn thực dưỡng á, là nó có nhiều cái may mắn nó đến với gia đình nữa. Thì cái này nó mang tính tâm linh. Thì con xin kể sơ lược ba cái vấn đề mà con thấy may mắn. Cái thứ nhất là ngày con mới cưới nhau đó, thì bà nội con thường xuyên nói là các gia đình ai mà có đứa con đầu á, là cũng không sâu thì mọt, có nghĩa là gì cũng có vấn đề. Thì khi mà bà nội con nói vậy thì con nghĩ là bây giờ ăn thực dưỡng tốt như vậy đó, con có biết đến Osawa đọc sách, thì con nói thôi bây giờ con ăn thực dưỡng để con có bầu em bé. Thì con ăn được hơn một tuần nữa, tự nhiên là con bị bệnh đau đầu. Cái đầu của con giống như là ai bưng cái đầu đập vào cái tường vậy đó. Cho nên là con hồi đấy không có nhiều bác sĩ, không có nhiều thầy để cho mình biết, để mình cho con bỏ cái để mình biết mà hỏi, thì con sợ quá con ăn ra. Nhưng mà mới một tuần thôi, thì sau đó con sinh em bé đầu tiên của con ra. Thì bây giờ cháu 14 tuổi rồi, nhưng có những cái biểu hiện cháu con cũng thấy rất là mừng, có lẽ là con không có một cái triệu chứng gì mà như bà nội nói là không sâu thì mọt vậy, chưa có, có nghĩa là rất là tốt. Thì đó là đứa thứ nhất. Thì xong đến đứa thứ hai đó, sau đó 6 năm thì hai vợ chồng của con cũng thả, nhưng mà không có thai. Thì lúc đấy mình rất là mong có một đứa con, để vì khi để gia đình con sang ở bên này rồi, thì con chuyển sang con ăn thực dưỡng tiếp. Và con ăn được 5 tuần thì con bị trễ kinh, và con thử thì con đã có thai được 5 tuần rồi. Như vậy là sau 6 năm sau. Và đó là kết quả sinh đứa con thứ hai là em Tommy, bây giờ 8 tuổi. Và thêm một điều kỳ diệu nữa là trước khi con làm giấy tờ đi du học, con sang bên này học thạc sĩ về phương pháp giảng dạy. Thì khi mà làm giấy tờ rất là nhiều những cái khó khăn về bằng IELTS để đi thi, cho dù con dạy tiếng Anh ở trong nước nhưng mà nó khác với cái kiểu học ở nước ngoài. Rồi các giấy tờ thủ tục và kể cả tiền bạc nữa. Nhà con đi làm nhà nước không có nhiều tiền, nhưng mà tự nhiên thích đi học vậy thì đi thôi. Thì lúc đấy con phát hiện là nguyện là con ăn chay thực dưỡng 100 ngày. Và khi con mới ăn được một tháng 30 ngày thì con đầy đủ giấy tờ bằng cấp để Bộ Nội vụ anh chấp nhận cho con đi sang bên này học. Thì ngày con đi học là con vẫn ôm theo mấy hộp muối mè để qua bên này ăn tiếp cho đủ 100 ngày. Thì con cũng thấy là đó là cái sự may mắn mà khi mà mình phát tâm mình ăn ăn thực dưỡng, không những đạt được những cái đó mà
mà còn gặp những cái điều mà mình mong muốn là hình như cũng được nữa, đúng không bác? Tâm linh thì đó là cái thứ cái điều kỳ diệu thứ ba. Và vừa rồi đó thì mặc dù con biết đến 16 năm như vậy nhưng mà con cũng không nghĩ là gia đình mình ăn được, mà chỉ có con nghĩ là thôi khi nào có chuyện gì thì mình gắng thôi. Thì không ngờ đó là khi mà con biết đến rừng gọi, con thực hành 7T, thì khi đó đó là con biết được cái cách để cho cả gia đình ăn được mà không phải khó như mọi người nghĩ. Như con, bản thân con nghĩ là gia đình con không bao giờ ăn được. Nhưng mà khi con thực hành nhịn ăn đó, cho con lôi kéo con của con vào, thì cũng nhờ đó con của con nó học đọc được tiếng Anh, nó xem nó là học ở bên này, thì con đưa cái bài của cái vị người Nhật nói về được giải Nobel về cái quá trình nhịn ăn đó, thực báo đó, được giải Nobel thế giới đó, nói về cái kết quả của nhịn ăn là tuyệt diệu đó. Thì con dạo vờ nói với con của con là mẹ đọc cái này mà không hiểu lắm, con đọc đi rồi con giải thích cho mẹ nghe. Thì khi con đọc giải thích thì tự nhiên con cũng hiểu thêm vấn đề, và con gái của con thực hành. Và sau khi con của con thực hành và con nhịn ăn được mấy ngày, sau đó ăn ra thì rau cỏ gì cũng ngon, và tự nhiên con chuyển hết toàn bộ thức ăn nhà con là sang ăn gạo lứt, rồi con cắt hết đường, rồi con ăn cái gì cho ăn gì cũng ăn ngon. Và con gái con ăn xong thì đứa em Tommy 7 tuổi cũng muốn theo chị ăn theo. Rồi chồng con thì bây giờ cả nhà ăn như vậy, con trai nó cũng ăn. Không lẽ mà bố làm cái nồi riêng thì bố cũng ăn cùng. Và như vậy cả nhà con sau đó là cùng nhịn ăn, và sau đó ăn thực dưỡng thì thấy ngon vô cùng, không khó nữa. Thì như vậy con cũng thấy được là nhờ mình nhịn ăn rồi đó thì mình ăn thực dưỡng nó mới ngon. Chứ còn nếu mà mình ăn bình thường thịt cá vậy, tự nhiên mình nhảy qua mình ăn thực dưỡng thì nó dở, nó không ăn được. Nhưng mà nhịn đi vài ngày thì được nhiều cái kết quả, không những thân khỏe tâm an mà lại được tiếp tục cái con đường thực dưỡng một cách dễ dàng hơn. Thì đó là những cái trải nghiệm của con, mà con cũng rất là muốn tri ân tiên sinh Osawa, tri ân bác Mít và tri ân thầy Thuật đã cho con có cái cơ hội được nghe, được hiểu, được thực hành và để chứng nghiệm được những cái rất là mầu nhiệm để con có thể chia sẻ với mọi người thân trong gia đình con. Con xin cảm ơn bác, cảm ơn thầy. Cảm ơn em Thương, có những cái chia sẻ rất là quý báu, tuyệt vời. Chúc mừng em và gia đình. Rồi. Rất là cảm ơn chị Thủy Hằng ạ. Với những chia sẻ rất là thực tế, rất là thực tiễn đúng không ạ, chị đã từng trải qua và cũng đồng hành với cái chương trình của bác Mít. Còn cũng có rất nhiều người thương muốn đặt câu hỏi thêm, thì Mai Trang cũng xin phép để đọc thêm những cái câu hỏi của những người thương mà mình viết trên trang chat ấy, để bác Mít có thể trả lời và tương tác. Rất là cảm ơn chị Hằng một lần nữa nhé. Mọi người có thể là tặng chị Hằng một trái tim rất là đỏ thắm nhé. Dạ rồi, con xin đọc những cái câu hỏi trên trang chat để bác Mít cùng tức tạc bác Mít nhé. Dạ, trước khi con đọc thì con thấy trên cái trang chat này có rất là nhiều người thương, rất là muốn gửi lời cảm ơn bác luôn. Dạ, và con đọc một vài câu đó nhé. Bác Mít đẹp và phong độ trang đầy năng lượng và tấm gương cho chúng con nói theo ạ. Dạ rồi, rồi là cảm ơn bác Mít và những chia sẻ thật là quý báu của bác. Rồi là con đọc lại và bây giờ là con xin đọc một vài câu hỏi ạ. Bác Mít ơi, cho cháu hỏi. Người cháu rất là lành chân tay, hay ớn lành khi ăn ra thì nấu cơm. Mình có thể thêm quế hay gừng được không ạ? Như vậy là có một người thương đang chia sẻ về cách ăn ra đó bác Mít. Dạ, bác Mít có thể chia sẻ với người thương ạ. Dạ. Một số các bạn khi mà ăn ra đấy, thì khi mà cơ thể của mình có một cái sự thay đổi như vậy về vấn đề sinh lý, về vấn đề thải độc ấy, nên nó, cho nên là nhiều khi có những cái cảm giác như hẫng hột, thì chúng ta như vậy nếu mà nó bình thường thì không sao, nhưng nếu mà điều là chúng ta phải trải qua tùy theo cái thời gian mà mình ít ăn, mà có một cái giai đoạn đệm khi bắt đầu vào ăn chính thức thực dưỡng là khoảng độ vài ngày cho đến một tuần, thì theo cái thời gian mình ít ăn lâu hay là ngắn,
chế độ ăn lỏng đấy, như tôi đã nói trước rồi đấy. Thì khi mà chúng ta chuyển sang, mà ngay cả cái chế độ ăn lỏng mà thấy khó chịu thì như vừa rồi chúng ta có một số cái cách, ví dụ chẳng hạn là chúng ta uống cái nước củ sâm với lại kỳ tử chẳng hạn, thậm chí có thể cho một chút quế cũng được để cho nó ấm, hoặc cương chẳng hạn, để nó làm thông kinh lạc, thì cũng là một cái cách mà để chúng ta làm cho nó cân bằng lại cái nội môi, cái cơ thể của mình, nó làm cho dương hóa lên, cho nó ấm áp lên. Thì bạn có thể cho một ít kỳ tử này, thậm chí là táo, kỳ tử táo mà quế chi này, hoặc là kỳ tử với lại ít sâm này, để bạn đinh lên cái nước một cái sâm lâu năm ấy, chứ không cái sâm sâm gói thì nó không không tốt lắm, chẳng biết thật hay giả, nhưng mà cái sâm lâu năm mà sâm sâm củ đấy thì là rất là ok. Nhưng mà nhớ một điều, cái kỳ tử thì dù là hữu cơ không hữu cơ, bây giờ mình chẳng biết được nguồn, là mình phải ngâm qua cái nước khoảng độ mấy phút, mà nếu có được cái nước nước kiềm 11.5 thì nó rất ok. Kể cả tất cả táo kỳ tử vậy, mình nên có cái ngâm qua cái nước kiềm 11.5, và nếu không có nước kiềm 11.5 thì qua cái nước thường, cho tí chút muối vào, sau mấy phút thì cho nó sạch, thế thì chúng ta dùng như vậy, chúng ta chế biến, chúng ta ăn hàng ngày. Nếu mà chân tay lạnh hay cười tay lạnh, bạn có thể cho một chút quế chi được, gừng được, cho nó ấm áp lên, thì tôi tin rằng nó sẽ dần dần sẽ ổn định thôi, đừng có lo lắng gì cả. Bao giờ thế, khi mà mình nghĩ ra nó sẽ có cái thải độc, mà về cái trải nghiệm cho chúng ta như vậy, cứ dùng các cái biện pháp khí công yoga mà để mình khắc phục các cái sự cố đó, để dần dần nó sẽ qua đi thôi. Rất mong là câu hỏi của bác câu trả lời của bác Mít cũng đáp ứng được câu hỏi của người thương, đúng không? Và hình như câu hỏi của bác Mít vừa rồi cũng có thể là trả lời cho câu hỏi của người thương Minh đấy. Là hình như là mình, bác Mít ơi, có anh Minh này có nói là nếu như mà khi mình dùng câu kỳ tử uống thay nước hàng ngày đó là có trị tiểu nhiều lần được không ạ, bác ạ? Bạn nên nhớ rằng cái tiểu nhiều lần ấy là do mình như vậy, trước hết là mình uống quá nhiều nước. Bây giờ phải hạn chế cái đầu vào đi. Ngay như ăn khô còn chẳng có tí nước nào, bây giờ bắt đầu ăn ra, có bắt đầu uống, đang thèm quá, uống quá nhiều nước là không được, là phạm được. Phải làm sao như vậy, ngày đi tiểu chỉ 3-4 lần thôi. Nhưng nếu đi quá chứng tỏ là cái nguồn nước mình đưa vào từ thực ăn này, từ thực phẩm này, từ nước uống này, từ được canh vân vân, nó quá nhiều. Thì bây giờ đầu tiên là hạn chế cái đầu vào. Để sau đó thì bạn làm ấm cái thận lên. Ấm thận có nhiều cách. Ngay bạn có thể xoa cái huyệt dũng tuyền ở gan bàn chân ấy, thường xuyên làm ấm nóng cái gan bàn chân ấy, thì nó ấm thận. Ấm thận thì là nó sẽ rất là tốt cho cái chức năng bài tiết của bạn. Thế rồi là một số các cái bài trong quyển sách này chúng tôi thì cũng có nói rồi đấy. Nếu bạn có sách bạn sẽ tham khảo, có một số các cái bài rất là tốt cho các cái chức năng thận hàng ngày. Kể cả ví dụ bạn như vậy là dùng cái bài kỳ tử với táo cũng rất là tốt, cái nó cũng là tốt. Thế và rồi thận thì có thể là đậu đen với lại nếp cẩm nứt ấy, đậu đen cái mình rang lên xong mình sắc uống hàng ngày cũng rất là tốt cho thận. Đấy là cái làm cho chức năng thận của mình nó hồi phục rất là tốt. Nhớ nhớ một điều là nước cái đầu vào, dù là nước gì chăng nữa, là cũng phải rất là hạn chế, chứ không được uống nhiều. Cố gắng là uống từng ngụm, tức là uống cả cốc nước thì là không được rồi. Uống nước ấm ấm nha. Rồi, rất là cảm ơn bác Mít ạ. Và con xin đọc tiếp câu hỏi của người thương Hằng Nguyễn ạ. Là chị Hằng Nguyễn muốn hỏi là có muốn hỏi là vừa ăn thực dưỡng và ăn thực vật toàn phần, giống như là rau salad, sinh tố, nước ép các loại rau, ưu tiên đồ sống, thì có thực hiện được với nhau không ạ? Tức là phối hợp có được với nhau không ấy bạn? Dạ, con xin mời bác Mít ạ. Có nghĩa là đấy là bạn ăn theo cái gọi cái sở thích của mình, kết hợp cả cái thực dưỡng và cái chay ô trọc. Thì cái tùy theo, nếu mà cái sức khỏe của bạn tốt ấy, thì bạn có thể ăn thêm cái sở thích của mình một chút, nhưng mà đừng quá lạm dụng nhiều các cái loại rau âm, hoa quả âm thì lại không tốt. Và nên nhớ rằng hoa quả thì có mấy cái loại hoa quả này dương, còn phần lớn là âm. Mãng cầu xiêm này, na này, táo này, dâu tây, thế còn phần lớn là rất là âm. Nhưng mà ngay cả mãng cầu xiêm, na, táo, dâu tây mà nếu như có chất bảo quản thì lại là âm rồi, không dùng được. Thế cho nên phải hết sức hạn chế những cái thực phẩm, kể cả rau củ rồi là hoa quả mà cái rau nó âm quá được. Mà bạn nên nhớ rằng là cái rau mà mua chợ về là coi chừng ăn không cẩn thận là sinh bệnh đấy.
để bởi vì người ta trồng bây giờ người ta trồng toàn những kích thích mới lại tăng trưởng, cho nên là chúng ta phải lưu ý. Bây giờ nhiều nhà là phải trồng rau trên nóc nhà. Trên nóc nhà chúng tôi là có rất nhiều các loại rau, rau rất là sạch, sướng vô cùng, nên chẳng phải những rau sống là không bao giờ phải đi mua chợ các loại rau sống. Mùa này trồng cải rất là nhiều thứ, các loại rau cải. Rồi. Dạ rồi, như vậy là con tiếp tục câu hỏi của người thương Đàm Văn Tụ ạ. Con xin chào bác Sĩ Mít ạ. Thầy thuật và bác tổ chức cùng người thương rừng gọi. Con xin hỏi bác Mít là con đi siêu âm, bác nội vối hỏa tiên liệt 1.5 cm. À, con thanh lọc rừng gọi có hết được không ạ? À, như vậy là tình trạng triệu chứng nó đang bị vối hỏa tiên liệt 1.5 cm, thì cái khả năng mà khi mình thanh lọc rừng gọi có hết được không là bác Mít ạ? Dạ, anh muốn hỏi như vậy đấy. Đó là cái u sơ tỷ lệ tuyến của bạn ấy, thì nó cũng như là một cái dạng gọi là lão hóa, một cái tình trạng là u sơ của nhiều các tạng phủ thôi, ngay kể cả ung thư cũng có thể tiêu đi được, cho nên bạn đừng không có lo cả. Với cái cơ chế nhị ăn là cơ chế tự phân cơ mà, đúng không? Cơ chế tự phân tức là đây là một cái tình trạng, tức là các tế bào ở trong các cái tổ chức lão hóa sơ hóa thì nó sẽ tự tiêu bởi cái nhờ cái những cái enzyme ở ngay trong tế bào, trong cái nội bào ấy. Thế nên là chúng ta đừng có lo lắng gì cả, tin chắc rằng cứ nhịn ăn và ăn thực dưỡng là sẽ giảm thiểu. Chính tôi là bị bệnh u sơ tiền liệt tuyến trước kia từ 14-15 năm nay rồi đấy. Bây giờ cứ mỗi tháng, trước là mỗi tháng về hưu cách đây 14 năm, nguyên là giám đốc viện nhà công lúc đó 60 tuổi, mỗi tháng 4 triệu tiền thuốc, ăn đầy đủ chất. Trong đó rất nhiều các bệnh mãn tính, mà trong đó có bệnh u sơ tiền liệt tuyến. Riêng cái bệnh u sơ tiền liệt tuyến rất là khó chịu, mỗi tháng cũng phải riêng cái tiền u sơ tiền liệt tuyến cỡ phải 1 triệu, còn các bệnh mãn tính kia khoảng 3 triệu, tốn kém đủ các loại đông tây y có hết, thực phẩm chức năng. Bây giờ bỏ hết, bây giờ ăn chay thực dưỡng là ok nhá, đừng có lo lắng gì cả, cứ tin tưởng vào rừng gọi này mà nhịn ăn vài kỳ là hết, bay biến luôn. Yeah. Rồi mời bạn. Dạ. Người thương luôn cố gắng là mình sẽ đọc những cái tài liệu kỹ này, tìm hiểu kỹ, và khi mà mình đặt cái niềm tin vào á, mình sẽ đạt hiệu quả rất cao, đúng không bác Mít? Dạ, con rất là cảm ơn bác Mít. Dạ, và con đọc tiếp một số câu của hỏi của người thương ạ. Trong cái trường hợp của người thương Hoa Bùi ạ, nếu con uống ít nước thì họng con rất khô, mà uống nhiều thì con lại đi tiểu nhiều. À, đây là một cái trường hợp mà mấy trái cũng từng gặp với bác Mít ạ. Thì con cũng xin phép mình là trước khi bác Mít chia sẻ với bạn về cái triệu chứng này nó liên quan đến gì, thì con cũng thưa bác Mít là đấy đúng là một cái triệu chứng của con, mà trước lúc mà con nhìn khô trong tháng 9 vừa rồi luôn, con thường xuyên là bị vô cái thể là phải cứ uống nước nhiều mà không biết sao là cứ rất là khát, cổ rất là khô và cứ phải đi tiểu. Thì tự nhiên sau cái chương trình thanh lọc rừng gòi tháng 9 vừa rồi á, là đợt này con mất hẳn cái triệu chứng này luôn, mà con chỉ cần uống nước theo nhu cầu rất là thoải mái mà không bao giờ lại bị triệu chứng này nữa. Nên Hoa Bùi cũng luôn là tự tin nhé. Và để đi vào cái chuyên môn hơn á, thì Mai Trang cũng xin mời bác Mít để chia sẻ về cái triệu chứng này đối với bạn ạ. Con xin mời bác Mít ạ. Chúng ta nên nhớ là khi chúng ta trải nghiệm như là ăn số 7 mà, nó có cái giai đoạn gọi là giai đoạn thải độc, giai đoạn thay đổi sinh lý. Đấy, cho nên là nếu như cái triệu chứng đó mà xuất hiện của bạn, thì bạn có thể như vậy là mỗi lần bạn uống chỉ không được nhiều, chỉ một thìa thôi nhé. Chỉ một thìa ngậm, mà không phải là uống ngay. Bạn ngậm thật lâu cho tôi, ngậm kiểu như là uống là nhai nước ấy. Đấy, phải như thế. Lâu trong miệng thì bạn sẽ cảm giác là hết lắm. Khi mà bệnh nhà ngậm và nhai chỉ một thìa con nước thôi, thì cái hệ thống tuyến nước bọt của ba cái cặp tuyến nước bọt nó tiết ra những cái nội tiết tố sẽ làm quân bình, làm cân bằng, làm bớt cái cảm giác ức chế cái trung tâm khát của bạn. Cũng như những người mà thường cứ hay khát nước ấy, thì tôi cứ khuyên là như vậy là nhai một miếng vừng mè, nhai như vậy 3-4 phút rồi thì nó ức chế cái trung tâm khác, thế là hết khác cái gì đâu. Nhai thật lâu, uống nước vậy, cứ nhai hàng lâu, đừng uống ngay, đừng uống ức một cốc như vậy là tí nữa. Một cốc nữa thì suốt ngày đi tiểu nhá, đừng có lo ngại gì cả. Rất là cảm ơn bạn ạ, bởi vì mình thông thường mình uống nước bị sai cách đó bạn Mít ha. Dạ, mình uống nước sai. Dạ, và con cũng có một cái trường hợp khi mà con qua thanh lọc rừng gòi xong là con để ý. Lúc nào mà mình cảm thấy khác mà mình chưa kịp còn được như thế nào, mình cũng không vội, thì mình cứ tạo cái công phu lại tưởng nước bọt đó, và nhai thì cũng rất là tốt, là sẽ được khô hồng ấy, gọi là tiêu khát, rất là hay.
Dạ, con xin đọc thêm câu hỏi của người thương Diệu Thích ạ. Cho cháu hỏi nước sắm kỳ tử uống vào ngày thứ mấy của ăn ra à? Tỷ lệ các thành phần này như thế nào? Cơ địa nào cũng dùng được hay sao à? Dạ, con xin mời bạn Mít ạ. Vừa rồi cái bài mà chia sẻ đấy là không phải là trường hợp nào cũng dùng. Nếu như mình trải nghiệm qua 3 ngày thanh lọc mà thấy nó ok, nó bình thường thì không cần phải dùng. Trừ trường hợp ví dụ sau 3 ngày, 4 ngày mình có một hiện tượng là cứ ăn cái gì là nôn. Đấy, những cái phản ứng. Thì bây giờ mình hãy áp dụng cái bài đó. Nha. Thì cái bài đó là cái đấy là những thực phẩm rất là dương, rất nhiều các chất chống oxy, chống oxy hóa. Nó làm giúp cho cơ thể như vậy là nó quân bình lại. Nó sẽ rất là tốt cho các cái chuyển hóa nội tiết bên trong. Dạ rồi ạ. Con xin tiếp tục ạ. Có một câu hỏi chắc đây là câu này chắc là cũng dành cho thầy Thuật đấy. Dạ. Con là thành viên mới được hữu duyên vào group ạ. Và nên con cũng chưa hiểu cách ăn thực dưỡng nhìn khô và ăn ra là như thế nào. Thì chắc là có một mấy trang xin mời thầy thầy Thuật cũng có đối lời với bạn người hữu duyên mới này ạ, người thương mới ạ. Xin mời thầy Thuật ạ. Dạ, cảm ơn người thương. Dạ, cảm ơn người thương. Cái này thì cần phải thực hiện một lộ trình. Nó là một cái lộ trình phải đọc tài liệu. Bây giờ là thời gian rất là ngắn cho nên là dành cho những người đã thực hành thanh lọc và mình trả lời những cái mà mang tính thực hành thì nó sẽ tốt hơn. Còn những cái mà nó mang tính lý thuyết và theo quy trình như vậy thì người thương cứ vào trang thanh lọc trường gọi hoặc là trong nhóm những người đã trải nghiệm rồi đó có chia sẻ. Trong nhóm Zalo đó thì có thể là Mai Trang hoặc là bạn tình nguyện viên gửi lên cho người thương nha. Cái này cần phải có thời gian tìm hiểu rồi mình hỏi những cái câu hỏi nó mang tính chất là mình đã đọc tài liệu rồi. Còn cái này chưa đọc tài liệu thì chắc là nhường thời gian cho những người đã đọc tài liệu. Dạ rồi ạ. Rất là cảm ơn sự trả lời của thầy Thuật ạ. Mong người thương mình có thể vào cái phần của trang thanh lọc rừng gói á. Và trong hoặc là mình có thể tra Google khi mà mình muốn thanh lọc dành cho người mới bắt đầu ấy. Thì những cái tài liệu này là rất là rõ luôn. Người thương có thể đọc nhé. Dạ rồi ạ. Và mình đang xin tiếp tục câu hỏi của người thương Nguyễn Hưng ạ. Là thưa bác Mít, bị cá tử cung giai đoạn đầu đã cắt không phải hóa xạ, nay được 9 tháng đã tái khám ổn định và u tuyến giáp tirat 3 hiện tại đang áp dụng thực dưỡng. Bác Mít có phương pháp trợ phương nào để con áp dụng hàng ngày ạ? Cảm ơn bác, kính chúc bác sức khỏe. Dạ rồi, con mời bác Mít ạ. Vâng. Bạn là nữ đúng không? Dạ, bao nhiêu tuổi? Chắc là nam đấy bác ạ, bác Mít ạ, Nguyễn Hưng ạ. Ở đây không hiểu ra. Dạ, người thương tên là Nguyễn Hưng thì không biết là có người thương Nguyễn Hưng trong trong Zoom không ạ? Xin mời mời anh có thể đưa tay để Mai Trang, xin mời anh có thể tương tác với bác Mít ạ. Dạ, anh Nguyễn Hưng có thể giơ tay lên để Mai Trang nhìn thấy nhanh hơn nhé. Có anh Hưng ở trong phòng Zoom không ạ? Mai Trang đang lướt nhưng mà chưa thấy ai đưa tay nè. Hình như có đó, có dạ. Có comment xuống đó, là nữ đó, Nguyễn Hưng là nữ đó. À, là nữ. Cắt tử cung thì vẫn là anh ấy rồi ạ. Dạ. Rồi, rất là giống như của chồng á. Nhưng người ta luôn biết sợ là chồng người ta hỏi thay vợ. Chị ơi, mở mic đi ạ. Dạ, alo ạ. Vâng, chào bác ạ. Dạ. Vâng. Bác ơi, năm nay 47 tuổi ạ. Dạ. Bây giờ chị tức là đã cắt ca tử cung đúng không? Dạ vâng. Đấy, và chưa xạo hóa trị đúng không? Dạ vâng. Thế bây giờ lại có vấn đề cái nhân sơ ở tuyến giáp đúng không? Dạ vâng ạ. Bây giờ ấy, con đường hay nhất, vi diệu nhất của chị là đừng có nghĩ đến xạo hóa trị nha. Vâng. Chị xạo hóa trị kiểu nào rồi nó cũng sẽ lại bắt đầu di căn. 99,99% là sẽ di căn. Và bây giờ chị tốt nhất mà chị đủ duyên vào dừng gọi nhịn ăn và ăn thực dưỡng đi. Còn riêng cái chỗ cái u tuyến giáp thì như lúc nãy tôi đã nói đấy, chị dùng cái bài ở trong quyển sách này mục 552 đấy nhá, mục 552 đấy, rán cao khoai sọ hoặc là bột sắn dây cũng được, thì các cái nhân sơ tuyến giáp nó sẽ nhỏ đi, kể cả cái những cái vùng nào mà nó đang có nguy cơ mà nó di căn mai kia mà, thì áp dụng cái đó và cùng với kết hợp vấn đề nhịn ăn và ăn thực dưỡng. Đấy là về mấy cái biện pháp về nhịn ăn và ăn thực dưỡng. Còn vấn đề riêng về cá nhân của chị là chị được mấy em bé rồi, mấy con? Dạ, con được 2 ạ. Thế có bỏ em bé nào không?
Dạ không ạ. Không á, thật không? Yeah. Đến đấy là kiếp này thôi. Còn nếu như mà chị vướng vấn đề mắc bỏ em bé thì cần phải, tôi sẽ tư vấn thêm về vấn đề tu tập. Còn nếu không thì, nhưng mà dù không bỏ hay là bỏ chăng nữa thì ai cũng có cái nghiệp duyên của mình, là chịu khó là hàng ngày đọc kinh niệm Phật trì chú, rồi là tu tập, rồi là thiền định, là rất là tốt, bổ trợ cho chị nhé, để nó giảm bớt cái nghiệp lực của mình. Nhiều khi bệnh nó còn do nghiệp nữa mà, em sẽ phải kết hợp với vấn đề đó. Chị hiểu rõ gì ạ? Dạ vâng, yeah. Rồi cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ vâng. Chứ bây giờ còn đang giai đoạn sớm đấy, đừng tưởng rằng như vậy là sẽ không có tái phát đâu. Vào ngay dừng gọi nhịn ăn và ăn thử dưỡng là ok nhá. Yeah. Dạ vâng, con đã nhịn ăn theo dừng gọi rồi ạ. Ờ thế thì phải kiên định đi. Vậy thì người thương yên tâm nha. Nhiều đời người thương yên tâm. Vì người thương chắc là biết câu chuyện của những người, rất là nhiều người bị ung thư tuyến giáp mà thậm chí di căn mà giờ đã ổn rồi đó. Thì người thương yên tâm, không cần phải hỏi cái câu chuyện mà có nên xạ trị hóa trị nữa. Mình đã biết cái con đường này rồi. Thế còn dạ. Thì có cái bài trợ phương nữa tôi đã nói đấy, thì hàng ngày cứ dùng cái bài trợ phương là rất là ok nhá. Dạ vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ. Rồi dạ. Rất là chúc mừng người thương với tên gọi Nguyễn Hưng đã gặp được chuyên gia và có niềm tin hơn rồi đúng không ạ? Dạ. Con sẽ đọc rồi, tiếp cái câu hỏi tiếp theo. Dạ bây giờ Mai Trang, trước khi câu hỏi tiếp theo thì cái này thầy có rất là nhiều người nhắn tin và thầy biết cái ưu tư của rất là nhiều người, nhất là người nữ á. Yeah. Thì người nam cũng có trách nhiệm, nhưng mà người nữ là có bỏ baby á, là bỏ cái thai không mong muốn đó. Thì rất là nhiều người nhưng mà ngại, không có dám hỏi trực tiếp với thầy, cũng như là không có ngại, không có chat lên, nhưng mà trong ưu tư rất là nhiều người như vậy. Thì bây giờ là có thầy Mít ở đây thì kính mong thầy soi sáng và chỉ giúp cho người thương, nhất là những người mà không có truyền thống, không có biết đến đạo Phật, những người là đảng viên, những người là công chức nhà nước, những người là đạo công giáo, những người là có những truyền thống tôn giáo khác thì thực tập như thế nào ạ? Xin thầy chỉ cho cái gốc của cái vấn đề này. Đây là một cái vấn đề mà có thể nói gặp rất nhiều trong các cái chị em phụ nữ mà ở mọi lứa tuổi, kể cả tuổi trẻ rồi đến cả những cái tuổi người ta về hưu mà người ta chẳng biết cái tội lỗi của mình đã chót bỏ các cái em bé, các thai nhi của mình. Thực tế mà nói, vợ chồng con cái trong một gia đình đến nhau nó đều là cái nghiệp duyên hết, không phải tự nhiên mà đến được đâu. Hoặc là đến để báo ân, hoặc là đến báo oán, hoặc là đến đòi nợ, hoặc là trả nợ hết. Cái này là cái nghiệp duyên. Thế cho nên chúng ta phải thấy đó, mà nếu như mình mà chưa hiểu Phật Pháp thì bây giờ mình phải học Phật đi. Kiếp người mà không biết Phật Pháp thì là uổng phí một kiếp người. Chúng ta biết rằng nhà bác học nổi tiếng nhất của thế giới như là ông Albert Einstein, ông chả nói Phật giáo là khoa học và trên khoa học. Kỳ diệu lắm. Có những điều như vậy là nó thuộc về vấn đề tâm linh mà nhiều người ta không thể hiểu nổi. Ngay là chỉ có các bậc gọi là bậc Phật nhiều khi mới hiểu hết những cái ý nghĩa của từng câu kinh lời chú, chứ không phải ai hiểu hết được. Còn cái việc mình đọc, mình có cái niềm tin, nó đọc cái tâm Phật. Và xin thưa với tất cả quý vị, mà những chị em phụ nữ mà dính đến vấn đề bỏ em bé thì phải nên nhớ rằng là phải tu tập. Nếu là ai mà chưa tu, chưa có pháp môn nào thì tốt nhất thì ngay học Phật đi, quy học Phật đi. Còn nếu mà bạn đang ở công giáo đạo Kitô thì bạn vẫn có thể vừa kết hợp tu Phật và tu theo Chúa cũng được, có sao đâu. Mình lên Chúa, lên cõi trời, sau đó mình lại tiếp tục lên cõi Phật, làm hai nấc. Tôi thấy rất nhiều như vậy, thậm chí có những cái vị thượng tọa đấy, từ như vậy đạo Kitô cuối cùng chuyển sang học Phật, bị trở thành thượng tọa đi giảng bài khắp ở nước Mỹ đấy, nhiều vị lắm. Thế cho nên là chúng ta đừng nghĩ mà chúng ta theo đạo Kitô thì chúng ta không có quyền học Phật. Không phải, đừng nghĩ như vậy. Đạo Phật luôn mở lòng, ai vào cũng được, ai ra cũng được. Không bắt là cứ phải theo đạo Phật bỏ hết các đạo khác, không. Đấy là cái hay của đạo Phật. Thế còn đạo nào cũng tu tập, kẻ đạo Hồi, đạo Kitô thì đạo Phật đều tu được, mà thậm chí không đạo cũng tu được. Tu là gì? Tu là làm những điều lành, tránh điều dữ, giữ tâm thanh tịnh, đấy là tu cũng gì đâu. Còn nếu mà bài bản ra thì mình nguyện làm con Phật, mình quy học Phật. Còn đối với các chị em phụ nữ đã từng chót bỏ em bé, tôi xin nhớ rằng, tôi xin nói là nếu như con cái nó đến với mình mà nó đến không phải đến báo ơn mà đến báo oán, thì cả cái kiếp này của người phụ nữ chứ chắc đã trả hết nợ. Đấy là tu tập nhé, đừng nói là không tu. Trẻ con ấy, mình bỏ nó đi dù là chỉ 3-4 ngày
đó là bỏ cái thân tứ đại nó thôi, chứ làm sao bỏ được cái thân tứ nó. Nó theo bố, theo mẹ, theo anh, theo chị, theo em của mình. Nó làm đủ mọi chuyện. Mà trong cái thế giới vô minh này mình chẳng nhìn thấy đâu, không biết được đâu. Cho nên là mình phải tu tập, mình phải tinh tấn, nhưng mà đừng có mê tín. Đừng có mê tín. Bằng chính tu của mình này, hàng ngày, nếu mà là chị em, mà nếu quy học Phật rồi thì tôi khuyên như vậy là tất nhiên mình tu theo pháp môn nào của Phật cũng hay, nên nhớ rằng là Phật chế ra hàng vạn pháp môn, là không phải như vậy là chỉ có pháp môn này tốt mà pháp môn kia không tốt, pháp môn nào cũng hay. Tùy theo căn cơ của mỗi người mà mình chọn pháp môn nào mà cho nó phù hợp, cho nó dễ tu. Pháp môn nào mình tu mình không chuyển thì mình chuyển sang pháp môn khác của Phật, có rất nhiều pháp môn. Nhưng mà tôi xin nhớ rằng những người phụ nữ đã từng bỏ em bé dù là tu thiền hay mật thì cũng nên hàng ngày đọc một bộ kinh Địa Tạng. Mà không đọc được bộ kinh Địa Tạng thì đọc một quyển. Trong bộ kinh Địa Tạng nó có 3 quyển: quyển thượng, quyển trung, quyển hạ. Sau khi đọc bộ kinh Địa Tạng đó xong ấy, thì chúng ta buộc có thể buổi sáng hoặc buổi trưa, buổi chiều lúc nào cũng được, mà thậm chí không có bàn thờ, ở một cái phòng sạch chúng ta để một ảnh Phật, chúng ta đọc bằng cái tâm của mình. Sau khi đọc xong thì bao giờ cũng phải nhớ là sám hối. Có tôi nói có cái bài sám hối mấy trang, nhưng mà để muốn như vậy mình không cần phải đọc cái bài sám hối nó dài dòng, thì mình nói mấy câu này cũng được: sám hối với con, tội lỗi với con, do bố mẹ vô minh không biết đến Phật pháp đã từ bỏ các con hoặc là con. Nay bố mẹ đã hiểu, bố mẹ xin sám hối với các con, mong các con tha thứ cho bố mẹ, cho bố mẹ một cơ hội để cùng với các con tu tập để thoát khỏi cõi luân hồi. Chỉ cần mấy câu đó sám hối, nhớ là sau khi đọc kinh Địa Tạng xong là phải sám hối. Và tại sao phải đọc kinh Địa Tạng? Là bởi vì nhà Phật đã nói là kinh Địa Tạng là nền móng của ngôi nhà tâm linh, nền móng của ngôi nhà tâm linh. Còn tất cả các bộ kinh khác nó là ở phần thân nhà và nóc nhà. Đấy, cho nên cái nhà mà cái nền móng cũng vững thì nó sụp nào biết. Mà kinh địa tạng là kinh báo hiếu của nhà Phật. Báo hiếu của nhà Phật là báo hiếu trước hết là phải bố mẹ, ông bà, tổ tiên, rồi các bậc thầy tâm linh, các bậc thầy hướng dẫn cho mình cái con đường đi. Đấy cho nên là nền móng của nhà, cho nên chúng ta cố gắng phải làm cái việc đó. Rồi là có thể trì chú một số các chú, nhưng đặc biệt là chú Đại Bi chẳng hạn, mỗi ngày mấy chục biến rất tốt. Nhiều người ung thư, cũng có những chị như vậy, là chị bị ung thư, mà giảng viên đại học, ung thư tử cung, cắt đi sau đó, tử cung buồng trứng, cắt đi sau đó là chuẩn bị xã hóa. Chị thì có một người bạn cho quyển sách chụp dưỡng của chúng tôi, thì chị đọc thích quá, chị bảo bác ơi con muốn được đến bác chia sẻ về thực dưỡng. Mà chị này bỏ mấy em bé, chưa biết cái gì cả, nhưng mà chị rất đủ duyên. Sau đó là tư vấn gần tiếng đồng hồ, chị về thực hiện như vậy là hàng ngày buổi sáng dậy từ 3 giờ sáng. Trì chú Đại Bi, mấy chục biến, đọc một bộ kinh Địa Tạng, rồi niệm Phật lệ Phật, làm rất nhiều điều thiện nguyện, chia sẻ, giúp đời. Sau như vậy là khoảng độ 100 ngày, ăn bài số 7 nữa. Đi kiểm tra lại ở viện sản, các bác sĩ viện sản surprise luôn. Không hiểu cái chị này như vậy là chị có đi xã hóa chị ở đâu không, mà như vậy là các xét nghiệm chỉ tiêu đều về ok bình thường hết. Đấy, kỳ diệu. Mà chị là tiến sĩ, giảng viên trường đại học. Thế bây giờ chị là giáo viên cho biết bao nhiêu người. Và tôi xin nói đặc biệt nhất là các chị em mà đang mang thai. Có rất nhiều các bạn trẻ, các cháu nó mang thai lần thứ hai, thứ ba, sau có ngày điện cho tôi, xong rồi đến tư vấn, hoặc thậm chí không gặp mà tư vấn qua qua điện thoại thôi. Các bạn thực hiện như vậy là bác sĩ thì bảo như vậy, cái thai của bà, của chị là bị lăng đăng đau, thai bị dị dạng trong mấy tháng đầu. Thế sau đó là chị về trì chú Đại Bi, rồi là đọc kinh Địa Tạng khoảng 49 ngày, con chị là đọc 2-3 tháng liền. Sau 3 tháng đi kiểm tra, bác sĩ bảo bình thường. Đáng nhẽ thì phải bỏ cái thai nhi đó, bởi trong thời gian mang thai nó có một sự chuyển biến rất là hữu nhiệm. Nếu như mình làm những việc thánh thiện, nếu như mình biết tu tập tốt thì nó tuyệt vời lắm, không thể nghĩ bàn được. Và rất nhiều trường hợp đấy, và người ta đã từng trải nghiệm, các chị em đấy. Và những chị em mà đã bị ung thư mà dính mắc đến cái vấn đề mà đã bỏ em bé, thì tôi khuyên ngoài vấn đề ăn ra là phải tu tập một cách nghiêm túc. Nó có cái sự chuyển đổi, thay đổi rất là kỳ diệu. Chiều nay có một bà đến đây lấy đồ, ông cứ thắc mắc bảo bác ơi, như vậy là bà này có đứa con gái nó đang mang thai mà không biết bây giờ ăn gì cho nó tốt.
Vậy thì bà cũng có rất nhiều, vẫn mua sách để giúp mọi người. Nhưng mà tại sao bà không đọc cái mục 1.9 sách của chúng tôi? Ở mục 1.9 nó nói rất rõ về vấn đề về thai nhi. Nói rất rõ. Và cái mục 1.9 là chúng tôi đây. Nó nói rất rõ. Nó để đây. Nếu như bà về bà đọc cái này. Đấy, trong mục 1.9 về thai giáo. Và đặc biệt như vậy là muốn đẻ một đứa con hoàn hảo. Chỉ có 4 dòng thôi. 4 dòng này. Mà nếu thực hiện là ok luôn. Chỉ có 4 dòng muốn đẻ một đứa con hoàn hảo. Mà thực hiện được thì tuyệt vời luôn. Kỳ diệu luôn. Và đã có rất nhiều trường hợp. Các cháu nó đã sinh ở đứa con thứ hai, thứ ba. Và nó thực hiện được. Tuy rằng không được 4 mục đó. Chỉ được 3 trong 4 mục đó đã rất là ok rồi. Đấy. Nhưng mà nó thay đổi. Kỳ diệu mà đẻ đứa con ra mà ăn thực dưỡng là thực. Chẳng phải dính một viên thuốc nào. Chẳng phải đi bệnh viện gì cả. Kỳ diệu mà đứa con rất thông minh và rất là ok. Đấy, cho nên là những cái người mà phụ nữ mà dính mắc vấn đề bệnh tật, đặc biệt các cái bệnh hiểm nghèo như ung thư chẳng hạn, bao giờ đến mà chia sẻ tôi cũng phải hỏi kỹ về vấn đề như vậy là quá trình sinh nở như thế nào, có vấn đề như vậy mình đã chót vô minh mà không biết bỏ em bé không, thì rất nhiều, thậm chí hôm tuần trước có một chị đến đây bỏ tới 12, 13 em bé, kinh khủng như vậy. Mà cuối cùng chồng thì bị ung thư, chị này thì con trên làm ăn chẳng ra cái gì cả, cái gì cũng đổ bể. Đấy. Thì rồi bây giờ tư vấn, bây giờ bắt đầu mới mở mắt ra, thì bắt đầu mới thực hiện. Con cái thì nó có được 2 đứa con mà nó toàn trắc trở, toàn điều phiền muộn. Thì đấy cái chính là kinh nghiệm của mình. Thế cho nên là phải biết kết hợp giữa vấn đề ăn và vấn đề tu tập. À, có kính thưa bác Mít, luôn tiện mà bác Mít đang chia sẻ một cái chủ đề rất là hay định đối với những chị em phụ nữ mà quan tâm á, thì con cũng xin hỏi bác Mít một điều là bởi vì con cũng có được một thầy chia sẻ về cái việc mà khi mà mình bỏ em bé thì không hẳn là cái việc mà mình khi mà hình thành cái thai mình phải đi mình gọi là bỏ, mà khi mình uống thuốc tránh thai khẩn cấp hay như thế nào đó thì đã tác ý là bỏ, đúng không bác Mít ạ? Và con thấy điều này con cảm thấy của nó cũng rất là hợp lý, mà khi mình đã tác ý đó rồi thì nó đã tạo một cái nghiệp rồi, đúng không bác Mít? Và bác cho con hỏi thêm một điều nữa là con thấy ở các chùa thỉnh thoảng là làm trai đàn bạc đồ thai nhi đấy, dạ. Thì đó cũng là một phương tiện để mình sám hối. Và thật sự con cũng chia sẻ luôn, có một lần là con phải đi đổi sở cho chị của con ở trong Sài Gòn á, chị cũng vô tình bị hai đứa đó, xảy hai đứa. Vâng. Thì thật sự là con thấy cái đời sống của chị nó cứ bị luẩn quẩn trong cái vòng rất là khổ đau, và con nguyện là con đổi sở, và đến khi mà con cảm giác là con cũng làm lên đó xong, con đổi sở xong và con cũng khuyến khích chị là tu và nguyện đặt cái tấm là xin lỗi người con. Và mong được là được chữa lành một con người giữa mẹ với con, xin lỗi con, thì con cảm thấy là đời sống của chị đã tốt hơn dân dân đó bác Mít. Và bác Mít cho lại con hỏi là cái vấn đề mà trai đang bạc đồ thai nhi, mình cần thiết cái vấn đề này nhiều hay không, và cái thứ hai là cái việc mà tạc ý trong cái việc mà tránh thai khẩn cấp ấy, tránh thai thì mình lưu ý cái điều này như thế nào ạ, để làm rõ hơn ạ. Con xin cảm ơn bác. Vấn đề mà bỏ thai nhi không chỉ là vấn đề nạo hút, kể cả vấn đề dùng thuốc cũng đấy là một cái tác nhân để gây bỏ. Cho nên là cụ Hippocrates, cụ tổ cũng nói rồi, không bao giờ cụ làm cái việc mà để giúp cho một người phụ nữ bỏ em bé, dù chỉ là uống thuốc lá, đấy là một tội ác, cũng là một tội ác. Thế cho nên cũng còn cái vấn đề mà gọi là các chùa mà cầu siêu cho các con thai nhi mà, thì cái đấy nó chỉ là cái giai đoạn đầu, tức là để gọi là khai thị, mà để mở cho một cái lối đi giữa mẹ và con, chứ đừng nghĩ rằng mình cứ cầu siêu một hai lần là ok, mình thôi khoán trắng cho nhà chùa, không có cái chuyện đó. Mà nhiều chị như vậy đến đây mà bác ơi, anh và con đã gửi trên nhà chùa rồi, các thầy bảo yên tâm đi, chúng tôi sẽ quản lý ở đây, không có chuyện đó. Đời nào có đứa nào nó ở đấy đâu, 99.9% là chúng nó sẽ về theo bố, theo mẹ, theo nghiệp duyên mà nó hành cho đủ kiểu. Đây không phải nói dọa đâu, mà thực tế là như vậy. Cho nên ngoài cái vấn đề mà chúng ta đã làm các thủ tục hàng năm cầu siêu rồi cầu cho thai nhi mà, thì hàng ngày chúng ta phải tu tập, phải trì chú đọc kinh niệm Phật. Nhưng mà cái quan trọng, chúng ta phải đưa những lời dạy của Phật trong kinh, trong chú qua hành trì thân khẩu ý. Chứ không phải là mình nói rất là hay, mình đọc rất là giỏi, nhưng cuối cùng mình toàn tham sân si, mình chẳng biết chia sẻ những lời, mà chẳng biết thương yêu ai gì cả. Suốt ngày quát tháo chồng con, rồi là
hoặc là vợ con hoặc là người thân gia đình đối xử bố mẹ không ra cái gì, thì cái đó chẳng có viên mãn, chẳng có hiệu quả mấy đâu. Đấy, cho nên là phải đi đôi vấn đề gọi là lý thuyết và thực hành, mà nhà Phật coi cái thực hành mới là cái quan trọng. Còn những người mà không đi theo đạo Phật thì cũng có rất nhiều cách. Hàng ngày mình làm những việc tốt, mình sám hối, mình hồi hướng cho con của mình bỏ đi, rồi sám hối tha thứ cho những cái tội lỗi của mẹ, của bố hàng ngày. Tại sao mình không làm được? Chứ đâu có phải cứ phải đi đọc kinh trì chú đâu, tùy theo cái đạo của mình, đạo Hồi, đạo Kitô, đạo nào cũng được, nhưng mình làm những điều thiện, làm lành, đánh giữ tâm thanh tịnh, làm những việc tốt, rồi hồi hướng cho con cái, rồi là sám hối với con cái, với cái tâm của mình ấy, thì tôi tin chắc là nó sẽ giảm bớt nghiệp lực. Còn tất nhiên là nó sẽ mầu nhiệm mỗi người có một khác. Và thứ hai nên nhớ là không phải ai như ai, bởi cái nghiệp lực nó không ai giống ai cả, chẳng ai giống ai. Con rất là tri ân những lời chia sẻ rất là giá trị, làm cho người thương chúng ta hiểu rõ hơn. Và thực sự là rất nhiều người thương hỏi về câu hỏi thực dưỡng ăn ra, và hình như cái nguồn năng lượng mong muốn này đã được đáp ứng. Và con đang thấy là thầy Đặng Ngọc Viện đã bao dung ạ. Và con cũng rất là mong được những lời chia sẻ quý giá của thầy. Con xin mời thầy Đặng Ngọc Viện nhé. Dạ. Dạ, con xin mời thầy ạ. Con xin cảm ơn. Kính chào thầy Thuật, kính chào thầy Mít, kính chào MC Mai Trang, cùng chào cả nhà. Thì cũng nghe cái phần mà vong linh thai nhi, thì cái điều đây là Việt Nam mình bị rất là nhiều, cho nên là cũng xin góp một số ý mà đã học hỏi được từ các sư phụ. Thì cái việc này thì cái thứ nhất là làm sao á, là các chị em phụ nữ là tuyệt đối không được bỏ trong bất kỳ trường hợp nào, thậm chí có bị đau đi nữa cũng không được bỏ, thậm chí em bé có bị đau thì cũng không được bỏ. Bởi vì á, là cái này á, là ảnh hưởng đến cái phần nghiệp quả. Tất cả những cái người phụ nữ mà có ý bỏ, hoặc là trong trường hợp sảy thai, tức là sảy thai là ngoài ý muốn mình, nhưng mà cái em bé nó vẫn về, nó vẫn về quấy rối người mẹ hoặc là người cha. Cho nên là trong mọi trường hợp là chúng ta ráng cố gắng chúng ta giữ, ráng cố gắng giữ. Khi mà chúng ta bỏ là chúng ta sẽ bị một cái tội rất là lớn, tội rất là lớn. Cho nên á, là đặc biệt là bây giờ là cái lớp trẻ nó rất là dễ bị, lớp trẻ rất là dễ bị. Thì lúc trẻ thì không biết, nhưng mà khi về già bắt đầu là nó sẽ khó khăn về già. Và những cái em bé nó theo suốt và nó quấy rối mình. Đó, mình không có làm gì được. Có thể là mình có những lúc mình bệnh tật nặng là cũng vì những cái đó. Có những trường hợp mà khi mà em bé gì nó quấy rối á, là đang coi tivi ha, nó cào cái tivi là không thấy đường luôn, đang nằm trên giường là nó lật rớt xuống giường luôn, chứ không phải là nhẹ đâu, nó rất là nặng. Cho nên là cái đó là chúng ta tuyệt đối là chúng ta không được bỏ, dù bất kỳ trường hợp nào, dù bất kỳ trường hợp nào. Thì mình cũng có học được một cái bài mà để mà giải kết cái oan của thai nhi, thì để mình post lên cái phần chat cho các anh chị làm theo cái đó, làm theo cái bài đó. Khi mà lỡ mà mình có chẳng hạn như là có một cái trường hợp là em bé nó bị đau, có một trường hợp là một bà mẹ thì sinh một đứa con trước là đã bị đau rồi tiếp tục mang bầu, thì khi mà đi đến bệnh viện test thử á, thì bệnh viện kết luận là em bé bị đau luôn, và bệnh viện á, là cũng nói là phải suy nghĩ như thế nào, có giữ hay là bỏ. Thì cuối cùng bà mẹ là cũng phải giữ, bà không bỏ, quyết định là không bỏ. Và may mắn là cô gặp một cái cô y tá mà cô biết là về thực dưỡng. Trên cô y tá cô nói tới bây giờ nếu mà thử ăn thực dưỡng thì nó như thế nào. Lâu nay thì tôi chưa có biết là nó có thay đổi không, nhưng mà cứ thử ăn thử. Tại vì thực dưỡng nó sẽ chữa các cái bệnh khác được, nhưng mà không biết là nó có thay đổi được cái thai nhi không. Đó, rất may là ăn một thời gian sau khi thử lại thì cái kết quả đau của em bé không còn nữa. Không còn nữa. Và cuối cùng bây giờ là em bé bây giờ khoảng nay 10 tuổi rồi, nó rất là lanh, nó rất là giỏi, nó biết chữ rất là đẹp, nó đi thi cấp thành phố này luôn đó.
Cho nên á, là chúng ta gì? Nói như bác biết đó, là chúng ta ráng cố gắng ăn theo thực dưỡng và chúng ta tu tập và chúng ta đọc các cái loại kinh thì nó sẽ chuyển nghiệp cho em bé. Bởi vì khi mà em bé ở trong bụng á, từ lúc mà cắn bầu cho đến khi mà sinh ra là 3 kg, tức là cắn bầu là bằng cái cọng tóc thôi, bằng đầu ngón tóc, đến khi sinh ra 3 kg thì tiên sinh nói rằng á, tiên sinh Osawa nói rằng á, là thay đổi đến gì 3 tỷ lần về trọng lượng. Thay đổi 3 tỷ lần trọng lượng thì 3 tỷ lần trọng lượng đó là tương đương với 3 tỷ năm biến hóa cả là sinh học này, hóa học, vật lý học ở trong cơ thể của em bé đó. Đó, cho nên đó, là một sự biến hóa rất là lớn ở trong cái lúc mà 9 tháng 10 ngày trong thai nhi. Trong khi đó mà lúc mà sinh ra 3 kg đến khi mà lớn lên đó, là chúng ta nặng 60 kg thì nó tăng cái trọng lượng là khoảng gấp 20 lần thôi. 20 lần. Thì tiên sinh mới tính ra là cứ 1 giờ mà nuôi trong thai nhi á, là bằng 100 năm nuôi ở ngoài. 1 giờ trong thai nhi là bằng 100 năm ở ngoài. Cho nên là chúng ta nuôi trong thai nhi 1 giờ mà kỹ càng thì nó ra ngoài là nó bằng 100 năm. Mà nếu mà chúng ta gì nuôi mà sai 1 giờ trong thai nhi thì chúng ta phải mất 100 năm ở ngoài để sửa đổi. Cho nên rất là quan trọng. Nên khi mà chúng ta dù bị bất kỳ cứ trường hợp nào đó, mà xấu khi mà chúng ta đi khám thì chúng ta cứ trở về ăn cái thực dưỡng và chúng ta trở về tu tập. Chúng ta đọc bất kỳ kinh nào cũng được. Gặp bộ kinh nào chúng ta đọc bộ kinh đó. Đó, nếu mà được các cái sư phụ hướng dẫn thì càng tốt. Đó, thì chúng ta sẽ chuyển đổi được. Bởi vì nó chuyển đổi tức là 3 tỷ năm mà chứ không phải là ít. 9 tháng 10 ngày nhưng nó tương đương với sự chuyển đổi tới 3 tỷ năm mà. Cho nên là em bé nó sẽ chuyển đổi được. Đó, cho nên chúng tôi cũng có một cái lời khuyên rất là chân thành đối với tất cả những cái bà mẹ, đặc biệt là những cái em gái nhỏ mà cái thời đại này thì tuyệt đối không được bỏ. Và sau này rất là khổ với những cái vong linh thai nhi đó. Rồi xin hết ạ. Rất là chia sẻ của các anh chị ạ. Dạ. Cảm ơn thầy Viện đã chia sẻ rất là nhiều ạ. Con cũng xin tiếp lời của thầy Viện một chút ạ. Cái câu chuyện của thầy Viện mấy Trang cũng đã từng nghe thầy Pháp Nhật chia sẻ đó. Và ngoài cái phương pháp thực dưỡng như thầy Viện nói thì cái phương pháp mà thầy Viện hay thầy Mít hướng dẫn chúng ta đọc kinh này, tu sửa, hay con có thể thêm một cái tên gọi đó là giao tiếp với tiềm thức ạ. Rất là hay. Khi mình giao tiếp với tiềm thức với thai nhi rất là hay. Thì mấy Trang phải có cái chương trình thai giáo ở thầy Pháp Nhật cũng rất hay. Nếu như trường hợp người mẹ nào đang có những cái này thì chúng ta cũng có thể theo dõi chương trình nghệ thuật giáo tiếp với tiềm thức thai giáo ấy, rất là tuyệt vời. Dạ, và để tiếp tục chương trình thì Mai Trang không biết là thầy thuật có trao đổi gì thêm không hay là Mai Trang đặt câu hỏi gì thầy thuật khác. Mai Trang đặt câu hỏi. Ngày thương cái chỗ mà ra ăn thì rừng gọi mình có chia sẻ rất là nhiều rồi, nhất là những người tham gia thanh lọc rồi dùm buổi sáng rồi các cái khóa thanh lọc á. Cho nên là bây giờ thời gian rất là ngắn, nhường cho những người mà đã thực hành và ưu tiên cho những người mà đã tham gia cái khóa thanh lập rừng gọi hoặc là chúng ta đã thực hành thật sự. Còn những người mà hỏi mang tính lý thuyết mà chưa có thực hành thì vui lòng đỡ dịch khác. Rừng gọi có rất là nhiều món quà buổi sáng, dùm buổi sáng từ 4:30 đến 6:30, món quà 2 khóa thanh lập miễn phí 4 ngày và cũng 1 trang rồi tối thứ 3 hàng tuần như vậy. Cho nên là người thương cứ vào chúng ta chưa có thực hành thì vui lòng có rất là nhiều thời gian, chỉ ưu tiên cho những người mà hỏi mang cái tính chất là đã thực hành. Dạ rồi ạ. Xin Mai Trang xin đọc những câu hỏi dành cho những cái tính chất như thầy thuật vừa chia sẻ nhé. Và trước khi Mai Trang đọc thì Mai Trang không biết là người thương vừa rồi đã nghe tiếng tắc kè từ rừng gọi mà thầy thuật mở cho chúng ta tròn vẹn những biết nghe không ạ? Rất là tuyệt vời. Thầy thuật luôn cho mọi người tròn vẹn những biết những âm thanh rất tuyệt vời thầy thuật ha. Dạ. Mai Trang đọc một câu hỏi của người thương Đoàn Phường ạ. Là cảm ơn bác sĩ, là chồng con thì mới mổ cắt khỏi tả tùy à, mới mổ cắt là lá tùy đấy, lá tùy hay là khỏi lá tùy chứ mình mới đang đọc cái việc cái chính tả nó không chính xác. Cắt lá tùy mổ được 6 tháng có nhìn ăn được không à? Câu này chắc là cũng có thể tư vấn thêm cho chị, cho chị để chị yên tâm để tham gia đấy thầy ạ. Dạ con xin mời thầy thuật đi, con mời thầy thuật nhé. Dạ vâng, người thương có thể đọc lại cái câu hỏi này không ạ? Dạ, là chồng của chị này ấy, là mới mổ cắt cái lá tùy, cắt lá tùy mà được 6 tháng rồi,
giờ có nhìn ăn được không ạ? Nhìn khô đấy, nhìn cái phương pháp của mình đấy ạ. Dạ. Vâng, vâng, nhìn được và nhìn tốt nếu là người chồng hiểu và có niềm tin và đọc tài liệu và có niềm tin vào cái phương pháp mà thiên nhiên tự chữa lành. Đó thì rất là nhiều người đã từng phẫu thuật, đã từng các bao tử, các túi mật, các thực quản đó, cũng như là mà thầy Mít cũng đã có chia sẻ. Thì cái quan trọng nhất là cái nhịn ăn này nó là một cái mà để cho cơ thể mình nó nghỉ ngơi, để nó đào thải độc tố, để nó tăng cường cái hệ miễn dịch, để nó giải quyết những cái rác ở bên trong. Thì chúng ta còn sống là còn thanh lọc được. Người nào mà còn sống còn thở là còn làm được cái phương pháp thanh lọc này. Quan trọng nhất là chúng ta có niềm tin hay không thôi ạ. Niềm tin là gì? Niềm tin là thiên nhiên bên trong ta tự chữa lành. Cái khu rừng bên ta, trong ta nó tự phục hồi, nó tự dọn dẹp. Thì cái đó là cái quan trọng. Chúng ta phải thực hành bảy tơ. Thì nó có thiền, nó có tiếp xúc với thiên nhiên, nó có thực dưỡng, nó có thể dục dưỡng sinh, nó có thở đúng, tư thở đúng. Nó có bàn tay kỳ diệu của chúng ta gửi tình thương vào như thế nào. Chúng nó có cái massage trị liệu, nó có thư giãn. Cái quan trọng nhất là cái phương pháp mà nhịn ăn này, cái cốt tủy của nó là chúng ta nghỉ ngơi và thư giãn. Cái đó là cái rất là quan trọng. Dạ thôi ạ. Mai Trang sẽ đọc tiếp và câu hỏi của người thương diệu thích ạ. Ở đây có chuyên gia thầy thuộc này, có bác Mít và có thầy Viện nữa. Nên nếu như người thương nào mong muốn hỏi chuyên gia nào thì có thể nhắn tin thêm hoặc là Mai Trang sẽ đọc tin và Mai Trang như nhé. Cháu năm nay 40 tuổi, ăn thiền số 7 được dài ngày, nhưng ăn ra là sai, bị mất hành kinh cả năm nay. Bây giờ ngoài việc ăn thực dưỡng có cần bổ sung thực phẩm hay dùng trợ phương nào không ạ? Thì câu hỏi này chắc là Mai Trang mời thầy Viện đi ha. Thầy Viện có thể luân phiên thay đổi cùng với bác Mít chia sẻ với người thương ạ. Xin mời thầy Viện ạ. Dạ thầy Viện ơi, thầy Viện có thể mở mic lại đi ạ. Thầy thương mở cho thầy Viện đi ạ. Dạ rồi, thầy Viện đợi có chút nhé. Nhiều khi thầy Viện mở không được. Thầy Viện có thể giống tay lên lại để con tin nhắn hơn được không ạ? Rồi. Dạ rồi, con mời thầy ạ. Rồi, mọi người nghe được chưa ạ? Dạ rồi, thưa thầy. Về cái việc mà mất kinh thì trong trường hợp là đang ăn thực dưỡng mất kinh hay là mất kinh trước đó? Thì không biết là cái em đó, cái chị đó là dạ rồi, để con đọc lại nhé, để con quay. Xin mời chị người thương diệu thích ạ. Nếu chị đang còn trong Zoom này, chị có thể bật mic lên ạ. Chị có thể giống tay mà Trang sẽ bật mic cho chị để cùng tương tác với thầy Viện ạ. Chị diệu thích ơi, chị giống tay nhé. Chị giống tay lên em chỗ chị dễ hơn, em tìm nhắn em nhé. Ở đây là trong trường hợp mà chờ chị á, thì mình kể một câu chuyện mà về có một cái em sinh viên mà em bị rối loạn kinh nguyệt. Khi mà em ăn thực dưỡng á, là em mất tới 8 tháng, mất kinh từ 8 tháng. Đó là cách này là mà mình hướng dẫn cho em đó, cách này khoảng 5 năm. Thì mất kinh 8 tháng coi như là tháng nào cũng gọi cho mình hết. Đó là tại bây giờ là coi như nó như vậy chứ thế nào. Thì nó cứ yên tâm, cứ ăn. Thì khi mà cơ thể mình nó đã phục hồi lại, tức là cái thận mình khi mà kinh nguyệt nó bị rối loạn á, là do cái thận mình nó yếu. Cái thận nó chủ về cái phần kinh nguyệt, mà thận mình yếu cho nên nó mới xảy ra trường hợp đó. Thì khi mà cái thận mình nó đã phục hồi rồi thì cái kinh nguyệt nó sẽ điều hòa trở lại, không vấn đề gì hết. Thì đến tháng thứ 8 thì em có kinh lại bình thường, và sau đó thì mỗi tháng bình thường rất là đều, không có còn rối loạn như ngày xưa nữa. Đó thì ráng cố gắng, nếu mà cái cô đó có cơ hội đó, cô ráng cố gắng ăn thêm thực dưỡng, ăn nghiêm túc là nó hết chứ không có gì hết. Cô Diệu Thích hình như là không còn chứng dụng hay sao, vì con mở lên rồi nhưng mà không phải cái tên Diệu Thích này. Như vậy là có, con tiện xin có thấy. Em Trang ơi, có đó, nhưng mà người thương bị mệt là nằm hình như không có dậy được hay sao, có vẻ là đang dạ. comment là đang nằm nhọc quá nè. Là biết mình ra ăn sai á, thì chắc là kính mời bác Mít đây ạ. Có chia sẻ thêm. Dạ rồi, con mời bác Mít ạ. Vâng.
Như vậy cái trường hợp của chị là cái tầm tuổi 40 rồi đúng không? Tuổi 40 thì cũng có một số trường hợp gọi là tắc kinh sớm nhưng mà ít, thường phải tầm 45 trở ra. Đấy. Và ngay cả cái chuyện mình vào thực dưỡng ấy, nó có cái thay đổi về sinh lý, thay đổi vấn đề nội tiết, rồi vấn đề thải độc thì nó sẽ có cái chuyển đổi dần. Nên đừng có lo lắng gì cả. Cho nên cứ chỉ có điều là ăn phải ăn đúng, đừng ăn vội vàng, bữa cơm ăn độ 15 phút thì chẳng bao giờ khỏi bệnh. Phải nhai kỹ là cái yếu tố tiên quyết. Nhai kỹ. Mà nhớ là ăn chay thực dưỡng, đừng có quay lại ăn thịt, ăn cá gì nữa. Kiên trì đi một thời gian rồi là nó sẽ hồi phục lại cái hệ thống nội tiết của mình đi. Còn nếu như mà có điều kiện, nếu mà kinh tế cho phép, còn nếu mà không, kinh tế không cho phép thì thôi, cứ cơm gạo lứt là ok rồi. Còn nếu có điều kiện thì uống thêm enzyme cũng rất là tốt, để nó hỗ trợ thêm các cái chuyển hóa tế bào. Chỉ có điều là mua đúng enzyme, đừng mua cái enzyme giả. Enzyme bây giờ như có nhiều loại đó. Của nội có, của ngoại có, nên hỗ trợ cho cũng rất là tốt. Còn nếu có điều kiện, không có tiền thì thôi, chẳng cần, cứ ăn thực dưỡng bình thường, ăn chay thực dưỡng là ok rồi. Mà nhớ là phải ăn đúng, là nhai cho nó chuẩn, nhai kỹ, càng nhai kỹ bao nhiêu càng tốt. Nhiều trường hợp như vậy, có những anh chị phụ nữ như vậy là dây dính tử cung với ông bác sĩ, các giáo sư viện sản bảo không thể, đừng có đi khám, mất tiền, không thể có con được. Mà rồi cuối cùng người ta quay về vấn đề tu tập và ăn thực dưỡng, chỉ năm cả hai vợ chồng luôn làm những điều thiện nguyện, sau 6-7 tháng bắt đầu quay về kỳ diệu, nó thay đổi một cách không thể tưởng tượng được, không thể nghĩ bàn được. Cho nên đừng có lo lắng, cái tâm lo lắng nó là làm cho toàn loạn động, mà kệ nó, cứ lơ đi, coi như là mình coi là thời kỳ gọi là mãn kinh đi, em biết đâu nó sẽ hồi phục lại. Nếu như mà thậm chí tôi xin nói là thực dưỡng, kể cả những người mãn kinh rồi cuối cùng lại hồi phục lại cái sinh, thế thì diệu kỳ. Thế cứ an nhiên tự tại đi nha. Cảm ơn thầy Mít. Em lành á, em Nguyễn Thị Ngọc Lành đang có ở trên Zoom, em có trải nghiệm rồi thì có thể là em chia sẻ lại cho người thương tham khảo. Kinh nghiệm của mình thì nó trả giá đắt, nhưng mà kinh nghiệm của người khác đã trải qua thì bao giờ cũng giá rẻ. Thì nếu có thể được thì mời em Lành nha, đã chia sẻ cái trải nghiệm của em. Em Lành đang có trên Zoom, không biết là em có nghe được không? Chị Lành ơi. Em Lành có thấy có trên Zoom mà không biết là có nghe không ạ? Tức là hay là đỡ thôi chứ không có ở đây. Rồi thì nếu mà em Lành mà có nghe được thì em giơ tay lên nha. Rồi thôi bây giờ mời người khác đi ạ. Trong lúc chờ đợi chị Ngọc Lâm thì mấy ta sẽ đọc tiếp câu hỏi của các người thương nhé. Một người thương đang nói như thế này ạ, là con nhìn khô 3 ngày. Hôm nay là ngày ăn ra thứ 2. Tim con đập nhanh thở dốc. Nằm nghỉ thì ổn, nhưng cứ đi vài bước thì tim cứ đập loạn xạ. Con lo như vậy là tim sẽ quen nhịp không tốt. Bác cho con lời khuyên ạ. Rồi xin mời bác Mít cho chị lời khuyên ạ. Thì ăn ra ngày thứ 2 đúng không? Nhìn ăn được mấy ngày rồi? Nhìn ăn được 3 ngày bác Mít ạ. Trước khi bác Mít thì chia sẻ thì không biết là nếu mà có người thương tương tác rất là tốt. Thì nếu mà có người thương mà xem thử, hỏi người thương thử có được tương tác trực tiếp luôn. Tại cái việc mà tim đập nhanh thì bác Mít sẽ chia sẻ thêm. Nhưng mà con thấy theo kinh nghiệm nhiều người thương báo lại, chỉ cần mà mình ra mình uống nước nhanh mà mình nhai không kỹ thì cũng là làm tim đập nhanh này. Thưa ý, bác Mít là có rất là nhiều người ra mà uống nước vội thì cũng bị này. Rồi nó có rất là nhiều nguyên nhân lo lắng cũng bị nè, rồi nó thải độc tố mạnh cũng bị nè. Cho nên là nó tùy theo từng người, từng thể trạng, từng cái vấn đề là mình bị sai chỗ nào, hoặc là mình đã thực hiện đúng rồi thì nó vẫn như vậy. Thì mình cứ thư giãn thả lỏng, mình nằm ở chỗ một cái nơi khô ráo, mình cứ buông thư thực hành cái liệu pháp mà thứ bảy của rừng gọi đó. Thì người thương có mặt ở trên Zoom thì vui lòng giơ tay để tương tác trực tiếp ạ. Rồi xin kính mời bác Mít. An Phạm đó rồi ạ, người thương An Phạm, cá sấu An Phạm ạ. Mấy Trang đang mở mất cho chị đấy. Hay là người thương ấy. Em mở mất đấy, chị mở đi ạ.
Dạ, em yêu trong khi chờ đợi thì trong khi chờ đợi cứ mời bác Mít chia sẻ đã, chia sẻ cái tổng quan trước rồi nếu mà có thì mình chia sẻ tương tác chi tiết ạ. Còn lại thời gian cho người khác. Vâng, xin trường hợp của chị là sau những ăn mấy ngày bắt đầu bước vào gọi là ăn da thì là có cái hiện tượng đó, nó cũng là chuyện bình thường thôi. Đó là những cái phản ứng sinh lý trong quá trình tập, kể cả nhịn ăn hoặc là ăn bài số 7, sau một cái thời gian đâu đó nó có những cái phản ứng là thậm chí có người sốt đùng đùng lên 40 độ, 39, 40 độ chứ. Thế rồi là tim đập nhanh hoặc là trạng thái mất thăng bằng hoặc những các cái rối loạn như vậy là nóng sốt hay là những các cái nhiệt hoặc là khó chịu chẳng hạn, thì đấy chính là cái phản ứng thải độc. Cứ bình tĩnh, không có lo lắng gì cả. Mà còn nếu như mà chẳng hạn như vậy, nếu có điều kiện nhá, mà chị có thể như vậy là đắp dầu mè vào cái vùng tim này này. Thấy chưa? Đắp dầu mè vào cái vùng tim mà trong quyển sách cái phần các bệnh tim mạch chúng tôi có hướng dẫn đấy. Như vậy là mỗi ngày như vậy dùng khoảng độ 6-70 ml dầu mè hoặc dầu dừa tinh khiết để nó ở nhiệt độ khoảng ấm ấm khoảng 40 độ. Xong đổ vào một cái vùng tim này nó có 4 lớp, cái lớp vải xô đấy. 4 cái lớp vải xô hoặc là miếng băng gạc được đổ vào đây nhưng phải để trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, ngày nào cũng là hơn 2 tiếng đồng hồ. Thì tất cả các bệnh lý về tim mạch, kể cả hở hẹp van tim, rồi là kể cả nhịp tim rối loạn, rồi đặc biệt là các cái bệnh về xơ vữa mạch vành thì là rất là ok. Rối loạn nhịp tim nói chung, block nhĩ thất hoặc là ngoại tâm thu thất hoặc là ngoại tâm nhĩ vân vân chẳng hạn, thì cứ đáp liên tục như vậy khoảng vài tuần nó sẽ ok, không có vấn đề gì cả. Kết hợp với vấn đề hàng ngày là mình cứ ăn đúng theo phương pháp, nhớ là mình quan trọng nhất là trong thực dưỡng là phải nhai kỹ, ăn cháo cũng phải nhai kỹ, đừng nói là ăn cơm, rồi nó sẽ qua đi, không có lo gì, lo lắng gì, đừng có phiền não, đừng có nghĩ đến bệnh, cái tâm bây giờ đừng có nghĩ đến bệnh thì mới được nha, không có vấn đề gì đâu. Dạ, rồi. Không. À, chị Ánh Phàm đâu rồi? À, chị Ánh Phàm em mới nghe tiếng của chị đúng không ạ? À? Dạ. Rồi em chị... là em cảm ơn chị, em cảm ơn bác. Vâng. À, rất là rồi rất là chúc mừng người thứ mình được nghe bạn chia sẻ nhé. Mình cũng xin góp thêm một ý là cái cơ thể mình nó rất là hay, bởi vì là cô đó chắc là lần đầu tiên nhịn ăn á, trên cơ thể mình nó hay cái là khi mà mình nhịn ăn là năng lượng nó không có, thì cơ thể nó bắt mình là ở một chỗ không có được đi, mà cổ đi là nó sẽ mệt. Đó là cái cơ thể mình nó vi diệu chỗ đó, tức là nó nói là mình phải tiết kiệm năng lượng tối đa. À, thì nói cổ cũng không nên lo lắng, cho nên khi mà cô cử động là nó sẽ nó làm cho cơ thể mình nó mệt. À, xin hết. Dạ, tôi cảm ơn bậc viện chia sẻ cho chị Ánh Phàm ạ. Chị Ánh Phàm, mấy trang cũng là vừa thanh lọc vừa rồi đó. Hai ngày đầu tiên tiếp tục đánh nhắn quả trời luôn, làm mấy trang cũng quở. Nhưng mà sau đó mấy trang ngay hướng dẫn là từ những vai cây nó ổn hả? Nên cũng rất là yên tâm. Vâng, cho nên là cái chia sẻ của thầy Viễn cũng như thầy Mít á, thì đó con cũng một lần nhắc lại với người thương cái gốc của vấn đề là mình thư giãn thả lỏng đó, cái nhịn ăn là để cho mình nghỉ ngơi chứ không phải là để cho mình làm việc. Cho nên con phát hiện ra là rất là nhiều người bị sai cái vấn đề là mình nhịn ăn nhưng mà bây giờ mình chưa có phải là chuyên nghiệp, mình chưa có phải là chuyên gia nhịn ăn, nhưng mà mình làm giống như mình chuyên gia nhịn ăn như vậy. Rất là nhiều người báo cáo lại rằng là con nhịn ăn nhưng mà con vẫn đi làm, rồi con vẫn là như thế này thế kia, trong khi là mình chưa phải là chuyên gia, mình chưa có kinh nghiệm thật sự và mình chưa có biết cách lấy ra qua những cái cổng năng lượng khác như thế nào. Mà như vậy thì chắc chắn là mình bị mệt rồi, thậm chí có nhiều người bị ngất xỉu trên đường đi. Thì cái đó là cái mà người thương phải hết sức cẩn trọng. Dạ rồi ạ, con rất là cảm ơn những cái chia sẻ tiếp theo của Tây Thuật đã hỗ trợ như thế này. Rất là cảm ơn anh Phạm đã đặt câu hỏi. Và Mai Trang cũng xin đọc tiếp một số câu hỏi của người thương nữa. Thời gian thì cũng gần 10 giờ nhưng mà cũng còn rất là nhiều câu hỏi ạ. Thầy Viễn và bác Mít xin vui lòng để hỗ trợ tiếp cho người thương ạ. Dạ. Ở đây là có người thương Kiều Diệm ạ. Xin hỏi là nếu áp dụng hoàn toàn thực dưỡng số 7 thì có cần phải bổ sung thêm rau xanh hay trái cây không ạ? Câu này Mai Trang cũng đã từng học ở Tây Diệm nhưng mà Mai Trang xin mời thầy Viễn trả lời cho chị ạ. Dạ, xin mời thầy ạ. Đã ăn số 7 rồi á thì không không thêm bất kỳ thứ gì khác. Vì tiên sinh Osawa là có 7 số, thì số 7 là 100% cái ngũ cốc, tức là không thêm cái gì khác. Mà thêm cái gì khác là nó không phải số 7 nữa. Chúng ta ăn không thêm rau củ vô thì nó là vô là thấp nhất là số 3.
À, cho nên là anh số 7 là tuyệt đối không thêm cái gì khác. À, cái công thức nó là vậy. Thì tùy theo cái khả năng của mình có thể ăn số 7 được thì nên ăn số 7, đó là cách tốt nhất. Còn không thì chúng ta có thể ăn là số 3 cũng được hoặc là số 4 cũng được. Đó tùy theo cái tâm ý của mình. Rồi xin hết ạ. Dạ rồi ạ. Xin cảm ơn bà Viện. Và có một câu hỏi nữa thì mấy Trang nghĩ người thương này cũng về cân sáu ăn ra sẽ gặp bà Viện chắc chắn thôi. Đó là xin bác cho biết làm sao để biết là việc phối hợp đúng âm dương trong thực dược. Vì cháu rất thích ăn thực dược nhưng chưa biết cách để phối hợp âm dương. Thì đây là một cái câu mà mấy Trang nghĩ là mấy Trang cũng khuyên là người thương sau khi ăn ra sẽ tiếp tục cái chương trình thực dược của thầy Viện sẽ rất là hay và làm rõ cho cái vấn đề này nhé. Và còn thêm một câu nữa là bác ơi, sau ăn ra 3 ngày thì có thể uống nước, uống chút nước cam ấm với gừng được không ạ? À? Rất là thèm nước đó bác. Dạ, xin mời bác Viện để tiếp tục câu này luôn ạ. Thực ra thì đối với mình á, là khi mà ăn ra thì trong thời gian ăn nghiêm ngặt, ăn ra, ăn lại á, thì tuyệt đối không được uống nước cam. Tuyệt đối không được uống nước cam mà chúng ta gì? À, nên cái tốt nhất cho mình là ăn những cái uống nước là uống nước trà gạo lứt hoặc là nước cháo loãng hoặc là cháo, chứ chúng ta tuyệt đối không được ăn cái nước cam như vậy. Như vậy là nó không tốt. Dạ rồi ạ. Xin cảm ơn bậc Viện ạ. Và tiếp theo một câu hỏi là dành cho bậc Mít ạ. À, bậc Mít ơi, bậc Mít giúp con chữa chấp mắt à. Con mai mới bắt đầu ăn ra nhưng trên mi mắt bị chấp vẫn chưa teo. Dạ, con xin mời bác Mít trả lời cho người thương ạ. Bạn ăn được bao lâu rồi? Dạ, tức là chỉ là ngày mai là chuẩn bị ăn ra đó bác Mít. Tức chắc là đang thanh lọc rừng gọi trong đợt này và chắc là ngày mai sẽ ăn ra. Dạ. À, em thương ơi, có thể là mời người thương trực tiếp đi ạ, để cho nó rõ hơn. Dạ rồi. À, chị Diều Hoa ạ. Mình em xin mời chị Diều Hoa, người thương Diều Hoa. Mình ưu tiên cho những người mà có thực hành nè, có những cơ hội thiết thực như vậy và mình tương tác đi ạ. À, chị Diều Hoa ơi, chị Diều Hoa nghe Mai Trang nói không? Chị Diều Hoa có thể là đưa tay lên để Mai Trang tìm chị nhắn nhất và Mai Trang mời cho chị nhé. Dạ. Có rồi đó. Rồi. Dạ rồi. Để Mai Trang một xíu nhé. Rồi đây. Diều Hoa này. Diều Hoa đợi Mai Trang một chút nha. Rồi. Rồi, ngày thứ bậc. Bật tiếng đi ạ. Rồi, chị Diều Hoa bật lên đi ạ. Dạ được rồi đó chị Diều Hoa. Chị Diều Hoa đừng tắt lại nhé. Em mở lại này, em mở lại này. Để em một xíu. Rồi, chị bật đi. Chị đồng ý đi. Chị Diều Hoa đồng ý đi ạ. Đồng ý với chỗ bật tiếng, bỏ tắt tiếng đi ạ. Rồi, chị Diều Hoa nói. Chị Diều Hoa nói chị Khoan không có đánh vô nhắc cho em bờ này. Và mình bỏ vô chỗ bỏ tắt tiếng nha. Rồi. Rồi chứ mình bỏ chọn vô bỏ tắt tiếng là được này. Tiếng là được ạ. Vâng. Rồi được rồi đó chị Diều Hoa. Dạ. Rồi em mời chị tướng tạo. Dạ, con chào cả gia đình ạ. Tại vì con nhịn ăn hôm nay là ngày thứ 5 ạ. Đáng ra là thầy theo khóa của thầy thì thuật là ăn nhịn 3 ngày. Nhưng mà con ăn ngày thứ 4 ấy. Thì con cảm thấy bụng con vẫn không đói, cơ thể thì rất là khỏe mạnh. Chỉ có hơi khát thì con chỉ nhấp chất chút nước thôi. Hôm nay là ngày thứ 5 cũng như vậy, cơ thể cũng không có đói gì hết. Mà dậy từ lúc tầm hơn 3 giờ sáng. Đáng ra là mọi lần là cứ dậy, cứ phải hẹn giờ ấy, thì mới dậy được sớm. Thì hôm nay tự nhiên dậy 3 giờ hơn đã tỉnh giấc rồi mà cơ thể rất là khỏe mạnh. Nhưng mà hơi khát nước thôi. Thì con cũng chỉ có nhấp nước, nhưng mà con có muốn hỏi là cái nốt ở trên mắt của con này trước khi thanh lọc ấy thì con đã có rồi, thì sau khi nghĩa là ngày mai con muốn ăn ra thì hôm nay nó vẫn còn ấy, thì nhưng mà mai con cũng quyết tâm ăn ra mà, thì con không biết nên dùng trợ phương nào nữa. Còn cái răng của con thì lợi thì nó đã thu vào và không còn chảy máu chân răng nữa. Nhưng mà lưỡi của con vẫn còn có cái trắng ấy ạ. Rồi. Về răng lợi thì bạn cứ nhai dầu mè hoặc dầu dừa tinh khiết nhé. Vâng. Dầu dừa ép lạnh. Mà có lẽ dầu dừa tinh khiết là tốt hơn cả.
nhai nhiều thì tất cả vẫn các bệnh về răng, kể cả nấm candida lưỡi là cũng ok luôn nha. Thế còn cái mắt của bạn thì bạn cứ nhỏ cái nhỏ hoặc là bôi cái dầu dừa ấy, hoặc dầu mè Nhật nhé, phải dầu mè Nhật, dầu mè Việt Nam là sót chịu được. Một là tốt nhất là dầu dừa tinh khiết, dầu dừa ép lạnh. Và nếu không có dầu ép lạnh thì dầu mè Nhật, bởi cái công nghệ lọc của dầu mè Nhật nó rất là sạch, rất là tốt, nó không bị sót, mà được cái dầu dừa tinh khiết là ok nhất. Bạn cứ bôi nhiều lần, ngày nhiều lần và nó sẽ dần dần nó sẽ ra teo đi được nha. Kể cả các bệnh về viêm mắt, các bệnh về mắt cứ nhịn ăn thêm mấy ngày nữa càng tốt. Tại vì con khát quá, con cũng muốn nhịn thêm đấy, nhưng mà có họng khát lắm, không có nước thì bây giờ luôn mình nhấp khoảng độ một thìa cà phê nước xong cứ nhai nhiều và mãi thì nó hết khát, thì lúc nãy tôi đã nói bây giờ rất thèm nước và thèm trái cây. Ở đấy lại nghĩ trái cây rồi, bỏ ngay trái cây ra khỏi đầu. Dạ vâng. Đừng có bao giờ nghĩ trái cây nha. Không nên, đấy chính lâu nay mình cứ hay uống trái cây, nên nhất là sau khi mình ăn là cái sở thích đó nó quay lại kinh khủng, nên mình phải vượt qua được chính mình. Là ok thôi, không có gì mà lo lắng. Các bệnh nói chung, đặc biệt các bệnh về mắt, kể cả viêm hoàng điểm, viêm kết mạc, viêm giác, cứ nhịn ăn vài ngày là hết bay luôn. Cho con hỏi là theo bên thầy thuật thì nói là nhịn khô ấy thì nên ăn ra là gấp đôi lần, nghĩa là con nhịn ăn là 5 ngày thì con ăn ra là 10 ngày thì kiêm, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Thế thì học là phải thì mấy ngày đầu thì con uống gạo nước gạo nước rang thôi ạ, là trong vòng mấy ngày ạ bác? Đúng rồi, cứ từ chế độ lỏng nhiều cho đến đặc, đầu tiên là như em bé vài ngày, rồi đến nước cháo loãng vài ngày, rồi đến cháo đặc dần đã như thế, rồi nó chuyển em... dần. Còn tắm rửa thì chỉ lau người thôi bác ạ. Thì mấy ngày đầu thì mình tắm rửa lau người, xong sau đó mà nếu mà thấy nước nó ok rồi thì mình tắm rửa như bình thường. Dạ. Dạ rồi ạ. Rồi con cảm ơn các bác ạ. Vâng. Rồi rất là tuyệt vời. Dạ rồi, em xin rất là hoan nghênh tinh thần của chị và cũng những câu trả lời rất là hay của bác Mít và bác Viện ạ. Bác Mít ơi, bác Mít cho địa chỉ cho người thương ở Hà Nội và Quảng Ninh để được mua sách của bác Mít đấy. Dạ, bác Mít có thể chia sẻ về địa chỉ ạ. Dạ, Hà Nội và Quảng Ninh. Hà Nội có 7 điểm như vậy là nhá. Nhà bác Mít là một này. Nhà bác Hy nhá, ở số 8 ngõ 23B Lý Nam Đế này. Nhà bác Mít nhà C14 TT6 Đô Thị Văn Quán Hà Đông này. Nhà chị Nhung ở phòng khám Trí Đức ở thị trấn Quốc Oai này. Cửa hàng thực dưỡng Khai Tâm ở Chùa Ngòi này. Chị Hương 154 Trần Vĩ quận Cầu Giấy này. Nhà hàng Tâm Ân Lạc 70 Lý Thường Kiệt này. Chị Khánh Linh thực phẩm chay Khỉ Vàng này. Chị Xuân này thực dưỡng Như Ngọc này. Đầy đủ hết. Còn ở Quảng Ninh à? Hay ở đâu? Dạ ở Quảng Ninh đấy bác. Dạ. Vâng. Ở Quảng Ninh thì có chị Thủy này, thành phố Cẩm Phả này, chị Hoa ở thành phố Móng Cái này, kể cả chùa Ba Vàng cũng có đấy, mấy cái địa chỉ đó. Dạ. Rồi con rất là cảm ơn bác Mít của Mai Trang sẽ thông báo. Dạ. Con cũng được biết là bác Mít chia sẻ ngay từ đầu giờ, nếu như có mua được một chút nguyên vọng là bác Mít sẽ hát tặng một bài. Thực sự là có hỏi rất nhiều, nhưng mà Mai Trang cũng nghĩ là ai cũng rất là mong muốn cái điều này là hoan nghênh trước tiên, đúng không ạ? Và có trước khi mà bác Mít hát á, thì mặc dù là 22 giờ nhưng mà tất cả người thương đều đón chờ dòng của bác Mít. Và trước khi bác Mít hát thì cho Mai Trang nói một điều nữa thôi, là Mai Trang tri ân rừng gọi rất nhiều và tri ân thầy Viện cũng rất nhiều. Mai Trang đã cố gắng sắp xếp để làm sao để gặp được thầy Viện trong chương trình thực dưỡng về đáy lại, nhưng mà Mai Trang chưa xếp được việc á, nhưng mà hôm nay là có thầy Viện Mai Trang tri ân. Và đây cũng là một thông điệp mà Mai Trang muốn chuyển người thương, là khi Mai Trang thanh lọc rừng gọi sống á, Mai Trang cũng rất là miên mực theo cả cái khóa thực dưỡng của thầy Viện luôn. Mai Trang thực hiện thiên số 7 này, học khóa sức khỏe vàng này, và không biết người thương như thế nào, chứ khi mà Mai Trang học luôn cả cái khóa của thầy Viện xong, Mai Trang cảm thấy là cái chế độ thực dưỡng của mình xong nó hỗ trợ cho sức khỏe rất tốt sau cái lúc mà mình thanh lọc á, và mình cảm thấy rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng. Và đặc biệt nữa là Mai Trang thông báo với thầy Viện rất là vui, là Mai Trang đầu tư nội áp suất
mới đang đầu tư góc bếp rất là đúng như thầy hướng dẫn, và con tìm đúng luôn, con làm luôn. Dạ, và con mong muốn là cái hiệu quả của việc thanh lọc và cái việc thực hiện sẽ được lan tỏa nhiều hơn. Dạ, và tiếp theo là bà thầy Thuật ơi, bác mình con nghĩ là ngay từ đầu giờ bác muốn hát tặng một bài cho cả Dũng á, thì có cái mời bác ấy. Dạ. Trước khi bác Mít hát tặng một bài thì con thấy là hôm nay trong trường gọi của mình có rất là nhiều nhà người thương VIP và có thể là hiến tặng một đôi lời với bài hát, thì bây giờ bác Mít xong rồi tới cô Mỹ ạ. Nếu mà được thì kính mời cô Mỹ và cho một bài hát rồi có một lời mời đến trường gọi rồi. Nhưng mà hôm tối nay rất là nhiều người thương có mặt thì cô có thể là cho một lời mời lại đến với chúng con vào tối mai chương trình của cô đó. Và trước khi mà kính mời bác Mít thì con thông báo cho tin vui, một cái tin vui lớn cho gia đình rừng gọi của chúng ta, cũng như là sáng nay bác Mít có thông báo á, người thương của chúng ta mà đã thực hành nhịn ăn với thực dưỡng thì không còn phải chích vaccine đâu. Cái chính cái vaccine mình tạo ra, cái kháng thể mà mình tạo ra do mà mình nhịn ăn với thực dưỡng thì nó gấp rất là nhiều lần so với cái mà chúng ta chích vaccine. Thì hôm nay người thương cũng đã đi bệnh viện quốc tế Colombia đã khám nghiệm á, thì cái vaccine mà chúng ta chích thì nó không có bằng cái vaccine mà tự thân. Thì đây là có cái kết quả mà rất là cụ thể mà con đã đăng lên trên trang mà fanpage thanh lọc rừng gọi rồi đó, thì là nó gấp 1.000 lần. Có nghĩa là khi mà chúng ta thực hành cái phương pháp mà nhịn ăn thực dưỡng với bảy tơ này thì cái kháng thể của chúng ta nó mạnh gấp 1.000 lần so với chúng ta chích vaccine, thì cái đó là một cái rất là tuyệt vời. Cái thứ hai nữa là chúng ta, đây là một cái tin chính thống của nhà nước mà con chiếu lên cho người thương chúng ta xem, thì là đỡ biết rằng là cái ngoại trưởng mà của Mỹ là mới mất là đã chích 2 mũi vaccine rồi. Thì đó là chứng tỏ rằng là chúng ta ở đây là chúng ta cần phải hiểu rằng là mặc dù đã chích vaccine đầy đủ nhưng mà vẫn ra đi, thì nó có những cái vấn đề của đó, chứ không phải là chúng ta chích vaccine là an toàn. Cho nên cái mà muốn an toàn là cái tốt nhất là chúng ta phải tự tạo vaccine nội sinh cho chúng ta. Đây, cái chúng ta có nhìn thấy màn hình không ạ? Dạ có nó đây. Dạ đây. Ngoại trưởng của Mỹ nè, Ngoại trưởng của Mỹ Colin Powell đã qua đời do biến chứng COVID nè. Thì đây là báo Dân trí Việt Nam, là báo chính thức đó. Thì là gia đình cho biết là ông Powell đã được tiêm liều vaccine 19 đầy đủ nè. Là ông đã tiêm được 2 liều đầy đủ rồi nhưng mà ông vẫn ra đi. Như vậy thì chứng tỏ là chúng ta ra đi là nó có những cái yếu tố về vaccine, yếu tố về tinh thần, yếu tố về vấn đề là cơ thể của chúng ta nó có cái vấn đề là hệ miễn dịch nó suy yếu. Thì là cái đó là cái mà chúng ta cần phải tìm hiểu nha. Còn lại thì đó là lý do tại sao mà con với gia đình rừng gọi là miễn trừ, không có chích vaccine nào vậy. Những cái người mà trong gia đình rừng gọi chúng con là miễn trừ. Và chúng con thông báo với chính quyền là chúng con có thể tự tạo vaccine của chúng con nó còn tốt hơn cái vaccine mà nhân tạo. Thì chúng con đã trở lại chính thức như vậy. Xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Và một cái minh chứng rất là cụ thể là cái là đi khám nghiệm là cái vaccine của tụi con, những người mà đã trải nghiệm qua rừng gọi thanh lọc, thì nó kháng thở nó mạnh rất là nhiều lần so với kháng thở của vaccine. Đó là vấn đề là không vui. Chích là người ta không cho đi lại hay sao? Dạ như vậy thì chắc thưa với thầy Viễn là con nhìn thấy rõ cái này, là người thương cứ ghi nhận đi. Chắc chắn cái việc mà người ta không cho đi lại nó chỉ ở một cái thời gian tạm thời thôi, chứ nó không phải lâu dài thầy Viễn ạ. Và các cái nước châu Âu là đã bỏ cái việc mà hộ chiếu rồi ạ. Một số nước châu Âu như là nước Anh đó là đã bỏ cái việc này rồi. Rồi đó là tin mừng. Dạ vâng ạ. Nhưng mà con thấy rất là rõ là cái việc này nó không thể kéo dài lâu dài được, chắc chắn là sẽ bỏ sớm thôi ạ. Tại vì cái gì mà nó đúng quy luật tự nhiên thì nó mới tồn tại lâu dài, còn cái gì mà nó không đúng quy luật tự nhiên thì con người chúng ta không thể mà kiểm soát được tự nhiên. Con cảm ơn cả nhà. Rất là cảm ơn thầy Thuật chia sẻ những cái thông tin rất là quý giá đến tất cả người thương ạ. Và tiếp theo là tất cả người thương hãy đón chào một dòng ca rất là ấm áp, rất là tình thương mến thương của bác Mít ạ. Dạ con xin mời bác ạ. Mặc dù 10 giờ rồi giờ nhưng mà bác mình cứ nghĩ là đáng con 8 giờ cho con. Thế là bác cứ hát tự nhiên thôi ạ. Dạ con xin mời bác. Giờ muộn rồi, hết giờ rồi còn gì nữa. Không vẫn còn. Bây giờ hát thì đánh thức cả hàng xóm người ta dạy ạ. Dạ không sao. Xin thưa quý vị là vaccine ý. Ngay tôi đây chúng tôi hai ông bà già ở nhà không tiêm đâu. Phường xã thì họ cũng mời và ưu tiên ông bà đến tiêm ngay từ lâu rồi đấy, tháng trước, mấy tháng trước. Mà chúng tôi lâu nay, nhiều năm nay có dùng viên thuốc hoặc là tiêm bóng nào đó, bây giờ chúng tôi dùng lập tức bị sốc phản vệ ngay lập tức. Đấy, thông cảm cho chúng tôi đi. Không sao đâu, chúng tôi sức khỏe là vô địch, vô biên rồi. Thôi để nhường cho các gia đình khác. Thế là ông tổ trưởng bảo, nhưng mà nhà bác có đóng góp nhiều cho quỹ mà,
thì ưu tiên mà thôi, như mọi khác, mọi người khác. Nhiều người già rất là thương, người ta không hiểu, người ta cứ cố gắng làm sao để tiêm được vaccine. Còn lại cũng có người ta hiểu được, người ta không muốn tiêm thì con cái cứ tìm mọi cách ép bằng được bố mẹ đi tiêm. Một cái rất là đáng buồn cho, mà những người đó người ta ăn thực dưỡng, mà con cái thì ăn thịt, cứ ép bố mẹ đi tiêm, chẳng hiểu cái gì cả. Tôi xin nói gì vậy, là vaccine nói chung là đều như vậy, là có cái kim loại nặng, đặc biệt là thủy ngân, rồi là nhôm. Mà cái mà tác dụng trước mắt của vaccine ấy là gì? Nhiều các loại vaccine nó gây hiện tượng gọi là huyết khối, tắc mạch. Mà chính cái tác dụng phụ này là rất dễ gây đến những cái tai biến, tử vong sau tiêm vaccine, mà nhiều khi là mình không lường được. Rồi là cái tác dụng về lâu dài, ảnh hưởng đến vấn đề liên quan đến các cái bệnh tự miễn, các bệnh tự kỷ. Chuyên đến vaccine này cũng là thuốc, mà thuốc là chất độc, chúng ta phải nhớ là như vậy. Nhưng mà khổ cái nỗi như vậy, từ tổ chức y tế đến FDA, CDC, tất cả đều bị chi phối bởi các cái tổ chức, tập đoàn thuốc và sản xuất vaccine. Nên nhớ một điều như vậy. Cho nên người ta đã đưa vào thành những quy chế, quy trình bắt buộc. Bây giờ đang xảy ra ở trên nhiều nước, và nhiều nước đang có một số nước là thấy rằng như vậy. Thực tế có những nước vậy, tiêm vaccine là xem như là như vậy là trên dưới 80%. Tỷ lệ bùng phát vẫn rất là mạnh. Đây là cái rất là chắc chở. Rồi là trước đây thì có sữa học đường, thì bây giờ đến vaccine học đường, rất khổ các cháu, không biết làm thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rồi một thời gian người sẽ thấy được những cái hiện tượng, mà những cái tai biến, những cái xảy ra, những cái không ổn trong vấn đề mà phổ cập cái vaccine lớn quá như vậy. Rồi sẽ có những thay đổi, cũng như trước kia giãn cách, vùng đỏ, vùng xanh đủ thế, chứ bây giờ bắt đầu thông thoáng đỡ bao nhiêu rồi, chứ còn dân chết đói. Tôi tin rằng là nhà nước sẽ có cái nhìn nhận và cái tiếp thu một cách đúng mức để thay đổi cái chiến lược của mình cho sức khỏe cộng đồng. Nên chúng ta tin là như vậy. Con xin bây giờ là ở đây thì bác Bích là có tiếng nói là cái trọng lượng á, thì bác Bích làm sao tác động và đừng để cho cái thứ nhất là cái vaccine học đường rất là tội nghiệp cho các cái em học sinh. Lúc gì bây giờ tôi quay lại làm bộ trưởng thì tôi sẽ điều khiển được. Nhưng mà khó lắm. Đấy là vấn đề. Bật mít và bật diện nếu như được, có nghĩa là có 7 liều vaccine mà mình nên tiêm, đó là bài tế của rừng rồi, đúng không ạ? Là chẳng có cái vaccine nào cần bằng. Chắc như vậy là bật mít đang dương lại lời bài hát cho lần sau chia sẻ, đúng không bật mít? Nếu như bây giờ bạc mít không chia hạt được, là con sẽ ghi sổ lại là bạc mít nờ một bài hạt để chương trình lần sau nhé. Dạ rồi ạ. Thầy Thuật ơi, giờ chứ là mình kết thúc chưa hay là mình còn cái gì nữa? Anh Thầy Thuật có thể chia sẻ không ạ? Dạ. Em Thương ơi, hình như cô Mỹ con á. Cô Mỹ ơi, Dạ rồi, Mai Trang sorry cô Mỹ nhé. Cô Mỹ ơi, có thể giống tay Mai Trang tìm cô nhanh nhất nhé. Cô Mỹ có đôi lời là ngày mai là có buổi chia sẻ của bên cô Mỹ à. Thì rất là hoan hỷ là hồi tối hôm qua là người thương chúng ta giao lưu bên thầy Viễn, tối nay là rừng gọi, tối mai là bên cô Mỹ à. Cô Ngọc Mỹ Tra Đào ạ. Dạ rồi, dạ, con chào cô rồi ạ. Một người người mẹ tuyệt vời mà đáng là thần tượng của Mai Trang đấy. Con xin mời cô ạ. Vui lòng mở mic cho cô ạ. Dạ rồi, con mở mic rồi cô Mỹ ơi, cô Mỹ có thể lên tiếng ạ. Cô Mỹ ơi. Dạ, xin chào. Dạ rồi, con chào cô Mỹ ạ. Dạ, con xin mời cô ạ. Dạ, kính chào cô. Chào bác sĩ. Rất là ấn tượng về những cái chia sẻ của anh. Rất là trí tuệ. Đúng là tôi cũng có cái duyên hôm nay được gặp anh. Chia sẻ rất là tuyệt vời. Và cũng cảm ơn các bạn đã có cái nhịn ăn và chia sẻ những cái trải nghiệm nhịn ăn của mình đấy. Và vượt qua những cái thử thách của gia đình để cho giữ một cái kỷ luật khi mà mình nhịn ăn. Thì tôi thấy các bạn khi mà mình làm bất cứ cái gì cũng vậy, nó trái thiên nhiên, tự nhiên thì bị những cái thử thách, đặc biệt là của người thân ở trong gia đình của mình. Thành thử ra đúng là những cái bạn nào mà có phước lắm đó,
rải bác sĩ nói chuyện rất là có duyên. Bác sĩ nói hệ ai mà có phước lắm mới được thuận duyên, gia đình đồng ý cho mình, tạo duyên cho mình để mình thanh lọc. Đúng là như vậy. Bực, nếu mà các bạn mà cứ sống mà thuận theo tự nhiên như là rừng gọi đã từng làm đó, rồi có được một cái rất là quý nữa là trong cái rừng gọi kết được nhiều cái thiện trí thức, kết được thầy Viễn, kết được nhiều cái chuyên gia lắm để hỗ trợ cho cái rừng gọi đây một cái sứ mạng chúng ta phải phục vụ. Tôi cảm thấy tôi rất là vui khi mà mỗi một lần tôi dự là tôi thấy có nhiều người kết quả tốt về sức khỏe. Cái điều này là cái sứ mạng ở trên giao cho chúng ta phải trợ duyên. Thì tôi cũng có cái duyên và tôi được bệnh, cho nên giờ cái thanh lọc mà tôi được chữa lành. Tôi bị ung thư trên 40 năm. Và sau đó thì mười mấy năm sau tôi sanh được ba đứa con. Thì tôi thấy cái phương pháp thanh lọc rất là tuyệt vời. Có ai có trải nghiệm rồi thì mình mới cảm nhận được cái sự tuyệt vời của khi mình thanh lọc. Còn nếu mà chưa thì đã còn nghi ngờ, đó là đương nhiên. Và gia đình thử thách làm cho mình phải chướng ngại đủ chuyện đó, mà mình vẫn giữ được một cái kỷ luật để mình nhịn ăn thì rất là tốt, rất tốt luôn. Cho nên rất là vui hôm nay gặp được bác sĩ, thấy các bạn chia sẻ. Thì tôi rất là vui hôm nay để ý là chị Tiên ở bên Canada nói chuyện, cái giọng nói chị rất là khá hơn ngày hôm qua rất là nhiều. Hôm kia chứ tôi cứ giữ cái buổi nói chuyện chị với nó không có ra hơi, mà do cái tình yêu thương cả Zoom trên 100 người đồng cầu nguyện cho chị ấy. Và chị đã nhận được cái năng lượng tình yêu thương này. Tại vì cái tình yêu thương là một cái sự màu nhiệm mà không tả được. Hai nữa là chị có cái niềm tin, dù ông chồng là cản trở rất là nhiều, nhưng mà chị biết cái dùng một cái quan trọng của phụ nữ là cái giọng dẻ của chị để chị kể chuyện có duyên quá trời luôn. Mà cái giọng nói của chị rất là khá hơn ngày hôm kia. Không biết thầy Thực có để ý không? Tôi thấy tôi mừng lắm. Tại vì mình chứng kiến nghe chị kể chuyện mà hết hơi rồi, chứ hôm nay chị nói rất là tốt. Thì thấy cái sức khỏe chị có cải thiện. Dạ, và đặc biệt là cái năng lượng của cô. Dạ, và đặc biệt là năng lượng bình an hơn rất là nhiều đó. Cái vấn đề mà được ông chồng mà biết bác sĩ, cho nên khi thấy bác sĩ thì ông chồng có một cái trọng của bác sĩ, cho nên ít có thử thách chị nữa. Thì cái điều này là ông thấy là chị sẽ hết bệnh. Bệnh là cái nghiệp, mà hết hay không cũng do mình một phần nữa. Thành thử ra rất là cảm ơn cái buổi họp mặt hôm nay, dù lố một tiếng đồng hồ trong cái chương trình của thầy, lố một tiếng đồng hồ, nhưng mà thấy những chuyên gia rất là có lòng, rất là có tâm phụng sự ở tới giờ chót để chia sẻ cho tất cả những người thương ở trong rừng gọi. Đây là một cái, đây là cái duyên mà cái phước cho những người đi theo rừng gọi. Gặp những người có lòng phụng sự như vậy không phải dễ có nhiều tiền mua cúng nổi nữa. Cho nên rất là cảm ơn thầy Thực đã tạo duyên cho chúng tôi để gặp nhau rồi cùng nhau phụng sự. Cảm ơn MC Trang duyên dáng giới thiệu và biết cắt những cái người nói chuyện dài, nói chuyện dài rất là có duyên đấy. Cảm ơn bé nhé. Chúc tất cả chúng ta thật là được sức khỏe để cùng nhau phụng sự cho cuộc đời này, để mình tri ân xã hội. Xin cảm ơn. Dạ. Và cô có lời mời rồi có thể là cô mở một lời giúp cho con là ngày mai thì khoảng 7:30 cho tới 9:00 thì bên cái Zoom của Hành Trình Tâm An có tổ chức một buổi Ngày Phụ Nữ Việt Nam,
có anh Trường vô vô ra cười đó, ảnh cùng sinh hoạt với Ngọc Mỹ, thì rất là mong sự có mặt của quý vị ngày mai là một cái chương trình giao lưu văn nghệ và chia sẻ vui của quý ông kể về người phụ nữ tôi yêu. Mong rằng sự có mặt của quý vị đàn ông ở đây ạ. Và phụ nữ ưu tiên rồi nha, phụ nữ thì ưu tiên được chơi. Còn các ông thì ngày mai chịu khó kể chuyện về vợ, về con gái, về mẹ, về người nào mà mình yêu quý. Thậm chí kể có kể chuyện bồ của mình cũng được. Không phải sao. Vâng, cảm ơn, kính cảm ơn cô. Và ban tổ chức rừng gọi sẽ gửi cái thông tin của cái Zoom ngày mai của cô lên trên nhóm Zalo. Còn nếu có thể được thì các bạn tình nguyện viên cũng vui lòng gửi cái thông tin đó cho những người thương nào mà không có ở trong nhóm Zalo cũng biết để tham gia. Rồi rất là biết ơn, kính biết ơn cô cô cũng như là người mẹ tinh thần, cũng như là cũng như là người cô và người mẹ tinh thần để cho con cũng theo noi theo rồi học hỏi cái hạnh mà phụng sự xã hội một cách vô điều kiện và phụng sự mà không thấy mình phụng sự. Rất là tuyệt vời, biết ơn cô. Cảm ơn cả nhà đã có mặt tới giờ chót. Và bây giờ cầu nguyện cái sự bình an đến cho tất cả chúng ta ha. Bây giờ chúng ta trước khi mà chụp một cái tấm ảnh chung để mà chia tay ấy, thì cho con hỏi rằng có người thương nào mà không có phát biểu thì không ăn ngủ được không ạ? Thì vui lòng giơ tay lên, con thấy cũng có rất là nhiều người này, người thương Hải, anh Riu rồi Thúy Hằng bây giờ vẫn còn. Hải, anh Riu đang ở từ nước Anh thì không biết là ưu tiên cho người nước ngoài mà đang có mặt ở trong Zoom bởi vì cái múi giờ ở nước ngoài lệch với múi giờ ở Việt Nam á. Thì không biết là Hải Anh Riu có phát biểu gì không, rồi chú Chính, rồi bác sĩ Hưng, Lương Y Thủy, những người mà đồng hành cùng với trường gọi thì có người thương nào phát biểu mà mỗi người trong vòng 1-2 phút rồi chúng ta chia tay, chụp ảnh chung. Tối nay rất là tuyệt vời. Thì có người thương nào rồi trong khi thời gian còn lại thì người thương vui lòng comment xuống là cái chúng ta học hỏi được gì tối nay, ngắn gọn rồi chúng ta thể hiện cái sự biết ơn đến với thầy Mít. Rất là tuyệt vời, rất là hiếm có. Nói như cô Mỹ đó, là thật sự là cô Mỹ cũng biết đó, một tiếng đồng hồ mà tư vấn như thế này thì ở nước ngoài tiền rất là nhiều, cũng như là con đọc ở trên mạng con thấy là tư vấn về nhìn ăn ở nước ngoài thì có bác sĩ là người ta thu 200 đô trên một tiếng đồng hồ tư vấn như vậy. Mà tối nay là bác Mít là có mặt cho chúng ta là hơn 2 tiếng đồng hồ như vậy. Thì nếu mà tính ra tiền nước ngoài mà với những cái bác sĩ bình thường ở nước ngoài thì chúng ta là rất là nhiều tiền. Cũng như là những cái khóa mà thanh lọc như thế này thì ở nước ngoài họ tính rất là nhiều tiền. 10 người mà đứng ra tổ chức như thế này thì họ thu 500 triệu chứ đâu có ít đâu. Như vậy cho nên là chúng ta rất là phước đức. Tất cả các người thương trong Zoom đừng gọi rất là tri ân những lời vang ngọc của cô Ngọc Mỹ, của tất cả bác Mít, thầy Diện và thầy Thuật. Và chúng ta lại chuẩn bị đón thêm một người nữa rất là đồng hành với rừng gọi, rất là tâm huyết, đó là bác sĩ Võ Xuân Hưng ạ. Bác vừa vô, mấy ta xin mời bác có đôi lời cùng Zoom ạ. Cùng cả nhà. Con kính chào bác Mít. Chào cô Mỹ. Con chào thầy Thuật, chào thầy Viễn và chào tất cả người thương ạ. Thì con cũng xin phép là do con đương chạy xe từ huyện về á, nên là con hay tắt cam. Thì giờ con nghe chia sẻ rất, con rất biết ơn bài giảng và bài chia sẻ của bác Mít đã cho người thương trong đường gọi rất là rõ cái ý nghĩa của việc là tiệc thực và nhị nhăn và ăn thịt dưỡng để trị bệnh những cái bệnh mãn tính. Thì con cũng được học được từ bác Mít rất là nhiều và sẽ là đồng hành cùng với dựa trên cái nền đồng hành với rừng gọi, dựa trên cái nền tảng của bác Mít để mà lan tỏa rộng hơn. Con rất là biết ơn và cũng biết ơn rất là nhiều sự chia sẻ của cái trà đạo của cô Mỹ rất là nhiều. Con cũng theo dõi rất là nhiều lần ở chỗ cô Mỹ rồi. Thì con cũng xin phép là chào cả nhà. Thì bây giờ con cũng đừng lấy xe đi, con chỉ nghe được chứ con không có để ý được. Con rất là biết ơn cả nhà đã lắng tai nghe con ạ. Cả nhà gửi tình thương đến bác sĩ Võ Xuân Hưng và chúc bác sĩ Võ Xuân Hưng luôn bình an nha. Cảm ơn.
thưa với cả nhà đó là bác sĩ Võ Xuân Hương là ở Đắk Lắk và bác sĩ rất là có tâm, có tầm bác sĩ Tây Y, nhưng mà cũng đã chuyển hướng dần sang là hỗ trợ cho người thương và những cái người bệnh đến đó là tư vấn theo cái hướng là về tự nhiên, không có dùng thuốc. Thì rất là hiếm cái bác sĩ mà đó, trong khi là rất là nhiều bác sĩ thì thiên về kinh tế rồi là không có mở lòng. Nhưng mà riêng bác sĩ Hưng thì có cái sự đặc biệt đó, rất là mở lòng, cỡ mà cho đi. Thầy Thuật ơi, mấy Trang thấy có thầy Hữu Thùy nữa. Thầy Hữu Thùy cũng là một người đồng hành rất là sát sao ở rừng gọi để hỗ trợ người thương Thanh Lộc nữa. Thầy Thùy ơi, thầy mấy Trang xin mời thầy nhé, có một đôi lời cùng với... Thầy Thùy có thể giống cái tay lên để mấy Trang chỗ thầy nhắn hơn được không? Dạ rồi ạ. Dạ vâng. Dạ rồi ạ, mấy Trang mời thầy Thùy ạ. Dạ. Em chụp đi. Dạ, con xin kính chào thầy Thuật. Kính chào tất cả các thầy. Dạ. Chuyên gia, rồi các khách mời, rồi các những người thương đã có mặt trong buổi dừng gọi tối ngày hôm nay. Xin tri ân tất cả những người thương. Con xin dùng từ là người thương nói chung. Và con xin biết ơn. Con xin biết ơn tất cả những người thương đã có mặt, đã góp phúc, góp vui, góp những cái tấm lòng thật là cao quý để chia sẻ cho nhau, để nâng đỡ nhau, để giúp đỡ nhau, để học hỏi lẫn nhau trên tinh thần là hướng thượng. Thì con cũng là cá nhân là con là một lương y, thì con cũng cái đam mê của con là cũng rất được, muốn được học hỏi tất cả những vị bô lão, như con xin được dùng từ bô lão, các vị đã đi trước là dẫn đường cho chúng con sau này. Thì con cũng nguyện là đem đến tận những cái công sức, công lao của chúng con để học hiểu hành, tiếp bước những vị tiên sinh cũng như các vị bô lão đi trước để chúng con thực hành miên mật và giúp ích cho cộng đồng xã hội cũng như là giúp ích cho những người thương để cho xã hội được, và những người thương ngày càng được có những lợi lạc về những cái đau ốm rồi những cái khổ về tâm một phần nào đó, có thể là thôi cũng không lớn nhưng mà nó cũng tác động một phần nào đó để chúng ta chuyển đổi tâm thức dần và chúng ta cũng đi đến con đường giác ngộ dần dần và chúng ta cũng thay đổi những cái thói quen ăn uống ngủ nghỉ để cho thân tâm chúng ta đỡ khổ. Và con xin biết ơn tất cả những người thương và biết ơn tất cả những sự đóng góp chân thành của những người thương để chúng con, đây là cũng những bài học để chúng con rút kinh nghiệm và cũng là để cũng tiến bước theo những gì con làm được và chưa làm được, và cũng xin tiếp bước những vị bố lão đi trước để chúng con học hiểu hành thêm. Cũng mong các vị bố lão đi trước cũng giúp chúng con có những quyển sách, có những bài dịch rất là bổ ích để chúng con sau này có những căn cứ, những cái bằng chứng để chúng con học hỏi và phát triển thêm. Xin không nói biết gì hơn là con biết ơn tất cả những vị đi trước, những bậc tiên sinh đã có công lao rất lớn cho ngành thực dưỡng, ngành chăm sóc sức khỏe nói chung. Và chúng con là cá nhân, chúng con là cũng xin biết ơn tất cả, con xin biết ơn ạ. Mong rằng mọi người thương cũng cố gắng là thực hành tốt những gì mà những các bác, những ông các bà đã đi trước để lại chúng ta những kho tài sản rất là quý giá và chúng ta cũng có ngày hôm nay. Xin biết ơn ạ. Con xin hết ý kiến ạ. Dạ rồi ạ, xin rất là cảm ơn bác Hữu Thùy ạ. Chương trình hôm nay thực sự là có sự chia sẻ đồng hành của rất nhiều người thương cùng tất cả các bác và các cô rất là thân quý ạ. Và đặc biệt là bác Mít, một người luôn đồng hành cùng với rừng gọi, và là hôm nay là chủ đề chính mà bác chia sẻ. Thì con cũng rất là mong muốn trước khi mà anh Thuật kết thúc cái giống này thì con cũng mong muốn bác Mít có một lời nữa để gửi đến cả nhà thương ạ. Và anh Thuật sẽ kết thúc rừng gọi để gửi bình an năng lượng cho mọi người anh Thuật ạ. Dạ, con xin mời bác Mít ạ. Dạ. Vâng, xin kính chào toàn thể. Bác Mít ơi. Dạ, bác Mít ơi, hình như là có cô Tiên á, cô Tiên nghe giọng nói của cô Mỹ cho nên là chắc là cũng muốn nói lời cảm ơn hay là như thế nào đây. Chắc là cho cô Tiên nói một lời cảm ơn đi ạ. Vâng, mời Omeli. Dạ, như vậy là trước khi con mời bác Mít để tổng kết chương trình là con mời cô Tiên tiếp tục nhé. Cô Tiên xuất hiện là bình an sẽ xuất hiện đây, con mời cô Tiên nhé. Cô Tiên ơi. Bởi vì hết giờ rồi cho nên là cô Tiên ơi, cô Tiên con bật mic cho cô rồi đây. Rồi con xin mời cô ạ. Dạ. Cho phát biểu ba câu. Hello. Tôi xin tri ân kính chào tất cả quý vị đã thương yêu tôi
hết một bằng một trái tim hết lòng, và nhất là cô Tiên Mỹ có để tâm và khen tặng và vui vẻ với tôi cảm ơn rất nhiều. Đó là những viên thuốc thần cho cô Tiên Loan ở tận Canada nhận được, những lời cầu chúc rất là tốt đẹp. Và tôi đúng như lời cô Tiên Mỹ có nói là hôm nay giọng nói tôi đã khá hơn rất nhiều. Vâng, tôi sẽ cố gắng đi theo những lời khuyên để từ từ phục hồi dần lên. Và mai mốt khi tôi hoàn toàn tôi đã hoàn toàn được bình phục lại, tôi xin nguyện như đã nói từ trước sẽ chia sẻ được rất nhiều tin tức về sức khỏe. Những ai mà đã có vào được Facebook của tôi, cô Tiên Loan, thì sẽ thấy được rất nhiều điều chia sẻ về lợi ích về sức khỏe. Và hơn hết là tôi nhân dịp này tôi cũng xin cố gắng khi mà tôi khỏe, giọng nói nghe đỡ bị dè dập, tôi cũng xin có ai làm được bài thơ xin gửi cho tôi, nhất là thơ Lục Bát, thì tôi sẽ xin ngâm lên để kính tặng mọi người, tỏ lòng tri ân của tôi. Nhất là hôm trước thầy Thuật có làm một bài thơ rất là xuất khẩu thành thơ, thế mà bài thơ nghe sai, tôi không kịp đi vào, nhưng tôi sẽ nguyện sẽ ngâm thơ bài đó để cùng chia sẻ với quý vị, tỏ lòng tri ân của tôi. Còn bây giờ thì xin mời bác sĩ Mick Tiên Ông Mick sẽ hát một bài thiền định theo lời nhạc theo những tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hát cho chúng tôi nghe một bài để được thấm nhuần sự thanh thiết thiền định của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trước khi chúng ta chấm dứt, xin tạ ơn muôn vàn tất cả quý vị đã cứu giúp tôi thoát khỏi bãi xa lầy mà đã ngập lên tới cổ tôi. Xin đa tạ. Dạ. Rồi. Dạ, bây giờ kính mời. Dạ, kính mời thầy Mít hả? Xin chào mọi người. Bây giờ hôm nay muộn quá rồi, nhưng mà nó thật thực tình là cô Tiên mà tôi vẫn cứ thích gọi là bà Omelie. Cái tên rất là hay. Với cái nguyện vọng như vậy, tôi sẽ cố gắng như vậy tặng cho mọi người, đặc biệt là cho cô Tiên một cõi đi về, đúng không ạ? Nó hơi muộn một chút đấy. Dạ, hân hỷ ạ. Thưa quý vị, đúng là hôm nay hơi muộn tí, nhưng mà thôi quý vị nán lại khoảng 7-8 phút nha. Đây là một cái tác phẩm của Trịnh Công Sơn mà có thể nói là nhiều thế hệ mà đều rất là yêu thích. Một tác phẩm thấm nhuần cái tinh thần của Đạo Phật. Tôi xin được trình bày dưới góc độ có phân tích về Đạo Phật, về khía cạnh của Đạo Phật, từng đoạn ca từ. Dù đang trôi lăn trong kiếp nhân sinh phù du giả tạm, dù đang đắm chìm giữa bể dục sông mê, con người đôi khi vẫn nhận ra sự bất toàn bất binh của đời sống. Đã có biết bao thi nhân, nhạc sĩ gửi gắm nỗi niềm ưu tư của kiếp người qua lời thơ tiếng nhạc. Một trong những nghệ sĩ đó là cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người đã sáng tác hàng trăm bản nhạc. Âm nhạc Trịnh Công Sơn là thứ âm hưởng mang nhiều tuệ giác của Đạo Phật. Nhạc Trịnh thì mượt mà, mềm mại, len lỏi vào tận ngõ ngách sâu kín của tâm hồn. Ca từ thì tinh tế, đậm tích, tính triết lý, thể hiện một tình yêu nồng nàn, vô bờ bến đối với cuộc sống và tình yêu con người, nhất là về thân phận mong manh của kiếp người. Với thân phận con người luôn là niềm khắc khoải, được thể hiện trong hầu hết các tác phẩm của ông, nổi bật và đậm nét nhất là trong ca khúc Một Cõi Đi Về. Có thể nói nội dung chính của Một Cõi Đi Về là đề cập đến khổ đế, hay nói đúng hơn theo tiếng Phạm là Dukkha,
nghĩa là vô thường, là bất toàn, là giả tạm, là trống rỗng, và hơn thế nữa là năm ức trói buộc. Ngay ở hai câu đầu của một cõi đi về, Trịnh Công Sơn đã cho ta thấy con người cứ luẩn quẩn trong sinh tử luân hồi, khó lòng vượt thoát. Bởi năm uẩn trói buộc nên chúng ta cứ loanh quanh trong nghiệp duyên khổ lụy, chúng ta đã đến rồi lại đi, đã ra đi rồi lại tìm về, cứ thế theo nhau từng vòng sinh tử, mỗi vòng tròn là sáng tối đổi thay, ngày đêm nối tiếp, nhật nguyệt xoay vần, mỗi kiếp người là trăm năm mỏi mệt. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt rọi suốt trăm năm một cõi đi về. Chỉ bấy nhiêu thôi mà tới lui mãi miết, chỉ một cõi xa bạ thôi mà nổ trôi bao kiếp luân hồi. Hiện đời chúng ta đang là những con người, nhưng có biết đâu ở một tiền kiếp xa xôi nào đó, chúng ta đã là cây là cỏ. Lời nào của cây, lời nào cỏ là một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua. Đời người cứ trôi theo thời gian, tuổi trẻ như mùa xuân rồi cũng tàn phai theo mùa hạ đến. Thời gian trưởng thành nào được bao lâu, hay sẽ vụt qua theo mưa mau nắng sớm, rồi hạ cũng trôi nhanh, cơn gió mùa thu vội đến như đời người thoáng chốc qua đi. Để một ngày đầu thu chỉ còn tiếng vó ngựa mơ hồ tiễn đưa người về nơi xa xa lắm. Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Áng mây bay qua đời vừa là bóng râm hạnh phúc, bóng mát bình yên, nhưng cũng là sự ngăn che đè nặng. Cái nắng trên vai làm rạng rỡ đất trời, sáng tươi đời sống, lại là điều phải gánh chịu vương mang. Niềm vui thường đến với nỗi buồn, hạnh phúc đan xen cùng đau khổ. Rồi người cứ đi theo nghiệp lực của người, sông vẫn nơi nơi dì rào con sóng, đợi một ngày hóa bãi bể nương dâu. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sống còn ở lại. Dẫu biết con người cùng muôn loài trong trời đất này đều do tứ đại hợp thành, nhưng con người vẫn là sinh vật kỳ lạ đặc biệt ở cõi trần gian. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sống còn ở lại. Con tim yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Khi con tim yêu thương chợt lên tiếng gọi là lúc ta nhận ra mình là một con người. Chỉ có sự yêu thương mới làm cho con người khác với muôn loài mọi vật. Chính sự yêu thương đó, chính bản chất người đó, vừa giúp con người thăng hoa, vừa đưa người về địa ngục. Yêu thương trong bao dung xả bỏ là thuyền từ đi đưa Bồ Tát nhân qua miền tỉnh thức. Yêu thương với vị kỷ chiếm hữu là dây ái dục trói kẻ phàm trần trong chốn nhân gian. Bởi không chặt đứt đoạn tuyệt được với ái, một mắt xích quan trọng trong chuỗi mắt xích thập nhị nhân duyên, nên con người cứ mãi tới lui xa bà trong nhiều đời lắm kiếp. Mỗi một kiếp qua đi đã để lại trong ta những dấu ấn không thể phai mờ, khó lòng bôi xóa. Dấu ấn đó như những vết xước trên mặt gương soi, bị che lấp đi bởi sự lãng quên của vô minh tăm tối, như đang bị phủ mờ bởi lớp bụi thời gian. Cơn mưa quen trong bút đau của cơn mưa nghiệp báo, con người nhận thấy sự trống rỗng của cuộc đời. Con người chỉ muốn tìm về một nơi nương náu, một chốn bình yên. Ôi đường trần sao xa lạ quá, ta đi mãi tìm hoài mà không biết chốn quê nhà đang ở nơi đâu. Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa, mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ. Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Không tìm thấy chốn thân quen nên con người cứ mãi đi trong phiền muộn mỏi mệt. Bản chất vô thường của đời sống một lần nữa lại được Trịnh Công Sơn đề cập tới. Đường chạy vòng quanh một vòng tiểu thủy, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị ngày xưa. Từng lời tà dương là lời mộ địa, từng lời bệ sông nghe ra từ độ
dối khen. Dù có đi đến đâu ở cuối đất cùng trời này, trong cái cõi xa bà thì con người vẫn không tránh khỏi những nỗi khổ đau mà mình đang đến trải chịu đựng. Đó là sự đối mặt với những khắc nghiệt của trường đời, vốn lắm đua chen tị hiềm, vốn nhiều giật giành nhỏ nhặt. Trong khi ta về lại nhớ ta đi, đi lên non cao, đi về biển rộng. Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, ngọn gió hoang vu thổi buốt xuất kinh. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt rọi suốt trăm năm, một cõi đi về. Cay đắng đã từng, gian truân đã lắm, con người thực sự thấm thía nỗi cô đơn khắc khoải, nỗi trống vắng lạnh lùng của một kẻ tha hương muốn tìm về cõi bình yên chốn an lạc trong lắng sâu tâm thức con người luôn mong có được. Một cõi đi về trong tác phẩm của Trịnh Công Sơn là ta bà khổ lụy, là cõi trần gian mà con người đã đến rồi lại đi, đã ra đi rồi lại tìm về, cứ thế kết thành từng vòng sinh tử trong nghiệp báo luân hồi. Nhưng dù không được đề cập tới, ta vẫn thấy thấp thoáng đâu đó còn có một cõi khác, một cõi mà con người luôn mong tìm đến, một chốn để đi về, là nơi không có buồn đau, không còn khổ lụy, là quê hương cực lạc, là quê hương giải thoát, nơi Đức Di Đà Tử Phụ, nơi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đang ngày đêm mong đợi mở lòng tiếp dẫn chúng sinh. Bởi có sa bà nên còn cực lạc, bởi có sa bà nên còn giải thoát, bởi khao khát sinh ra, ước ao tồn tại nên phải chấp nhận, chết đi vương mang chuyển đổi. Một khi nào ta thực tâm dừng lại, thôi không khao khát, hết những ước ao, không ra đi cũng sẽ chẳng quay về. Cõi thường hằng nhất như đó chính là bản lai diện mục, là Phật tánh trong ta. Chúng ta hãy quay về an trú ở tự tâm, Phật luôn ngự trị trong tâm mỗi người. Hãy từ bỏ cái tâm vô minh để quay về với Phật tánh của chính mình. Xin kết thúc ở đây. Và ngày mai là ngày phụ nữ ở Việt Nam, xin gửi đến lời chúc đến quý bà, quý cô và các bạn trẻ lời kính chúc sức khỏe tốt đẹp nhất, và mong các quý vị ngày một sống tỉnh thức để tìm đến bến bờ giác ngộ. Xin kết thúc. Tất cả người chắc đang dạ rất là tuyệt vời. Dạ vâng, hơn 3 tiếng 3 tiếng 40 phút tối nay, và hiện bây giờ là ở bên ngoài là hơn 500 người xem trực tiếp, và hôm nay là trong Zoom của chúng ta là có hơn 170 người. Rất là tuyệt vời. Rồi xin mời em Mai Trang. Dạ, thực sự là Mai Trang cũng chưa thấy lúc nào mà Mai Trang tham gia một chương trình mà mày nó hẹp đến là em về TikTok vô thiệt đi tiếp theo để mới lắng nghe cái giọng ca của bạn Mít, rất là tuyệt vời. Và Mai Trang cũng giống như cô Ngọc Mỹ và tất cả người thương đón nhận những lời chia sẻ và rất là quý giá. Chúc dạ. Chúc cô Tiên nhá. Chúc cô Tiên nhá. Luôn tỏa nguyện ý nguyện nhá. Hãy vượt qua chính mình nhá. Vượt qua chính mình để làm một cái trải nghiệm cho mọi người. Đây là bài học sống để các giáo sư, các tiến sĩ, các bác sĩ ung thư sẽ nhận thấy, và các bác sĩ về Tây, về y học hiện đại sẽ về phải chấp nhận là phải thần phục, khẩu phục, và qua cái các cái chia sẻ của chúng ta. Kính chúc tất cả mọi người. Xin cảm phục vô cùng lời hát và lời nói của bác sĩ Mỹ lưu loát như là một dòng chảy không bốc bát, và kết nối từ lời giải thích cho đến lời hát, kết nối với nhau ra một cái sự tích, ra một câu chuyện Phật Pháp mà cả đời chúng ta học hành cũng không bằng 5-10 phút mà bác sĩ nói về cái triết lý của Đạo Phật như vậy. Tôi rất cảm kích, và tôi mong rằng một ngày tôi có thể thu xếp để nghe được bác sĩ hát mà có nhạc phụ họa nữa thì thật là tuyệt vời. Dạ, thưa với cả nhà, là chúng ta rất là may mắn và hạnh phúc. Con cũng cảm thấy rất là may mắn, hạnh phúc được nuôi dưỡng. Thật sự là những cái điều này chị nó là vô giá. Đẹp trai quá. Dạ. Thật sự là nó là vô giá. Dạ, nó là vô giá. À. Chúng ta không thể mà dùng tiền để mua được những cái điều này ở bên ngoài ạ. À. Chỉ có cái tình yêu. Dạ.
vẫn có cái sự phụng sự vô điều kiện thì chúng ta hết sức là may mắn. Rồi vậy thì chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình tối mai cùng với cô Mỹ trong cái chương trình mà giao lưu với nhau để mà chúc mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam. Rồi tiếp theo thì người thương nào mà chúng ta có cảm hứng để mà truyền lan tỏa cho người thương thì món quà của Rừng Gọi là vẫn tiếp tục duy trì. Là chúng ta tạm rời chia tay nhau tối nay để ngủ ngon, nhưng mà chúng ta sẽ gặp lại ngày mai và chúng ta sẽ gặp lại vào thứ ba hàng tuần. Và chúng ta cũng sẽ gặp lại vào các cái khóa thanh lọc vào mùa trăng. Thì khóa tới là từ ngày 29 tháng 10. Thì người thương nào mà mong muốn được tham gia thì cứ vui lòng đăng ký trong cái trang fanpage thanh lọc Rừng Gọi. Rất là biết ơn. Thì chắc là con không biết nói gì hơn, chỉ có biết nói rằng là cảm ơn, hạnh phúc, hạnh phúc. Biết ơn và, cho tôi và xin hỏi ạ, cho tôi xin hỏi chương trình của cô Tiên Ngọc Mỹ là mấy giờ mà giờ Canada? Hồi nãy là cô Mỹ có nói là 7:30 tối ngày mai đó, có nghĩa là 19:00 nếu mà nói về thời gian cho nó chính xác, không có cho nó không bị sai lệch, sáng hay chiều là thời gian là 19:30 bắt đầu ạ. 19:00 là 7:30 tối bên giờ Việt Nam. Là tối mai. Mai là thứ mấy? Thứ tư phải không ạ? Thì con sẽ nếu mà cô Mỹ nhớ cái mã giúp ấy thì đọc giùm cho cô Tiên luôn, còn không thì bên tình nguyện viên sẽ hỗ trợ. Xin cảm ơn. Nếu mà cô Tiên Ngọc Mỹ có Nếu mà cô Mỹ, cô Mỹ ơi, nếu mà cô Mỹ nếu mà có thể được thì cô cho xin cái mã giùm luôn ạ. Ba con số 3, 4 con số 5, 168. Ghi được không chị? Cái đó là để gọi phone ạ, phải không? Vào Zoom, vào Zoom như hôm nay á. Cô vào Zoom giống như hôm nay nè. Ba con số 3, 4 con số 5. 4 con số 5, 1, 2, 3, 4, 168. 168. 168. Ok, đọc lại. 3 số 3, 4 số 5, 168. 168. Rồi, ở dưới ID là 168 hai lần. Đó là cái pass. Đó là cái pass được không? 168. Vâng. Đây giọng của chị khỏe mạnh quá trời luôn. Hôm nay cái giọng chị tốt lắm. Bao nhiêu cái tình thương yêu gửi đến. Cảm ơn. Chị cũng nhõng nhẽo với lại bác sĩ dữ, đòi bác sĩ hát cho được. Nhờ vậy chiều chị em được nghe luôn. Nhõng nhẽo hết sức luôn. thấy tôi là khi mà đã yêu cầu tha thiết như vậy là phải có lý do. Do đó là tuyệt vời đến cái sức mà không có một bút mực nào tả xiết được hết. Thì bây giờ xin thầy thuật ạ, thầy thuật ghi lại cho tôi cái link và cái số code với lại password gì đó của cô Tiên Mỹ Ngọc. Ngọc Mỹ. Thôi chị đừng kêu em cô Tiên này mắc cỡ lắm nha chị. Không có đối với tôi là cô Tiên. Cô Tiên ơi, chụp mấy tráng sẽ post lên lại cái mật khẩu cho cô nhé. Đúng rồi. Mật khẩu này. Và chắc là cũng rất là khuya rồi. Mai Trang nói cái gì tôi không có kịp nghe. Chụp nữa là con sẽ post lại đến group ấy. Là cái ID và mật khẩu của bên chương trình Ngọc Mỹ trà đào của cô Ngọc Mỹ đấy. Là cô lấy yên tâm, con sẽ cập nhật cho cô lại nhé. Và con biết được rằng là trời cũng rất là khuya rồi và bật mic này. Rồi tất cả người thương cũng rất là trân quý buổi chia sẻ hôm nay, rất là năng lượng nhiệt thương của cô Tiên cũng giống như tất cả mọi người. Một lần nữa rút rừng gọi gửi đến cái tình thương, sự tri ân và sự bình an để cô Ngọc Mỹ, bật mic và tất cả người thương nhé. Và chắc là mình cũng cảm ơn nhân ở đây để lại năng lượng cho lần sau nhé. Và hẹn gặp lại vào tối ngày mai đúng 19:30 bên chương trình của cô Ngọc Mỹ nhé. Vâng, một lần nữa là con xin thay mặt cho tất cả, xin kính biết ơn thầy Mít, bác Mít và kính biết ơn tất cả người thương của chúng ta đã có mặt trong Zoom hôm nay, những người chia sẻ, những người đặt câu hỏi và những người lắng nghe. Và xin một lần nữa là con xin hồi hướng cái năng lượng này đến với tất cả
những ai mà đang có khó khăn, những ai mà cần cái năng lượng này đỡ cho tỉnh thức và vượt khó cái khổ đau ạ. Dạ, xin biết ơn tất cả. Rồi, xin xin hẹn gặp lại. Dạ, xin tạm biệt. Rồi, người thương của chúng ta, dạ, người thương của chúng ta có thể là bật mic lên ạ. Người thương nào comment thì comment, còn người thương nào bật mic thì bật mic ạ. À, hiện bây giờ là vẫn còn 62 người. Chúng ta có thể bật tiếng lên để nói lời chia tay với nhau nha. Rồi, mọi người thương có thể tự bật mic ạ. Rồi, cảm ơn tất cả, cảm ơn cô Xuân Hồng, cảm cô ơn thầy, cả nhà, cảm ơn bác Mít, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn. Lại sắp chiều bác Mít này. Chào bạn, 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 cảm ơn thầy, cảm ơn bác Mít và cảm ơn bác Mít. Dạ rồi, hẹn gặp lại. Rồi, chúc cả nhà ngủ ngon, hẹn gặp lại sáng mai 4:30. Dạ, và hẹn gặp lại tối mai.